những người khác của Hoàng Phủ gia tộc cũng đều cổ vũ Hoàng Phủ Chính Thiên. Bọn hắn vô cùng tin tưởng Chí Tôn Thánh Văn được gia tộc toàn lực bồi dưỡng ra. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp đi bài vị đầu tiên của Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ Chính Thiên mang theo lợi kiếm màu tím, nhanh chân đi lên lôi đài. Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ cũng liên tiếp đứng lên, dẫm chân trên thềm đá đi tới lôi đài. Bọn hắn bộc lộ chiến ý bành trướng, lại đều không có kiêu ngạo như bình thường, chân chính coi Khương Phàm là đối thủ. Rất tốt, bọn hắn đều nghiêm túc. Mặc dù Kiều Linh Vận đã thắng Linh Nguyên cảnh luận võ, nhưng tương đương đã đánh thức các đại gia tộc, Khương Phàm rất khó lại chiếm được tiên cơ. Ổn định, chỉ cần ổn định, hôm nay Khương Phàm sẽ không chiếm được chỗ tốt. Khương Phàm là tự bản thân trưởng thành đến Chí Tôn Thánh Văn. Hoàng Phủ Chính Thiên là Chí Tôn Thánh Văn được đệ nhất cường tộc cổ hoa toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần luận võ bình thường, Khương Phàm không thắng được, huống chi còn có Tô Cao Nghĩa và Đường Tư Đồ. Nếu Khương Phàm đã dám khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có chút ỷ vào. Khương Phàm có thể làm cho tam đại đỉnh cấp thiên tài cổ hoa hoàng thành toàn lực ứng phó, đã coi như là thắng. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng sốt ruột. Mấy chục vạn người nghị luận la lên trong diễn võ trường rộng rãi hình thành tiếng gầm to lớn, liên tiếp, thanh chấn mấy chục dặm dãy núi. Sắp bắt đầu rồi. Rốt cuộc ác nhân vương cũng ngồi dậy, quan sát Khương Phàm trên lôi đài. Hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc linh văn của Khương Phàm là gì, lại vì sao có thể khiến cho hắn có phản ứng đặc biệt. Trên lôi đài, Khương Phàm lắc lắc cổ, hoạt động thân thể, tùy ý đi tới. Cùng các vị xác định đơn giản một chút, trận đấu này là trận chiến chém giết, bất luận bị thương hay là chết, ân oán cũng sẽ không mang xuống lôi tràng. Thật sao? Đúng. Hoàng Phủ Chính Thiên vô cùng bất mãn trước ngữ khí của Khương Phàm. Thật sao? Khương Phàm nhìn về phía Đường Tư Đồ cùng Tô Cao Nghĩa. Đúng. Đường Tư Đồ và Tô Cao Nghĩa hô to. Tam đại gia tộc. Khương Phàm lại nhìn quanh tam đại gia tộc. Chờ đợi bọn hắn đáp lại trước mặt mọi người. Chúng ta đều rất rõ ràng quy tắc, hy vọng Kiều gia cũng rõ ràng quy tắc. Đừng chờ đến khi ngươi chết rồi lại đến trước cửa phủ chúng ta khóc tang. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu, ác quỷ trong địa ngục đều không kịp chờ đợi ngươi. Chúng ta rõ ràng quy tắc, chúng ta càng biết tuân thủ quy tắc. Tam đại gia tộc liên tiếp đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Khương Phàm nhắm hai mắt lại, thời điểm lần nữa mở ra. Con người đã biến thành mắt dọc, sáng tỏ lại sắc bén, giống như thần cầm thức tỉnh, uy thế nghiêm nghị, bệ nghệ quần hùng. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ sau khi ra hiệu với nhau, đều triển khai tư thái, thức tỉnh linh văn, sẵn sàng trận địa cảnh giác Khương Phàm. Bọn hắn sẽ không lại chủ quan. Bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ầm ầm, hài cốt toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, da thịt kịch liệt vặn vẹo. Cùng với thánh viêm mãnh liệt thả ra, hóa thân thành chu tước hung liệt, phóng lên tận trời. Vì để che giấu bộ dáng thực sự, hắn đã thay đổi đồng thời thả ra thái dương chiến y. Chiến y cùng giao hòa chu tước yêu thể, biến thành cánh chim càng hoa lệ càng rộng lớn hơn, ở phía sau lưng và phía trước bảy biện ra dương luân khuếch phức tạp mà khổng lồ. Thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Khương Phàm là thú linh văn. Lúc trước khi hắn thắng Đường Tư Đồ, hình như cũng không có hóa thân thành yêu thể. Đây là linh cầm gì, có ai nhận ra không? Hung uy thật mạnh. Các ngươi chú ý nhìn lông vũ của hắn, giống như có hình dáng mặt trời vậy. Đây là chim gì? Toàn trường oanh động, ngay cả trên đài cao hoàng thất cùng tộc trưởng các đại tộc đều lộ ra vẻ mặt chú ý, cực lực muốn thấy rõ ràng bộ dáng Khương Phàm. Nhận ra không? Nữ tử bên cạnh ác nhân vương cẩn thận phân rõ, có dáng vẻ hỏa liệt điểu. Lại như là một loại linh tước nào đó, nhưng khí thế và tư thái cũng đều không giống. Xem tiếp đi. Ác nhân vương lấp lóe ánh mắt, thể hiện trên mặt trở nên quái dị lại nghiêm trọng. Giống. Tô Cao Nghĩa vặn vẹo hài cốt toàn thân, yêu khí cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trực tiếp hóa thân thành cự hổ khổng lồ dài 20 mét. Hùng tráng uy mãnh, cơ bắp phồng lên, toàn thân khuấy động minh mông lực lượng. Móng vuốt cực kỳ tráng kiện, hiện ra kim quang. Bỗng nhiên nhấn một cái, lôi đài cứng rắn đều sụp ra vết nứt. Hắn nâng đầu hổ lên, gào thét thật lớn, yêu khí toàn thân hòa với cuồng phong kịch liệt gào thét. Một loại uy lực huyết mạch lao nhanh tại toàn thân, trùng kích huyết nhục hài cốt, càng khuấy động minh mông lôi tràng, mang đến uy nghiêm kinh tâm động phách. Phảng phất vạn thú chi vương,
gào thét giữa rừng rậm. Đường Tư Đồ cầm cây giáo trong tay, giơ lên luồng không khí lạnh cuồn cuộn, ở xung quanh ngưng tụ thành tường thành băng tinh hoa lệ. Hắn đứng ngạo nghễ ở đầu tường, người khoác tinh giáp, hơi nước cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ thành 500 chiến binh, toàn bộ cầm trường mâu trong tay, sẵn sàng trận địa đón quân địch. So với trước đó tại Kiều Gia, khí thế của hắn rõ ràng đã tăng cường thêm mấy phần. Nghe hiệu lệnh của ta. Đường Tư Đồ nắm chặt cây giáo, cao giọng gào thét. 500 chiến binh toàn bộ triển khai tư thế, cầm trường mâu trong tay nâng nghiêng giữa trời cao, mũi nhọn mỗi thanh trường mâu đều lóe ra ánh sáng tinh phách, khuấy động khí lạnh thấu xương. Hoàng Phủ Chính Thiên cũng nghiêm túc, khuấy động kiếm khí, ở sau lưng ngưng tụ thành kiếm rực cứng cỏi, bay lên không trăm mét. Tay hắn cầm lợi kiếm màu tím, chỉ về Khương Phàm ở phía xa, kiếm khí gào thét xung quanh, giống như là có hơn mấy ngàn vạn lưỡi kiếm, có thể vạch phá không gian. Ba vị thiên tài cổ hoa, phóng thích toàn diện, khóa chặt Khương Phàm. Chỉ là cỗ khí thế kia đã để rất nhiều người phải khẩn trương. Toàn diện thả ra võ pháp, cũng làm cho khuôn mặt thiên tài các tộc có chút động, cảm nhận được chênh lệch. Khương Phàm bay lên 500 mét, hai cánh chỉ lên trời, nhấc lên mênh mông ngọn lửa màu vàng óng. Sau khi tiến vào linh hồn cảnh, quy mô khí hải đã tăng vọt, năng lượng thả ra càng thêm tự nhiên. Liệt diễm lao nhanh như những con sóng lớn, ở trên không hình thành thủy triều màu vàng, thanh thế mãnh liệt, rọi khắp nơi trên lôi tràng. Nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian. Ổn định, tất cả ổn định. Bọn người Hoàng Phủ Chính Thiên đều làm bộ muốn xuất kích, lại đều cưỡng ép nhịn xuống. Bọn hắn không rõ ràng thực lực thật sự của Khương Phàm, trước tiên nhất định phải ổn định, cũng phải phối hợp tốt, nếu không rất dễ dàng bị Khương Phàm tiêu diệt từng người một. Nếu như đều đã nghiêm túc lại còn bị Khương Phàm đánh trọng thương, bọn hắn thật không còn mặt mũi nhìn người khác. Tuy nhiên, chiến thuật của bọn hắn rất chính xác, thế nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Khương Phàm. Khương Phàm liên tiếp vỗ cánh, liệt diễm vén trời, biển lửa bạo động, tạo thành hai mặt trời khác. Mặt trời oanh minh, kịch liệt xoay tròn, khuấy động năng lượng kinh người. Cường quang chói mắt, chiếu rọi khắp nơi. Giờ khắc này, bọn chúng lại cùng mặt trời giữa hư không sinh ra cộng minh, thật giống như hai mặt trời con, tiếp dẫn vô tận ánh nắng bao phủ cả vùng đất trời này. Quá chói mắt, ta không nhìn thấy cái gì cả. Đây cũng là võ pháp sao? Uy lực thái dương thật mạnh. Chí tôn thánh văn quả nhiên bất phàm, đưa tay ra chính là cảnh tượng hoành tráng kinh người này. Diễn võ trường bị ánh sáng vô tận bao phủ, trước mắt hơn 200.000 người tất cả đều là kim quang, cái gì cũng đều không thấy được. Hoàng Phủ Chính Thiên, đừng đợi nữa, ra tay đi. Đường Tư Đồ hô to, quả quyết xuất kích. Trường mâu trong tay nổ bắn ra trời cao, 500 chiến binh sau lưng cùng hô to lên, toàn bộ trường mâu tinh phách được phóng đi. Hoàng Phủ Chính Thiên cũng đã nhận ra uy thế đến từ không trung, hắn cầm kiếm lao đến Khương Phàm, kiếm khí bén nhọn nhanh chóng ngưng tụ ở xung quanh, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trong mỗi vòng xoáy đều dựng dục một cây kiếm sắc. Trọn vẹn 800 thanh kiếm. Đây chính là cực hạn của Chí Tôn Thánh Văn, thẳng bước gần đến Thiên Văn Thiên Dương kiếm. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Phàm khống chế hai mặt trời rơi xuống, ánh sáng lại lần nữa tăng vọt, kim quang bao phủ hoàn toàn diễn võ trường. Không gian diễn võ trường nổi lên gợn sóng, giống như muốn bị đốt thấu. Chí Tôn Thánh Văn bộc phát toàn diện thực lực. Giờ khắc này Khương Phàm không hề giữ lại chút nào. Bọn hắn chăm chú. Hắn càng chăm chú. Ầm ầm, mặt trời oanh kích, ánh sáng vô biên, cơ hồ muốn chọc mù ánh mắt của bọn người Hoàng Phủ Chính Thiên. Giết! Đường Tư Đồ cùng Hoàng Phủ Chính Thiên sau khi khóa chặt mặt trời, dứt khoát nhắm mắt lại, khí thế dâng cao, bộc phát toàn lực. Kiếm chiều xé rách không gian. Tinh phách băng phong thiên địa. Bạo tạc kinh người bỗng nhiên phóng thích ở trên không, thanh thế kịch liệt chấn động trời cao, quét sạch toàn bộ lôi tràng. Đám người tại diễn võ trường cực lực muốn thấy rõ ràng tình huống, nhưng bây giờ mắt lại mở không ra. Trên lôi tràng, Tô Cao Nghĩa đứng tại chỗ, sẵn sàng nghênh chiến, uy lực huyết mạch phun trào trong xương máu, răng nanh to lên, bảy quả cầu năng lượng rung động ở trong miệng, phảng phất bảy viên sát lục tinh thần, kịch liệt tranh minh. Đây là bạch hổ truyền thừa mà hắn đã thức tỉnh, uy lực bạch hổ chân chính. Mặc dù bạo phong cự hổ của Tô gia có huyết mạch bạch hổ, nhưng muốn vượt qua cự hổ, trực tiếp thức tỉnh bạch hổ truyền thừa, khả năng vô cùng khó.
Có đôi khi liên tục đến đời thứ ba đều ra không được một người, nhưng Tô Cao Nghĩa đã thức tỉnh, điều này cũng làm cho hắn sớm bị dự định là gia chủ hạ nhiệm của Tô gia. Ầm ầm. Không trung vẫn còn tiếp tục bạo tạc, Khương Phàm lại đột nhiên phá tan liệt diễm cùng năng lượng, lao thẳng tới Tô Cao Nghĩa. Giống. Mắt Tô Cao Nghĩa phát ra ánh sáng, hắn không sợ hãi chút nào. Đây chính là Bạch Hổ truyền thừa. Bạch Hổ chính là vạn thú chi vương, sát lục chi thần. Ầm ầm. Bảy quả cầu năng lượng nháy mắt đã tăng vọt, giống như bảy viên đại tinh, tất cả đều là uy lực sát phạt kinh khủng, bạo kích Khương Phàm. Trong chốc lát, uy lực vạn thú khuấy động diễn võ trường, để vô số thú văn sợ đến vỡ mật. Nhưng, Khương Phàm không có tránh né, hắn vẫn lao tới. Hai cánh chấn động, tốc độ tăng vọt. Toàn thân hắn cuồn cuộn liệt diễm, một uy thế cường đại xé rách càn khôn, săn giết chúng sinh bộc phát cùng lúc, theo sát uy lực vạn thú của Bạch Hổ cuồn cuộn khắp đất trời, khiến cho càng nhiều thú văn ở diễn võ trường hồi hộp. Ầm ầm. Chu Tước Bác Thiên Thuật hiển nhiên càng hơn một bậc, thắng ở chỗ huyết mạch Khương Phàm viễn siêu hơn Tô Cao Nghĩa, càng thắng hơn ở linh văn của Khương Phàm có thể nghiền ép Tô Cao Nghĩa. Trong chớp mắt, hắn liên kích bảy viên đại tinh, thẳng tiến không lùi, nương theo lấy bảy trận oanh minh cuồng liệt, vỡ nát không gian, hung hăng chộp tới Tô Cao Nghĩa. Không thể nào. Sắc mặt Tô Cao Nghĩa đại biến, giữa lúc đang kinh hồn, hắn phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, vung lên móng vuốt hung hăng đánh qua. Khí tức sát phạt cuồn cuộn, móng vuốt hiện ra kim quang, lực lượng tăng vọt mấy lần. Khương Phàm mãnh liệt xoay chuyển, hai cánh như đao, âm thanh phốc phốc, cường thế chặt đứt vuốt hổ kia. Giống. Tô Cao Nghĩa gào lên đau đớn, chật vật vén lui. Khương Phàm vỗ cánh, hình thể tăng vọt đến hơn 10 mét, móng vuốt đánh lên trên đầu Bạch Hổ. Vuốt dài sắc bén mở ra da thịt hài cốt, thẳng tới đầu, kéo lấy Tô Cao Nghĩa hất lên trời cao. Từ tập kích đến săn bắt, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi khoảng 5 giây mà thôi. Ánh sáng đã tản ra hơn phân nửa, mười mấy vạn người đều đã có thể mở mắt, nhưng hình ảnh xông vào tầm mắt lại để sắc mặt bọn họ đại biến, theo bản năng toàn thể đã đứng dậy nhìn. Tốt! Bọn người Kiều Thiên Mạch phấn chấn hô to, mặc dù không thể thấy rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng một màn này quá kích thích, quá rung động. Tô Cao Nghĩa! Tô Nhã kinh hồn thét lên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao đại ca lại bị bắt? Bạch Hổ truyền thừa đâu? Bạch Hổ truyền thừa của đại ca đâu? Nhưng, đang giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hoàng Phủ Chính Thiên đã xuất hiện trực diện với Khương Phàm. Trước đó mặc dù Thái Dương Thánh Quyền cường đại, nhưng không có đánh chết Hoàng Phủ Chính Thiên, ngược lại đã bị 800 lợi kiếm liên hợp xoắn nát. Hoàng Phủ Chính Thiên không chần chờ chút nào, ngay sau đó truy sát tới. Ý định là đuổi tới bắt lấy Khương Phàm, phối hợp Tô Cao Nghĩa, toàn lực đại chiến. Không nghĩ tới Khương Phàm nhanh như vậy đã tóm được Tô Cao Nghĩa. Một màn này mặc dù chấn động, nhưng không có dọa được hắn, hắn càng bị kích thích đến chiến ý, trực tiếp xông lên. Trong chớp mắt, 800 vòng xoáy lại xuất hiện lần nữa, xung quanh trải rộng ra vài trăm mét, trong không khí đều là kiếm khí sắc bén, vòng xoáy dâng lên cường quang, kiếm khí bên trong lạnh thấu xương. 800 thanh lợi kiếm xông ra khỏi vòng xoáy trong tiếng vang leng keng chói tai. Lấp lóe giữa bầu trời, thanh thế kinh người. Đại ca, chém hắn. Lần này đến phiên Hoàng Phủ ra phấn chấn gào to. Kiếm Dương Quy Tông. Kiếm văn trên trán Hoàng Phủ Chính Thiên phát sáng, toàn lực vung lợi kiếm màu tím về phía trước. Trong chớp mắt này, 800 thanh kiếm giống như lôi chiều đang điên cuồng trùng kích, toàn bộ dung nhập tử kiếm. Mỗi một kiếm mang nhập vào tử kiếm, uy thế tử kiếm đều sẽ tăng cường thêm một phần. 800 thanh kiếm. 800 lần tăng lên. Uy thế lợi kiếm tăng vọt dần, cường quang sáng chói, rạch ra hư không, uy thế như siêu việt hơn hàng rào cảnh giới của hắn. Từ lúc Hoàng Phủ Chính Thiên trực diện Khương Phàm giết ra, đến khi hắn nâng kiếm chạm mạnh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Tốc độ đến cực hạn, diễn dịch võ pháp đến cực hạn, để hình ảnh Khương Phàm còn đang săn bắt Tô Cao Nghĩa trong tầm mắt mọi người chợt dừng lại, đám người lấy lại tinh thần, lần nữa lâm vào chấn động. Chém chém chém. Hoàng Phủ ra cuồng nhiệt gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, Khương Phàm chẳng những không có né tránh, ngược lại hắn bỗng nhiên lao xuống về phía trước, hai cánh giao thoa vung chém, vận sức phóng thích Chu Tước Bác Thiên Thuật cường thế. Giờ khắc này, trái tim của hắn đang cuồng loạn, bản thân, sâu trong huyết hải đã thức tỉnh,
giống như một Khương Phàm khác ở giữa đất trời vô tận màu máu mở ra hai mắt, sau đó bay thẳng lên trời, thả bản thân ra ngoài. Một khí tức kinh khủng thuận theo huyết dịch khuấy động toàn thân, tinh huyết kim hoàng nở rộ, chu tước uy lực được bộc phát. Chu tước bác thiên thuật của Khương Phàm tăng vọt uy thế. Chân chính tăng vọt gấp đôi. Keng! Cánh trái bạo kích, mở ra trời cao, giống như thiên đao đánh vỡ nát kiếm chiều màu tím. Cánh phải theo sát phung chém, như diễm tuôn trào, phảng phất chu tước lâm thế, đối diện đánh vào trên thân Hoàng Phủ Chính Thiên. Đột nhiên phản kích là sớm có âm mưu. Nháy mắt phóng thích là gấp hai lần chu tước truyền thừa. Sau khi Hoàng Phủ Chính Thiên vung ra một kiếm, theo sát muốn phóng thích kiếm thuật càng mạnh. Nhưng, liệt diễm bạo kích, lấy thế uy cường đại xé rách hết thảy mọi thứ, che mất người hắn. Hoàng Phủ Chính Thiên mặc chiến giáp bảo vệ đặc biệt, vào thời khắc sinh tử nó sẽ kích phát trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm gánh vác đả kích chí mạng nhất. Nhưng, đòn tấn công này mang tới lực trùng kích quá mức khủng bố, vẫn có xuyên qua mặt ngoài áo giáp, thẳng tới nội tạng. Qua! Hoàng Phủ Chính Thiên há miệng phun máu, bên trong máu tươi lại hòa với thịt nát, chật vật bay ra ngoài. Quá đột nhiên, cũng quá cường đại, đến mức khi Hoàng Phủ Chính Thiên bay ra ngoài, ý thức của hắn đều không kịp phản ứng. Từ khi thức tỉnh Linh Văn đến nay, cho tới bây giờ đều là hắn nghiền ép đối thủ, cho tới bây giờ đều là hắn khống chế lôi tràng, cho tới bây giờ đều là hắn thẳng tiến không lùi. Lần này, là ngoại lệ. Sắc mặt Tô Cao Nghĩa đại biến, hắn đang chuẩn bị phối hợp với Hoàng Phủ Chính Thiên giết Khương Phàm, kết quả. Chết tiệt, ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Khương Phàm đánh bay Hoàng Phủ Chính Thiên. Cái nháy mắt thất thần này đã để cho Tô Cao Nghĩa đang muốn phản kích thoáng chốc đình trệ. Cũng chính là vào lúc này, móng vuốt của Khương Phàm đang chế trụ đầu hắn bỗng nhiên xé mở xương sọ, vỡ nát đầu. Đầu hổ to lớn bị tươi sống xé mở, huyết thủy phun ra văng khắp nơi. Toàn trường đang sôi trào, trong nháy mắt bất luận là nam hay nữ đều liên tục kêu lên đầy sợ hãi. Tô Cao Nghĩa, Tô gia toàn thể kêu lên, con mắt trừng lớn, toàn thân ớn lạnh. Khương Phàm xé nát đầu hổ, vỗ cánh lao vùn vụt, hung hăng đánh tới Hoàng Phủ Chính Thiên. Nội tạng Hoàng Phủ Chính Thiên đã vỡ vụn, huyết thủy cuồn cuộn, nhất là đầu, bị lực lượng khủng bố chấn động đến trời đất quay cuồng. Đại ca, Chính Thiên, các tộc nhân Hoàng Phủ gia cũng kinh hồn thét lên, cho đến lúc này mới phản ứng được là đã xảy ra chuyện gì. Phốc phốc, Khương Phàm nâng móng vuốt sắc bén đội lên trên đầu Hoàng Phủ Chính Thiên, không có chút do dự nào, chu tước bác thiên thuật lại lần nữa bộc phát, cách áo giáp bảo vệ, rắn rắn chắc chắc đánh lên. Chu tước sát chiêu, thực lực gấp hai lần. Áo giáp bảo vệ trên đầu Hoàng Phủ Chính Thiên kịch liệt chấn động, xuất hiện đầy vết nứt, mà óc bên trong thì đã trở thành bột nhão, máu tươi cùng chất lỏng từ con mắt cái mũi tuôn ra trên đầu. Ngay cả gào thét cũng không kịp, ngay cả di ngôn đều không có để lại, thậm chí trong ý thức hoảng hốt, cũng còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là đang mang theo kiếm giết tới Khương Phàm, làm sao? Làm sao, thế giới đã trở thành màu đen? Hai thiên kiêu hoàng thành, liên tiếp mất mạng. Ánh mắt Khương Phàm sắc bén, hắn không hề có ý định dừng lại, lập tức vung Hoàng Phủ Chính Thiên ra, bay vụt lên đuổi giết Đường Tư Đồ. Ngọa tào, thật ác độc. Toàn trường oanh động, tiếng kinh hô liên tục vang lên, tất cả mọi người đã không còn bình tĩnh được nữa. Tô Cao Nghĩa chết rồi. Hoàng Phủ Chính Thiên chết rồi. Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi này thôi sao? Tên điên này mạnh như vậy sao? Cái này không phải là chém giết, đây là săn giết. Là đồ sát. Tên điên này không chỉ là cường đại ở bên trong, đối với chiến cơ thì hắn càng có nắm chắc, khống chế chiến trận điêu luyện khiến cho người khác sợ hãi thán phục. Hắn khẳng định là đã trải qua vô số giết chóc. Hoàng Phủ gia, Tô gia, toàn bộ đều an tĩnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn thi thể trên lôi đài, vẻ mặt hốt hoảng, đầu trống không. Chết rồi. Chết rồi. Đã chết thật rồi sao? Đây là ảo giác sao? Ngay cả tộc trưởng Hoàng Phủ gia, Tô gia trên đài cao đều khó mà tin nhìn thi thể trên lôi đài, ánh nhìn chằm chằm, giống như đang chờ thi thể lại cử động mấy lần. Đứng lên. Đường Tư Đồ, chạy đi. Người của Đường gia thét lên, hận không thể tự mình xông đi lên. Đường Tư Đồ đâu còn đứng được nữa, hắn sợ hãi bừng tỉnh, nhấc lên toàn bộ luồng không khí lạnh, xốc lên đi qua phía Khương Phàm. Sau đó, quả quyết quay người, chạy trốn về nơi xa. Phong độ gì, cao ngạo gì,
tất cả đều ném đến sau đầu. Còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc, mẹ kiếp, cái này ai gánh vác được. Ầm ầm. Khương Phàm nghênh đón luồng không khí lạnh, dễ như trở bàn tay đánh mát bọn chúng, đuổi giết Đường Tư Đồ. Luồng không khí lạnh mãnh liệt cơ hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Đường Tư Đồ, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi. Tư Đồ, người Đường gia muốn điên rồi, kịch liệt hướng về bậc thang trước mặt mà liên tục la hét. Ta không thể chết. Đường Tư Đồ, ta không thể chết. Đường Tư Đồ bỗng nhiên quay người, ánh mắt lấp lóe, mãnh liệt phóng thích cực hàn tinh phách chân chính ở sâu trong khí hải, cường quang sắc bén, ý lạnh lấp lóe, trong thời gian cực ngắn quét sạch kinh mạch lao ra. Từng luồng khí lạnh mãnh liệt như thủy triều kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ tầng tầng ở xung quanh hắn. Hắn có ba cái khí hải băng, nước, sương mù, lại bởi vì thuộc tính giống nhau, có thể tùy ý phối hợp điều động. Giờ khắc này, toàn bộ đều được điều động đi ra ngoài. Tương đương với năng lượng của ba cái khí hải. Thời điểm khi Khương Phàm cường thế giết tới, xung quanh Đường Tư Đồ cuồn cuộn ra hơn 500 mét thủy triều, cũng nhanh chóng đông kết. Hơn 500 mét băng sơn, cứng rắn như thép đen, tản ra khí lạnh kinh người. Tốc độ Khương Phàm lại không giảm, cuồng dã va chạm, toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn, hài cốt căng cứng, toàn bộ thân hình giống như thần binh đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, lôi đài lay động lịch liệt, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc. Bị khí tức cực hàn bao phủ, hàn băng lập tức sụp ra. Tầng băng vỡ vụn, tràng diện rung động. Ngay cả đám người Đường gia đang la lên đều hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ tên điên này là vô địch sao? Tinh phách cực hàn kiến tạo băng triều, nói nát liền có thể hoàn toàn vỡ nát. Xong, xong, Đường Tư Đồ xong rồi. Khương Phàm vỗ cánh bay lượn, phun trào liệt diễm, lao thẳng đến Đường Tư Đồ đang chật vật chạy trốn phía trước kia. Nhưng, sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi. Không đúng. Đây là phân thân. Đường Tư Đồ đã thấy hắn có thể trực tiếp đánh giết Hoàng Phủ Chính Thiên, hẳn là rất rõ ràng lực công kích của hắn, coi như phóng thích toàn bộ linh lực, lại có tinh phách cực hàn phụ trợ, cũng gánh không được một kích của hắn. Cho nên, Đường Tư Đồ hoặc là luống cuống tay chân, hoặc là đang chạy trốn. Mà nếu Đường Tư Đồ có thể diễn dịch ra thành băng khổng lồ, đồng thời ngưng tụ chiến binh thì hắn hoàn toàn có năng lực tạo nên một phân thân bằng hàn băng, lại lợi dụng khí lạnh thời khắc này che giấu hoàn mỹ. Khương Phàm quả quyết bỏ qua cái này, bay thẳng lên trời. Hắn làm sao thế? Các tộc nhân đang tuyệt vọng của Đường gia có chút kinh ngạc. Lôi tràng hỗn loạn, từng khối băng đang loạn tung tóe. Rất nhiều khối đã lăn đến biên giới. Khương Phàm quét ánh mắt sắc bén nhìn quanh, lại vỗ cánh bay lên, lên trước rồi lại nói. Giờ khắc này, thú văn trong thức hải liên tiếp thức tỉnh, ánh sáng nở rộ, tiếng thú giống chim gáy, giống như là thú trận, thanh thế to lớn. Tất cả đang vận sức chờ phát động. Bên bờ lôi đài, một khối băng cao 3 mét rơi xuống, sau khi liên tục nảy lên đã đột nhiên nổ tung, bên trong xông ra một thân ảnh. Đường Tư Đồ xuất hiện, dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Đường Tư Đồ, quá tuyệt vời, nhanh nhanh nhanh. Người của Đường gia phấn chấn hô to. Nhưng, Đường Nguyên Bá kêu lên đầy sợ hãi. Đường Tư Đồ, hắn tới. Tới, hắn làm sao có thể? Đường Tư Đồ nhìn lại, Khương Phàm quả nhiên đang ở phía sau, nhanh chóng tới gần, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt mà hỗn loạn. Số lượng lớn mãnh thú liên tiếp thành hình, theo Khương Phàm phóng tới gào thét giận dữ. Hắn thống ngự trăm ngàn yêu vương hỏa thú, bá thế tuyệt luân. Ta nhận thua, người đâu, nhanh ngăn lại hắn. Đường Tư Đồ không lo được hình tượng, hắn dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Khoảng cách mấy chục mét, giờ khắc này ở trong mắt của hắn tựa như hơn mấy ngàn vạn mét, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm như vậy. Ngươi trốn không thoát. Khương Phàm hét lớn, tốc độ tăng vọt, nhấc lên liệt diễm hung hăng giết qua. Toàn trường nhanh chóng an tĩnh, mấy chục vạn người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biên giới lôi tràng. Đường Tư Đồ phải chết sao? Tô Cao Nghĩa, Hoàng Phủ Chính Thiên, Đường Tư Đồ, tam đại thiên tài Hoàng Triều, chẳng lẽ đều phải chết hết trong tay Khương Phàm sao? Giết, giết, giết! Bọn người Phượng Bảo Nam dùng sức nắm chặt hai tay, nếu đều đã náo thành như thế này thì không thể nào lại để còn sống. Nhưng, khi liệt diễm muốn bao phủ Đường Tư Đồ, Khương Phàm đang chuẩn bị đánh giết, một khắc này, người trấn thủ của Hoàng Thất đột nhiên xuất hiện, chặn đường ở bên bờ lôi đài,
nhấc lên cương khí mãnh liệt, đẩy lui Liệt Diễm. Cũng ngay tại thời khắc này, Đường Tư Đồ đã dùng cả tay chân, lăn ra khỏi lôi đài. Phạm quy! Đám người Kiều gia lập tức kêu to. Hoa! Bầu không khí toàn trường lập tức sôi động, còn kém một chút. Hắn đã nhận thua, cũng đã chạy ra khỏi diễn võ trường. Khương Phàm, người thắng. Người trấn thủ hoàng thất phóng xuất ra khí thế mênh mông ngăn cản Khương Phàm. Khương Phàm cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi, không có nói nhảm nửa câu, quay người nhìn phía đài cao. Thi đấu bài vị đã kéo dài mấy ngàn năm, hẳn là có quy củ vô cùng khắc nghiệt, không chỉ có đối với đệ tử các tộc, cũng bao gồm cả người trấn thủ phụ trách duy trì trật tự. Người trấn thủ cưỡng ép nhúng tay, quấy nhiễu kết quả tranh tài, xử trí như thế nào? Một phen không có hỏi thăm, không có đi đường vòng, trực tiếp đặt đầu người trấn thủ ở trên quy củ. Đám người tại diễn võ trường đồng loạt quay đầu, nhìn về đài cao. Đây quả thật là có chút làm trái quy tắc, ai nấy đều thấy được. Lần này đại hoàng tử rất quả quyết, không đợi Kiều gia gây sự nữa, cũng không đợi nhân hoàng ra mặt, đứng dậy tuyên bố. Người trấn thủ không có ảnh hưởng đến kết quả tranh tài cuối cùng, chỉ là kết thúc tranh tài quá sớm. Xứng đáng nhận trừng phạt, nhưng không tính là làm trái quy tắc. Không tính làm trái quy tắc. Quyết định hời hợt như vậy. Khương Phàm ngắm nhìn đại hoàng tử thật sâu, không tiếp tục quá phận truy cứu. Nếu Đường Tư Đồ đã chạy, muốn kéo về chặt khẳng định là không thể. Hoàng thất quyết định quy củ, hoàng thất có giải thích quyền. Nếu đại hoàng tử đã nói như thế, vậy được rồi. Đám người trao đổi ánh mắt, không có người nào lại mạo phạm. Hôm nay hoàng thất đã đủ mất mặt, nếu như lại bị Kiều gia khống chế quyền chủ động, lực uy tín của hoàng thất sẽ bị đả kích lớn. Cho nên, Khương Phàm đều đã nhận, bọn hắn xem trò vui đương nhiên cũng phải nhận. Xin mời tuyên bố kết quả. Kiều Thiên Mạch giật mình tỉnh lại, phấn chấn hô to. Mặc dù không thể giết Đường Tư Đồ, nhưng đã giải quyết được Tô Cao Nghĩa và Hoàng Phủ Chính Thiên. Quá đặc sắc, quá cường đại. Khương Phàm mạnh đến nỗi để cho người ta chấn kinh, cũng làm cho người sợ hãi. Mà rốt cuộc Kiều gia bọn hắn cũng có thể mở mày mở mặt. Bọn hắn ở đây phấn chấn kích động, các nhà khác thì đều mang theo sắc mặt nghiêm túc. Các tộc lão Hoàng Phủ ra mặt xám như cho, Hoàng Phủ Chính Thiên chết rồi. Bọn hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, vận dụng số lượng lớn tài nguyên quý giá, gian nan lại may mắn bồi dưỡng Hoàng Phủ Chính Thiên bước lên chí tôn thánh văn trước 20 tuổi. Kết quả lại chết trên lôi đài như vậy. Đây chính là tộc trưởng hạ nhiệm sau này, đời kế tiếp mà bọn họ đã định, càng là hộ giả tương lai của gia tộc bọn hắn. Tô gia lại không thể nào tiếp thu được hiện thực. Tô Cao Nghĩa 20 tuổi trước đã cảm thấy thức tỉnh Bạch Hổ truyền thừa, nói không chừng tương lai còn có thể có cơ hội thức tỉnh, gia tộc đều đã chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng, kết quả. Chết! Là ta ảo giác sao? Hắn rất giống ngươi trước đây. Nữ tử yêu mị bên cạnh ác nhân vương ngắm nhìn Khương Phàm trên lôi đài đang trở về bên tộc của mình. Sau khi đường vân mặt trời biến mất, trước khi yêu thân quay lại thân người, bộ dáng vi diệu ở giữa yêu thân và hình người lại cực kỳ giống nam tử của nàng. Đường vân mặt trời đó là hắn che giấu. Ác nhân vương nói, ta cảm giác, ngươi cần phải tự mình đi gặp lão tổ một chút. Nữ tử lắc đầu, vẻ mặt quái dị. Bởi vì nàng nhớ tới những lời lúc trước lão tổ đã nói khi chọn bọn hắn. Ác nhân vương nhìn Khương Phàm trên lôi đài thật lâu, sau đó đứng dậy rời khỏi diễn võ trường. Trên khán đài, thiên cung, trục lộc thư viện, thiên lân thánh địa và các thế lực cũng bắt đầu nghị luận về Khương Phàm. Bọn hắn biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, lại đều không thể xác định được yêu thân thực sự của Khương Phàm. Ánh mắt bọn hắn cay độc. Đều có thể nhìn ra được Khương Phàm có được thực lực phi phàm, cùng kinh nghiệm giết chóc phong phú. Thậm chí bọn hắn bắt đầu đánh giá, nếu như những thiên tài bọn hắn phóng tới nơi này, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng được Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu nói. Bọn người Hoàng Phủ Chính Thiên bị thua quá oan, cứ việc nhìn thẳng mà đi lên, còn đánh giá thấp Khương Phàm. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cười nói. Bọn kỳ thật hắn thua không oan. Đám thiên tài cổ hoa bọn họ đều rất mạnh, nhưng chỉ giỏi về luận võ, rất ít trải qua sinh tử, mà tên Khương Phàm này. Hắn chính là một tên sát thủ, hắn đã mạnh lên, so với lúc trước càng mạnh hơn. Đông Hoàng Như Yên khó có thể tin, lúc trước khi nghênh chiến bọn người Ngu Kình Thương hắn đã thể hiện ra thực lực siêu phàm, bây giờ càng cường đại đến đáng sợ.
nửa năm ngắn ngủi, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì. Một vị tộc lão hoàng thất sau khi xin chỉ thị nhân hoàng đã tự mình tuyên bố. Thi đấu bài vị lần này, Kiều gia thay thế Hoàng phủ gia, đứng hàng đầu tiên. Hoàng phủ gia tộc, Trung Ly gia tộc, Đường gia, Mục gia, là vị trí của tứ đại gia tộc, thuận thế lui về phía sau một bậc. Kiều gia giành đệ nhất thật. Kiều gia đã 5 lần liên tục đứng ở vị trí thứ 9, lần này lại nhảy lên trở thành đầu tiên. Từ thi đấu bài vị bắt đầu đến nay chưa từng có ai khiêu chiến thành công, lại bị Kiều gia hoàn thành. Kiều Linh Vận, Khương Phàm, bọn hắn lại mạnh đến nỗi có thể lấy một địch ba. Chớ nóng vội gieo hò, chuyện này sắp ồn ào lớn rồi. Cho tới bây giờ thi đấu bài vị đều là luận bàn luận võ, lần này lại chết ba vị thiên tài của ba đại gia tộc, mặc dù Hoàng Thất đã sớm nói là thử một trận, cũng sẽ không truy cứu hậu quả, nhưng chuyện này không thể nào dễ dàng giải quyết như vậy. Lần này Kiều gia đã đoạt được vị trí đầu tiên, không chỉ sẽ có kết thù kết oán với các đại gia tộc, cũng là hung hăng làm nhục Hoàng Thất. Thi đấu bài vị rõ ràng là chuyện cổ hoa hiện ra thực lực thịnh hội với phương Bắc, kết quả lại náo thành cục diện như thế này. Ta nghĩ sau một thời gian rất dài, phương Bắc đều sẽ thịnh truyền sự kiện lần này. Kiều gia phiền toái rồi. Trung Ly Dịch, Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, tất cả đều là người thừa kế tộc trưởng, tam đại gia tộc đều muốn nổi điên cả lên. Diễn võ trường nhắc lên tiếng nghị luận nhiệt liệt. Có một số người rất cẩn thận, nhỏ giọng thảo luận, có một số người thì tại không chút kiêng kỵ nào, cứ thế mà nghị luận. Hoàng Phủ gia, Tô gia, Trung Ly gia đều tập trung vào Kiều gia, trong ánh mắt lộ ra sát ý thấu xương. Tranh tài kết thúc, ân oán trên đấu trường không được mang ra diễn võ trường. Nhân hoàng đi đến trước mặt đài cao, tự mình cảnh cáo các tộc. Chỉ là nói ngắn gọn, cũng không có đưa ra bất cứ biện pháp cái gì giải quyết ân oán. Cái này đủ để biểu hiện hắn giờ phút này đang đè nén lửa giận. Bây giờ, xin mời bài vị tộc trưởng ba vị trí đầu hướng về phía trước, nhận lấy phần thưởng. Nhân hoàng đưa tay ra hiệu sau khi, hoàng vệ môn ba kiện phần thưởng hiện lên đưa đến phía trước. Phần thưởng đầu tiên, sinh mệnh nguyên quả, ban thưởng Trung Ly gia tộc. Nhân hoàng cầm lấy phần thưởng, đưa đến trong tay Trung Ly tộc trưởng. Tạ ơn hoàng ân. Trung Ly tộc trưởng đưa hai tay tiếp được, mặt không thay đổi lui ra. Phần thưởng thứ hai, sơn hà đồ, ban thưởng hoàng phủ gia tộc. Nhân hoàng cầm lấy phần thưởng thứ hai, đưa đến trong tay tộc trưởng hoàng phủ gia. Phần thưởng thứ ba, thao thiết thánh pháp. Nhân hoàng cố ý dừng ở chỗ này. Thao thiết thánh pháp. Tập thể đại biểu các tộc trên đài cao bỗng có phản ứng, ngay cả thiên cung đều rất bất ngờ. Thao thiết thánh pháp là thánh cấp võ pháp vô cùng đặc biệt, là thao thiết huyết mạch truyền thừa cải tạo mà thành đỉnh cấp luyện thể thánh pháp. Nhưng, nó cũng không phải là thứ mà ai cũng có tư cách tu luyện. Bởi vì thao thiết là một trong tứ đại hung thú thượng cổ còn sinh sống trên thế giới này, đồng thời xưng bá mấy vạn dặm sơn hà hướng đông bắc. Tính tình bọn chúng tàn bạo, huyết mạch cường đại, mà số lượng lại cực kỳ khủng bố. Ai muốn tu luyện thao thiết thánh pháp, đầu tiên phải lo lắng cảm nhận của bộ tộc thao thiết. Cổ hoa hoàng thành hợp tác cùng thao thiết bộ tộc rồi. Các phương rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu như không có được thao thiết cho phép, cổ hoa tuyệt đối không thể nào công nhiên lấy ra làm phần thưởng. Đây là phần thưởng, ban thưởng cho đệ nhất gia tộc. Càng là tuyên cáo với phương Bắc, cổ hoa hoàng thất có liên hệ đặc biệt với bộ tộc thao thiết. Sau khi nhân hoàng cố ý dừng lại đã cầm lấy thao thiết thánh pháp giao cho Kiều Vạn Niên. Thao thiết thánh pháp là tình huống đặc biệt, hoàng thất chỉ tranh vào tay ba danh sách, hai cái ở lại hoàng thất, một cái tặng cho Kiều gia. Xin Kiều gia chủ hãy quyết định giao thao thiết thánh pháp cho ai tu luyện ngay bây giờ, chúng ta sẽ giao qua. Từ nay về sau, chỉ có người được chọn mới có thể thi triển thao thiết thánh pháp, nếu như lại truyền ra ngoài, sẽ nhận phải chế tài nghiêm khắc của bộ tộc thao thiết. Kiều gia lựa chọn Khương Phàm. Kiều Vạn Niên không có chút do dự gì. Cho Khương Phàm thời gian 2 ngày, cẩn thận lĩnh hội, sau 2 ngày đưa lên hoàng thất. Nhân hoàng nói xong, nhìn quanh toàn trường, cao giọng tuyên bố. Thi đấu bài vị lần này đến đây là kết thúc, đêm nay Hoàng cung Thanh Bình Uyển sẽ cử hành đại điển ăn mừng. Tân khách các phương, tộc trưởng các tộc, tất cả tử đệ dự thi đều trong danh sách mời. Tộc trưởng các tộc đứng dậy, cung tiễn đội ngũ hoàng thất rời khỏi. Mấy chục vạn người ở diễn võ trường cũng liên tiếp đứng dậy, đưa mắt nhìn đội ngũ hoàng thất rời khỏi. Người đi yến hội không?
Kiều Thiên Mạch hỏi Khương Phàm. Ngươi nhìn ánh mắt các gia tộc kia xem, nếu chúng ta đi, còn không bị ăn. Khương Phàm lắc đầu, đi khẳng định sẽ bị đệ tử các tộc vây công làm khó dễ. Loại trường hợp kia còn không thể động thủ, sẽ rất uất ức. Nhưng lúc này, thị vệ hoàng thất lại đi đến trước mặt bọn người Khương Phàm, tự mình tuyên bố. Tiệc ăn mừng đêm nay, tất cả tử đệ dự thi nhất định phải trình diện. Đại hoàng tử tự mình phân phó, Khương Phàm, Kiều Linh Vận, nhất định phải trình diện. Bọn người Kiều Thiên Mạch trao đổi ánh mắt. Xem ra cần phải đi. Trên đài cao, người của Thiên Cung lần lượt rời khỏi. Lan Nặc nhìn Khương Phàm phía dưới thật lâu, nói với Đông Hoàng Lăng Tuyệt bên cạnh. Yến hội đêm nay, chúng ta tham gia. Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất bất ngờ, đây nghĩa là đã nghĩ thoáng rồi. Lan Nặc nói. Chúng ta chỉ muốn mình đi dạo, không cần giới thiệu người khác cho ta. Thời điểm bọn người Khương Phàm trở lại Kiều gia, Trường Sinh Đại Điển cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Trường Sinh Đan rất thuận lợi, dự tính sau 2 ngày sẽ có thể hoàn chỉnh thành hình. Tình huống Huyền M Đan rất phi diệu, phải chờ sau khi Trường Sinh Đan thành hình mới có thể xác định. Linh Vận, mau nói, rốt cuộc muội đã tu luyện võ pháp gì? Kiều Thiên Mạch thực sự nhìn không được, vừa về đến gia tộc liền hỏi Kiều Linh Vận. Đều đã nói rồi, phải giữ bí mật. Có còn là huynh muội hay không? Kiều Linh Vận cười nói. Phụ thân đều không được biết, còn quản huynh muội với huynh. Kiều Thiên Mạch bất đắc dĩ. Muội nói chuyện như thế này, làm ca ca như ta rất thương tâm. Không phải muội không tin huynh, mà chỉ là sợ trong gia tộc có tai mắt khác. Nếu huynh muốn có thay đổi thì tìm Khương Phàm đi, để hắn nhìn huynh có đáng tin hay không. Đều là Khương Phàm truyền thụ cho muội, muội ở chỗ hắn 3 ngày, liền học được nhiều như vậy. Phượng Bảo Nam cảm thấy có chút kỳ lạ. Nữ tử của mình cùng huynh đệ của mình ở với nhau 3 ngày, sau đó lại thay xương đổi thịt. Trên đường từ diễn võ trường trở về, Kiều Linh Vận lại còn khăng khăng ngồi cùng Khương Phàm một con xích viêm điêu. Huynh đang tức giận sao? Kiều Linh Vận lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đó là tổ tông của ta, tương lai huynh cũng phải gọi tổ tông. Phượng Bảo Nam ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm nét mặt nói. Ta cũng nhắc nhở muội, nữ tử của hắn rất nhiều. Kiều Vi Nhi kinh ngạc. Hắn còn có nữ tử. Phượng Bảo Nam cố ý đưa ngón tay lên. Ta đếm xem, 1, 2, 3, 7 tương đương 8 tương đương 9. Ai nha, đếm không hết. Xem ra chính là nói bậy. Kiều Linh Vận nắm tay Kiều Vi Nhi. Vi Nhi đừng xoắn suýt chuyện đính hôn, muội và Khương Phàm chỉ là tạm thời. Các ngươi chắc chắn sẽ không thành thân đâu, tỷ tỷ cam đoan với muội. A, nha. Gương mặt xinh đẹp Kiều Vi Nhi ửng đỏ, dạ 2 tiếng, nhẹ gật đầu. Kiều Linh Vận không có chú ý sự khác lạ của Vi Nhi, nàng nói. Đi thôi, đều trở về thay y phục, đêm nay Thanh Bình Uyển sẽ rất náo nhiệt. Phượng Bảo Nam bước nhanh đuổi theo Kiều Linh Vận, lôi kéo bàn tay nàng. Kiều Linh Vận muốn cười, lại để hắn nắm chặt. Không phải huynh muốn chạy sao? Ta là muốn trở về tìm kiếm người nhà, làm sao rời khỏi muội được? Lúc ấy trong ánh mắt kia lại có như thế này, huynh là hận không thể bay trở về. Ta đối với muội là chân tình, muội không cảm giác được sao? Không cảm giác được. Thời gian còn sớm, chúng ta trở về phòng cảm nhận cảm giác. Huynh, thành thật một chút. Hôm nay muội mệt mỏi rồi, ta ôm muội. A, thả ta ra, người trong tộc đang nhìn đấy. Tại sao chúng ta phải sợ bọn họ nhìn? Phượng Bảo Nam ôm Kiều Linh Vận đi thẳng đến trên núi. Kiều Thiên Mạch ở phía sau nhìn mà lắc đầu. Không thể tránh được một trận đại chiến. Vô song, chờ một lúc nữa nhớ kỹ phải nhắc nhở tỷ tỷ muội, đừng quên còn có tiệc tối. Đại ca! Kiều Vô Song quát. Kiều Thiên Mạch nhìn qua bóng lưng Khương Phàm, nói nhỏ. Các muội nói xem, ta có nên đi tìm Khương Phàm hay không? Khương Phàm trở lại phía sau núi. Thao Thiết Thánh Pháp giao cho Kiều Vô Hối. Đây là Thao Thiết Thánh Pháp, phục chế nó. Trước hừng đông sẽ xong. Kiều Vô Hối cung kính tiếp lấy, không có nói hơn nửa câu. Làm 2 bản, ngươi cũng thử luyện một chút. Khương Phàm cũng mặc kệ Hoàng Thất nhắc nhở cái gì, Thao Thiết hung thú cái gì, hắn không chỉ muốn tự mình tu luyện, còn muốn cho thân nhân dùng. Một bản ở lại Kiều gia, một bản cho Khương gia. Bộ võ pháp này tương đương với hung thú truyền thừa, uy lực vô cùng cường đại.
chỉ cần không tùy tiện dùng linh tinh sẽ không bị Thao Thiết phát hiện. Chờ tương lai thật phát hiện được, hắn hẳn là đã trưởng thành. Không cần Thao Thiết tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm Thao Thiết bộ tộc tính tổng nợ. Khương Phàm lại hỏi Kiều Vô Hối. Ngươi hiểu bao nhiêu về ác nhân cốc? Kiều Vô Hối nói. Phụ thân muốn biết về vấn đề nào? Ta ở nơi đó phát giác được một loại cảm ứng. Khương Phàm có chút do dự, bởi vì cái này dính đến bí mật lớn nhất của mình, cũng là bởi vì hắn cũng không xác định loại cảm ứng kia đến từ nội bộ ác nhân cốc, hay là trùng hợp có kim thai ở ác nhân cốc. Gặp nguy hiểm, cũng không tính là nguy hiểm, mà là dính đến bí mật của ta. Ngàn năm trước, thần triều hủy diệt, người có điều tra qua chuyện phát sinh phía sau không? Tin tức đăng thiên kiều truyền khắp Thương Huyền, 12 hoàng đạo liên thủ tới gần biên cảnh thần triều. Bắc Thái đế quân giáng lâm, ý muốn chiếm lấy thiên hậu, hàng phục tàn dư của thần triều, khống chế vạn thế thần triều phụ thuộc Thương Huyền. Sau khi bị thiên hậu cự tuyệt, Bắc Thái đế quân đã rời khỏi, 12 hoàng đạo giết đến thần triều. Thiên hậu cử hành đại điển tế thiên tại hoàng cung, tập thể chịu chết, từ đó đã không còn tin tức. Vết tích tồn tại của thần triều cũng bị 12 hoàng đạo dùng thời gian mười mấy năm liên thủ xóa đi, như chưa từng xuất hiện qua. Mẫu thân từng nói, thiên hậu tế trời, nhìn như mà muốn chết theo, kỳ thực là đang muốn cứu vớt phụ thân, muốn để phụ thân luân hồi. Kiều Vô Hối chậm rãi lắc đầu, năm đó đã từng nghĩ tới tra tìm tình huống thần triều, tìm kiếm cứu di tích thần triều, nhưng 12 hoàng đạo lại liên hợp giám sát thiên hạ, nhất là mẫu thân ở nơi này, cho nên hắn không dám vọng động. Sau đó, khi 12 hoàng đạo dần dần buông lỏng cảnh giác, vết tích thần triều tồn tại đã triệt để bị xóa đi. Hắn không biết thiên hậu muốn làm thế nào để phục sinh phụ thân, cũng không biết phụ thân sẽ trở về lúc nào. Hắn chỉ biết là mẫu thân tin tưởng vững chắc phụ thân sẽ luân hồi trở về, cho nên hắn cũng tin chắc. Khương Phàm ngồi vào trên băng ghế đá trước tổ từ, nói rõ bí mật với Kiều Vô Hối. Sau khi thần triều hủy diệt, thiên hậu đã dùng huyết nhục của ta tạo nên rất nhiều kim thai, mai táng các nơi ở Thương Huyền, chuẩn bị để ta luân hồi. Kim thai cách chừng 10 năm sẽ thức tỉnh một cái, dùng sinh mệnh sinh ra, đến kích thích, luân hồi đại đạo, tiếp dẫn ta trở về. Loại tình huống này từ ngàn năm trước đã kéo dài đến bây giờ, trước khi ta thật sự luân hồi đã có hơn 80 kim thai, thức tỉnh. Bọn hắn chính là ta, lại cũng không phải ta. Bọn hắn đều có hỏa văn, cũng đều có tư tưởng độc lập, giữa bọn hắn và ta có cảm ứng đặc biệt. Kiều Vô Hối chấn kinh lại sợ hãi. Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất của phụ thân, vậy mà lại nói rõ với hắn. Khương Phàm trầm ngâm một lát, lại nói. Thiên mục đại tướng du tẩu ở các nơi Thương Huyền, ngàn năm qua tìm kiếm hết kẻ này đến kẻ khác. Có thể là ngay cả hắn cũng đều không xác định được kim thai đã được chôn ở nơi nào, cho nên sau khi tìm tới một người, bồi dưỡng mấy năm liền tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp. Hắn rất vội vàng, sợ bỏ lỡ luân hồi chân chính. Cho nên những kim thai bị vứt bỏ kia không người chăm sóc, đều là tự mình lớn lên, cũng bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của các tộc mà tạo thành tư tưởng độc lập, thiện ác khó định. Kiều Vô Hối nói, kim thai của phụ thân, hẳn là đều họ Khương, có hỏa văn. Khương Phàm gật đầu, tên đều là thiên mục để lại, mặc dù sẽ không dùng tên thật năm đó, nhưng tuyệt đối sẽ không đổi họ. Biểu hiện của Kiều Vô Hối bỗng nhiên có chút quái dị. Ác nhân cốc có người họ Khương. Cũng là Hỏa Văn. Hắn là ai? Khương Diễm, Hỏa Văn, Xâm La Nghiệt Hỏa. Tuổi của hắn? 39 tuổi. Hắn đến từ chỗ nào? Một thành nhỏ. Tại sao hắn lại tới nơi này? Bái nhập Trục Lộc Thư Viện cầu học, bởi vì làm việc tàn nhẫn, suýt nữa bị xử tử, lưu lạc đến tận đây, tiến vào Ác Nhân Cốc. Hắn làm gì tại Ác Nhân Cốc? Ác Nhân Vương. Ồ, gương mặt Khương Phàm có phản ứng. Ác nhân vương, ác nhân cốc, Xâm La Nghiệt Hỏa, vị huynh đệ này nghe không giống như là người lương thiện. Hắn có phải là phân thân của ta hay không? Hay chỉ là trùng hợp? Phụ thân, ngài chờ thêm mấy ngày, ta có thể mang ngài đi gặp hắn. Kiều Vô Hối không nghĩ tới phụ thân luân hồi lại dùng phương thức không thể tưởng tượng này, càng không nghĩ tới Khương Diễm sẽ có liên quan đặc biệt như thế này với phụ thân. Cũng may mắn phụ thân đã nói. Nếu không vội vàng gặp mặt, mà mình không biết chút nào, thật khả năng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Hắn nuôi dưỡng Khương Diễm, hắn hiểu rất rõ Khương Diễm. Cho nên, hắn muốn gặp mặt Khương Diễm trước, giải thích tình huống,
lại điều tra Khương Diễm là nguyện tiếp nhận hay là sinh sát ý. Ngươi an bài đi. Khương Phàm gật gật đầu, lại về tới thạch điện, ngồi bên cạnh quan tài ngọc, nhu hòa nắm chặt tay Kiều Hinh, tiếp tục thì thầm, để nàng biết, hắn còn ở nơi này. Lúc này hoàng thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều đang nghị luận thi đấu bài vị vừa mới kết thúc. Kiều gia nghịch tập, phấn khích trước biểu hiện của Khương Phàm cùng Kiều Linh Vận, thành chủ đề náo nhiệt nhất. Nhưng, liên quan tới thân phận thật sự của Khương Phàm, đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Thật giống chính hắn nói, là truyền nhân cường giả ẩn thế bồi dưỡng sao? Hay là có thân phận đặc biệt bí mật? Tỷ tỷ, tin tức đến, bị Thánh Thương thúc thúc chặn lại. Đông Hoàng Như Yên vừa trở lại thiên cung liền được tin tức mình mong đợi. Làm sao Thánh Thương thúc thúc biết được? Đông Hoàng Như Ảnh rõ ràng lấy danh nghĩa riêng liên hệ thiên cung thứ ba tại Nam Bộ, tin tức hẳn là trực tiếp đưa đến nàng mới đúng, làm sao lại đưa đến phó cung chủ, một ngày trăm công ngàn việc, được. Không biết, muội không có nói qua cùng với ngoài. Cùng ta đi qua đấy. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo Đông Hoàng Như Yên chạy tới tầng cao nhất của thiên cung, bái kiến phó cung chủ, Đông Hoàng Thánh Thương tọa trấn nơi này. Khương Phàm này, là cái tên Khương Phàm kia. Các ngươi từ lúc bắt đầu đã biết rồi. Đông Hoàng Thánh Thương cầm ngọc tiên trong tay, nhìn hai chất nữ. Đông Hoàng Như Yên hì hì cười nói. Chúng ta muốn điều tra thêm đã xảy ra chuyện gì trước, sau đó mới thông báo cho ngài. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đông Hoàng Thánh Thương lắc đầu, cung chủ không ở đây, hắn vội vàng xử lý chuyện quan trọng trong thiên cung, cũng không quá chú ý tới, hài tử các tộc đánh nhau, cho tới hôm nay khi nhìn thấy Khương Phàm biểu hiện. Mới cảm giác chuyện có chút kỳ quặc. Không nghĩ tới, vừa về thiên cung, Nam Bộ liền đưa tin tức đến. Nếu như không phải người phía dưới cảm giác tình huống có chút đặc biệt, đã đưa đến trước mặt hắn trước, hắn cũng không biết võ hầu của vương quốc Hắc Ám đã chạy tới bên ngoài 500.000 dặm phương Bắc này. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian chạy tới, xoa bả vai cho Đông Hoàng Thánh Thương, làm nũng nói. Chúng ta chỉ hiếu kỳ tại sao Khương Phàm lại tới nơi này. Không nghĩ tới hắn lại có thay đổi lớn như vậy. Đông Hoàng Thánh Thương không có cách nào với nàng, đưa tay bỏ ngọc tiên lên trên bàn. Xem một chút đi, tên Khương Phàm này thật sự là không an phận. Đông Hoàng Như Ảnh nhận lấy, cẩn thận xem xét, biểu hiện dần dần đặc sắc. Thế nào? Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian lại gần. Nội dung bên trên ngọc tiên vô cùng kỹ càng, từ tranh đấu giữa Vô Hồi Thánh Địa và Ly Hỏa Thánh Địa. Đến đại diễn thánh địa nhúng tay nguy cơ ở Nam Bộ, từ sự kiện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lại đến chuyện Vô Hồi Thánh Chủ khóc giống tại Tổ Sơn Trung Ương. Tin tức không chỉ liên quan tới Khương Phàm, còn có tất cả tin tức khác, đều ghi rõ ràng ở bên trong Ngọc Tiên. Nhưng, Nam Bộ Thiên Cung đưa tới tin tức là, Khương Phàm hẳn là đã theo Vô Hồi Thánh Chủ trở về La Phù, không có bất kỳ ghi chép gì Khương Phàm ngoài ý muốn lên phía Bắc. Nếu như không phải Đông Hoàng Như Ảnh phái người hỏi thăm, Nam Bộ nơi đó cũng không biết bọn hắn đang, nghiêm mật giám sát, Khương Phàm xuất hiện ở hơn 50 vạn bên ngoài phương Bắc. Hắn đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh sao, trách không được lại có thể bước đến Chí Tôn Thánh Văn. Đông Hoàng Như Yên giật mình, cái này giải thích được vì sao thực lực Khương Phàm lại tăng vọt. Vĩnh Hằng Chi Linh cũng chính là Chu Tước Yêu Hồn Hoa, là linh bảo quý giá nhất tại cổ địa nơi đó, trăm năm xuất hiện một lần, ngay cả thần giáo cũng đều đang mong đợi bọn người Lan Nặc mang ra. Không nghĩ tới, vậy mà lại rơi xuống trong tay Khương Phàm. Vì sao Lan Nặc không có nói những chuyện này với bọn hắn? Đúng rồi, bọn hắn bị giam lỏng. Đông Hoàng Như Yên hỏi. Hôm nay Lan Nặc nhìn thấy Khương Phàm, nàng không nhận ra được sao? Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Thân phận của các nàng rất bí ẩn, sẽ không theo tiếp xúc đến đệ tử thánh địa, cũng không nhận biết. Đúng vậy. Đông Hoàng Như Yên không nghĩ nhiều. Hắn dám tàn sát thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn suýt chút nữa giết hoàng tử công chúa. Hắn nào giống đệ tử thánh địa, quả thực là một con dã thú. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu than nhẹ, nội dung bên trong Ngọc Tiên cùng những lời Khương Phàm nói với nàng ngày đó không hề giống nhau. Nói cách khác, toàn bộ quá trình tên kia đều đang gạt nàng, không có một câu là thật. Đáng thương cho nàng khi nàng còn cảm giác có 5 phần thật 5 phần giả. Đây là đệ tử thánh địa sao? Đây chính là lưu manh vô lại. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói. Các ngươi nói, Thiên Lân Thánh Địa có thể biết Khương Phàm hay không? Đông Hoàng Như Ảnh nói. Thiên Lân Thánh Địa hẳn đã chú ý qua sự kiện Thánh Địa Tây Bộ,
nhưng khoảng cách vẫn quá xa, bọn hắn cũng sẽ không hiểu rõ toàn diện dược, cũng lại sẽ không nghĩ Khương Phàm lại chạy đến phương Bắc. Đưa Ngọc Tiên cho ta, phong tỏa tin tức, không cần truyền ra ngoài. Đông Hoàng Thánh Thương cân nhắc qua, nếu như thân phận Khương Phàm bại lộ, Hoàng Thất liền có lý do cưỡng ép bắt lấy Khương Phàm, coi như trực tiếp xử tử, đều không có ai ngăn cản. Bởi vì Khương Phàm là đệ tử Thánh Địa, nhúng tay Hoàng Triều sự vụ chính là tội chết. Huống chi hắn còn giết trưởng tử Hoàng Phủ Gia và Tô Gia. Nhưng thần giáo nơi đó còn muốn điều tra Khương Phàm, đang chờ hắn trở về Vương quốc Hắc Ám. Thúc phụ, rốt cuộc chúng ta muốn tra cái gì về Khương Phàm? Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, đầu tiên là Hoàng Kim Dương, sau là phó giáo chủ, thần giáo lại vì một tên Khương Phàm, đại động can qua như vậy. Bây giờ các ngươi còn không cần biết, đi xuống đi, sau này có việc phải tới hỏi ta trước mới quyết định. Đông Hoàng Thánh Thương cũng không biết sốt cuộc thần giáo muốn làm gì, bởi vì tin tức nơi đó truyền đến vô cùng mập mờ, ngay cả cung chủ đều suy nghĩ không thấu. Đông Hoàng Như Ảnh nói, thúc phụ, vẫn phải điều tra thêm Khương Phàm tại sao lại tới phương Bắc, lại vì sao thân mật với Kiều gia như vậy. Đông Hoàng Như Yên cũng nói, đúng vậy, quá thân mật, cũng không thể chỉ nói là thân mật. Kiều Vạn Niên vì bảo đảm cho hắn, tư thế kia đều hận không thể bồi cả Kiều gia lên. Thanh Bình Uyển đêm nay, các ngươi tiếp xúc cùng Khương Phàm, tìm kiếm ý của hắn. Cái này chỉ sợ rất khó, ta thử một chút vậy. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, nam tử này miệng đầy mê sảng, nhìn rất đứng đắn, kỳ thật lại không đứng đắn. Hoàng Phủ gia tộc, thùng cơm, đều là thùng cơm. Tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi ngay cả Khương Phàm là ai đều không có tra được. Tại đỉnh núi Hoàng Phủ gia, tộc trưởng Hoàng Phủ Thừa Vận nổi trận lôi đình. Hắn giết con của ta, hắn giết trưởng tử của ta, vậy mà ta đều không biết hắn là ai. Tộc nhân Hoàng Phủ quỳ xuống một mảnh, kinh sợ. Bình thường bọn hắn muốn tra ai đều sẽ đi đến ác nhân cốc nơi đó ra cái giá, không đến 3 ngày, cam đoan sẽ có tài liệu cặn kẽ đưa đến trong tay, nhưng ác nhân cốc vậy mà lại không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Khương Phàm. Mà, trước đó bọn hắn cảm giác Khương Phàm chẳng mấy chốc sẽ chết trên lôi đài, cho nên cũng không quan tâm việc này. Ai biết vậy mà hôm nay trên thi đấu bài vị Khương Phàm lại cướp đi truyền nhân của Hoàng Phủ gia tộc bọn hắn. Ngay cả đứa con rể mà bọn hắn dùng toàn lực bồi dưỡng, cũng bị Khương Phàm, danh chính ngôn thuận, cầm đi. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói. Phụ thân, ngài hãy bớt giận trước, nếu như chúng ta tra không được, gia tộc khác cũng tra không được, nhưng càng như vậy, các gia tộc thậm chí tất cả thế lực hoàng thành, đều sẽ cố gắng truy tra. Thân phận Khương Phàm sẽ giấu giếm không được bao lâu. Nếu như ngài thực sự chờ không nổi, chúng ta có thể dùng cách trực tiếp nhất, bắt người của Kiều gia. Kiều Vi Nhi, Kiều Vô Song, thậm chí là Kiều Linh Vận, từ miệng các nàng ép hỏi thân phận cùng bí mật Khương Phàm. Một vị tộc lão vội vàng nói. Nguyệt Thiền, không nên vọng động, bây giờ khiêu khích Kiều gia chính là trái với quy củ thi đấu bài vị, cũng là mạo phạm Hoàng Thất đang đè ép lửa giận. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền lại hiện lên một tia dữ tợn, cúi đầu nói. Bắt Kiều Vi Nhi, tìm 10 tên nam tử, hung hăng lăng nhục cô ta, sau khi moi ra thân phận Khương Phàm, ném cô ta về Kiều gia. Kiều gia mặc dù sẽ rất tức giận, nhưng bọn hắn cần cân nhắc danh dự Kiều Vi Nhi, Khương Phàm càng phải cân nhắc danh dự vị hôn thê của hắn, cho nên. Bọn hắn chỉ có thể nhịn, không dám lộ ra. Rất nhiều lão nhân trong tộc đều ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Nhà đầu này điên rồi sao? Sao lại có thể nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy? Phụ thân, nếu như ngài đồng ý, trước Hừng Đông nữ nhi có thể lấy được tình huống của Khương Phàm, đưa đến trước mặt ngài. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền quả thật có chút điên rồi, ca ca của nàng chết rồi, nam tử của nàng không có ở đây, bây giờ nàng hận chết Khương Phàm, cũng không kịp chờ đợi muốn phát tiết trong lòng lửa giận, Kiều Vi Nhi chính là con mồi ngon nhất. Hoàng Phủ Thừa Viễn lấp lóe ánh mắt, một cái nháy mắt. Đột nhiên muốn đồng ý với Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Nhưng, gần đây Kiều gia biểu hiện rất cường thế, nếu làm như vậy thật, coi như Kiều gia thật không dám lộ ra, cũng tuyệt đối sẽ làm ra phản kích điên cuồng. Vì thân phận của một người, không đáng mạo hiểm như thế này. Duy chỉ còn Hoàng Phủ Hùng Kiệt ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên nói. Ác nhân vương của ác nhân cốc tên là gì? Ác nhân vương. Các tộc lão liên tiếp ngẩng đầu. Từ khi bắt đầu có ác nhân vương đến nay,
hình như đã thay đổi 4 vị, đến bây giờ là vị thứ 5. Nhưng thân phận mỗi vị ác nhân vương đều thần bí, hành tung quỷ bí, tin tức các phương biết được ít đến thương cảm. Đừng nói tên là gì, tất cả đều rất ít gặp đến người thật. Giống lần này ngang nhiên xuất hiện tại diễn võ trường, đúng là hiếm thấy. Không biết vì sao Hoàng Phủ Hùng Kiệt đột nhiên hỏi cái này. Hoàng Phủ Thừa Viễn nói. Nhị thúc, người muốn nói cái gì? Khương Phàm là kẻ người sống sờ sờ, lại là chí tôn thánh văn, tính tình tàn nhẫn lại dễ giết, làm sao lại, cha không ra người này, không có bất kỳ vết tích gì của hắn sao? Trừ phi, có người cố ý phong tỏa tin tức. Thời điểm các tộc điều tra Khương Phàm, chọn lựa đầu tiên chính là đi đến ác nhân cốc. Nếu như nơi đó cố ý phong tỏa, chúng ta đương nhiên không tra được. Ác nhân vương hành tung quỷ bí, từ trước tới giờ không tùy tiện xuất hiện, lần này lại xuất hiện trên thi đấu bài vị, cho đến khi Khương Phàm thắng được tranh tài mới rời khỏi. Hắn là xem so tài, hay là đi nhìn người nào đó? Hắn muốn đi nhìn Khương Phàm, hay là đi bảo vệ Khương Phàm? Hoàng Phủ Hùng Kiệt xem thường nói chậm, cẩn thận phân tích. Đám người hai mặt nhìn nhau, giống như rất có đạo lý, chẳng lẽ Khương Phàm có liên quan với ác nhân cốc? Vì sao Khương Phàm lại bá đạo phách lối, không sợ hãi bất cứ thứ gì, lại vì sao người hắn đầy sát khí, ai cũng dám giết? Nói rõ hoàn cảnh hắn sinh trưởng chính là như vậy, cũng nói người bồi dưỡng hắn chính là như vậy. Kiều gia trước đó rất điệu thấp, tại vì sao sau khi Khương Phàm gia nhập lại đột nhiên liền cường ngạnh? Ngay cả Kiều Vạn Niên cũng dám trực diện với nhân hoàng, ở trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Cổ Hoa. Nói rõ Khương Phàm mang đến cho bọn hắn lực lượng, mà lực lượng này không thể nào chỉ là một cường giả ẩn thế, mà là thế lực cường đại nào đó. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Khương Phàm xuất thân từ ác nhân cốc lại bí mật liên hợp cùng Kiều gia. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói, Lý Tịch thì sao, tại sao Khương Phàm lại muốn cướp Lý Tịch đi? Ta chỉ đoán được khả năng này, không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ nó cho nhân hoàng. Mặc dù hoàng thất không có động đến ác nhân cốc, nhưng không phải bởi vì không nghĩ, mà hoàng thất cần phải có thế lực như thế đến kinh doanh quản thúc thế giới dưới đất tại hoàng thành. Chỉ cần ác nhân cốc trung thực đóng tốt vai nhân vật của mình, không gây thêm phiền cho hoàng thất, không động vào chuyện bọn hắn không thể đụng, hoàng thất liền có thể chịu đựng bọn hắn tồn tại. Nhưng, nếu như ác nhân cốc không hiểu quy củ, đụng vào ranh giới cuối cùng của hoàng thất tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Tựa như trận đại thanh lý 800 năm trước kia. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nhìn Hoàng Phủ Thừa Viễn. Chỉ cần ngươi suy đoán báo lên nhân hoàng tự sẽ cảnh giác, cũng sẽ tra rõ vấn đề. Hoàng Phủ Thừa Viễn trầm tư một hồi, chậm rãi gật đầu, vẫn là nhị thúc nghĩ sâu hiểu thấu. Bọn hắn vừa tham gia thi đấu bài vị xong, không nên trực tiếp đối kháng cùng Kiều gia. Nếu như nhân hoàng có thể tự mình ra tay, không thể tốt hơn. Nếu như tra được nếu Khương Phàm có liên quan cùng ác nhân cốc thật, đến lúc đó Khương Phàm hẳn phải chết, Kiều gia lại càng nhận liên lụy, cũng tương đương với báo thù. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chau mày, tiếp tục cúi đầu. Các trưởng bối có lo lắng của bọn hắn, có phương thức làm việc của bọn hắn, nhưng nàng không muốn chịu đựng, chờ đợi như thế. Đại ca chết rồi, nam nhân của nàng đã mất. Ngay cả chính nàng đều suýt chút nữa bị Kiều Linh Vận giết chết, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Nàng muốn báo thù, nàng muốn phát tiết. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nếu như muốn ra tay, nhất định phải mau chóng, mà phải triệt để. Vào đêm, Hoàng Cung mở cửa cung phía Nam ra, nghênh đón các tộc đến dự Thanh Bình Uyển. Kiều gia còn chưa tới sao? Nên tới đều đã tới, bọn hắn đang lề mề cái gì? Ha ha! Sợ các gia tộc vây công bọn hắn chứ sao? Thi đấu bài vị năm nay, Kiều gia đã đứng đầu ngọn gió. Bọn hắn sợ vây công, bây giờ bọn hắn đã là đệ nhất rồi. Trước đó ta không hiểu vì sao Kiều Vạn Niên lại công nhiên khiêu khích nhân hoàng, bây giờ đã biết rõ. Đã hiểu cái gì rồi? Kiều Vạn Niên sớm đã hiểu rõ tình huống của Khương Phàm như lòng bàn tay, tình thế cũng đã bắt buộc đối với vị trí đầu tiên, cho nên, ha ha, tính tình đều đuổi theo thực lực. Chờ sau khi kết thúc cuộc tranh tài, bọn hắn chỉ có bài vị đệ nhất, nhưng lại không chống đỡ dậy nổi địa vị đệ nhất. Các ngươi nhìn đi, nháo trò như thế, ai còn chất vấn địa vị của bọn hắn, ai còn dám khiêu khích sau đó. Ngay cả nhân hoàng đều được hầu hạ, nếu tương lai hầu hạ không chu toàn, thật muốn rời nhà trốn đi. À, người kiểu nói này,
còn giống như là vậy thật. Ha ha, người coi tộc trưởng các gia tộc là làm cho chơi, tất cả đều thành tinh rồi. Kiều Vạn Niên chơi chiêu này thật đẹp. Kiều gia là phong quang, hoàng phủ gia thảm rồi. Những năm này vì thánh văn của hoàng phủ chính thiên bước lên đến cấp bậc chí tôn đã vắt hết não, sưu tập tài nguyên quý giá khắp nơi. Thật vất vả mới làm được, kết quả người đã không còn. Quang đáng, sáng sủa. Hoàng phủ gia tộc vì bồi dưỡng Lý Tịch, cũng đã dùng rất nhiều tinh lực. Bây giờ ngược lại là tốt rồi, hắn cũng đã rơi xuống trong tay người khác. Còn có Tô gia, Trung Ly gia, thảm thật. Đường Tư Đồ trở về từ cõi chết, thua hai lần liên tiếp, chỉ sợ sẽ để lại ám ảnh. Khương Phàm sẽ tới sao? Ta nghe nói đại hoàng tử tự mình mời hắn. Đại hoàng tử đương nhiên phải mời Khương Phàm, bây giờ hắn chính là người mạnh nhất trong đại tân sinh cổ hoa, nhân vật phong vân danh xứng với thực. Không có thực lực trang bức gọi là ngu xuẩn, có thực lực trang bức gọi là ngưu bức, người nhìn Khương Phàm đi, thực ngưu bức. Bây giờ các nhà đều chán ghét hắn, chỉ là bởi vì rất không thích ứng, tầm sau 5-3 tháng, nói không chừng đều chủ động kết giao đâu cùng hắn thì sao. Điều kiện tiên quyết là, nếu hắn có thể sống đến tầm 5-3 tháng sau. Người nghĩ đám người Đường Tư Đồ kia thực sẽ từ bỏ ý đồ. Bây giờ vừa kết thúc luận võ, bọn hắn không dám làm cái gì, sau 1-2 tháng, người chờ xem. Đám tử đệ các tộc đã sớm có mặt, top 5 top 3, náo nhiệt nghị luận. Ngoại trừ tứ đại gia tộc Hoàng Phủ gia, Tô gia, Đường gia, Trung Ly gia sắc mặt âm trầm ra, những nhà khác đều nói đến khí thế ngất trời, còn tấp nập nhìn về phía cửa cung, chờ mong người của Kiều gia ra trận. Ngay cả Thiên Cung, Bát Bảo Lưu Ly Tông, Trục Lộc Thư Viện và tân khách các thế lực cũng đều đi tới Thanh Bình Uyển đúng giờ, cùng đệ tử các tộc nói chuyện với nhau, tìm hiểu lấy tình huống khác của Khương Phàm. Tỷ tỷ, sao Khương Phàm còn chưa tới? Bọn người Lan Nguyệt trốn ở trong góc, mặc mộc mạc, không chút nào trương dương. Đừng có gấp, hắn sẽ đến. Lan Nặc mang theo mạng che mặt, đầu ngón tay nhẹ vỗ về vòng tay. Vòng tay là vũ khí không gian của nàng, nhìn sáng long lanh, tia sáng tinh tế tỉ mỉ, thực tế là dùng một mảnh sơn lâm dài đến vạn mét rèn luyện thành. Bên trong có núi có nước có rừng, có thái thản cự mãng non nớt đang ở bên trong tùy ý vui đùa ầm ĩ, mạnh mẽ đâm tới, phá hư khắp nơi. Vạn linh huyết thụ thì, mọc, ở trên người nó, hấp thụ uy lực huyết nhục, diễn lại tiên cấm chú trên đầu nó. Chúng ta trực tiếp công bố thân phận của hắn sao? Hi hi, ta muốn thấy biểu hiện trên mặt tất cả mọi người. Lan Nguyệt hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ, có chút không thể chờ đợi. Lan giận cười lạnh. Là thánh địa tử đệ, lại nhúng tay sự vụ hoàng tộc, còn tàn sát con em thế gia, hắn đây là đang tìm đường chết. Lan Nặc lắc đầu khẽ nói. Có Thiên Lân thánh địa ở đây, chúng ta cần cân nhắc một lần nữa. Bọn người Lan Nguyệt đều nhìn về Lan Nặc. Có ý gì? Ta sợ sau khi trực tiếp công bố, Thiên Lân thánh địa sẽ cưỡng ép bảo trụ Khương Phàm, lấy danh nghĩa đệ tử thánh địa do thánh địa xử lý, cưỡng ép mang đi. Lan Nặc mới từ cổ địa đi ra, thật sự cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Nàng lo lắng nếu tuyên bố trước mặt mọi người, ngược lại hoàn toàn ngược với dự tính. Lại hoặc là bị Khương Phàm lấy cớ khác lừa dối vượt qua kiểm tra. Ví dụ như, hắn đã rời khỏi thánh địa chẳng hạn. Vậy ý của tỷ là tha cho hắn. Người này sát tính cực nặng, nếu là địch liền không thể tha thứ, ta muốn một phương thức càng ổn thỏa, một kích mất mạng, để hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Lan Nặc xem thường thì thầm, cẩn thận tính toán làm sao để giết chết Khương Phàm. Người này là một uy hiếp rất lớn, có thể có cơ hội xử lý. Nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội xoay người. Lan Dận suy nghĩ kỹ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù trực tiếp công bố sẽ rất kích thích, nhưng Khương Phàm hung tàn lại khôn khéo, lại còn có Thiên Lân Thánh Địa ở đây, có khả năng xuất hiện kết quả không tưởng tượng được. Đến lúc đó không những không đánh chết Khương Phàm, ngược lại còn để Khương Phàm phát hiện mấy người bọn hắn, triển khai trả thù. Chỉ riêng bí mật về vạn linh huyết thụ đã có thể kích thích Thiên Cung thứ 9 khống chế bọn hắn. À, hắn tới. Lan Nguyệt dẫm lên tảng đá phía trước, nhìn lại phía cửa cung. Khương Phàm đến rồi. Khương Phàm, Kiều Linh Vận, Kiều Thiên Mạch, còn có Kiều Vô Song. Vừa vặn 10 người, toàn bộ đều tới. Khương Phàm lại đi ở trước nhất, đây là con rể sao? Chí tôn thánh văn đó, hắn chính là công thần của Kiều gia. Phượng Bảo Nam thật là xinh đẹp,
nếu như đổi sang váy, ta đều có thể có cảm giác. Thanh Bình Uyển náo nhiệt bởi vì Kiều gia có mặt mà thoáng bình tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn qua. Kiều tộc trưởng, các ngươi đã tới. Một vị tộc lão hoàng thất tự mình tới đón. Tộc trưởng các tộc đều đã đến, đang ở phong nhã các phía sau Thanh Bình Uyển. Kiều Vạn Niên nói, nhân hoàng đâu? Chờ Kiều tộc trưởng đến, sẽ có người đi mời. Dẫn đường. Kiều tộc trưởng trước tiên xin chờ một lát, cân nhắc thi đấu bài vị cho tới hôm nay có một chút không thoải mái, cùng một chút cảm xúc giữa đệ tử các tộc, còn xin Kiều tộc trưởng tự mình cam đoan, đêm nay không được gây sự. Chúng ta chưa từng chủ động náo chuyện, cũng tôn trọng hoàng thất. Ha ha, có câu nói này của ngươi là tốt rồi. Sau đó là, tộc lão hoàng thất nhìn về phía bọn người Khương Phàm. Kiều Thiên Mạch khẽ nhíu mày. Nơi này là hoàng cung, chúng ta biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng chia rõ ràng nặng nhẹ. Không nên hiểu lầm, đêm nay tất cả mọi người tiến cung trước khi đều phải làm cam đoan như vậy, cũng không phải nhằm vào Kiều gia. Tốt, các vị, chơi vui vẻ. Kiều tộc trưởng, mời. Tộc lão hoàng thất đưa tay mời. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa không nói thêm gì, theo tộc lão hoàng thất đi qua con đường đá vụn, đến phong nhã các. Tối nay bọn hắn mang theo nhiệm vụ tới, xảo diệu hơn là tiêu trừ ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác của hoàng thất đối với Kiều gia và Khương Phàm, để tránh hoàng thất thật xem Kiều gia như uy hiếp. Có tiến phải muốn có lui, tiến thối có theo, mới có thể để Kiều gia tại cổ hoa sắp bắt đầu phong vân một mực chiếm cứ quyền chủ động, mà không phải dựa vào một lời mạnh mẽ đâm tới. Bọn người Khương Phàm đứng tại cửa cung, đón nhận mấy ngàn ánh mắt trong Thanh Bình Uyển. Chúng ta trở thành cái gì rồi? Kiều Thiên Mạch bị nhìn đến nỗi rất không được tự nhiên. Ánh mắt Hoàng Phủ ra thật bất thiện nhỉ. Phượng Bảo Nam ha ha cười khẽ. Nếu trong ánh mắt bọn hắn có yêu thì hỏng rồi, đi thôi, nơi này là Hoàng Cung, hôm nay Hoàng Thất lại có chút tức giận, sẽ không có người nào dám chủ động gây sự. Kiều Linh Vận lôi kéo cánh tay Khương Phàm. Đừng lôi kéo lung tung, nam tử của muội đang ở đây. Phượng Bảo Nam ăn dấm cong cánh tay lên. Kiều Linh Vận dở khóc dở cười, kéo hắn đi vào trong. Ta thích bộ dáng bọn hắn không quen nhìn chúng ta lại chơi không lại chúng ta như thế này. Kiều Thiên Mạch cười hắc hắc, thuận tay đụng đụng Kiều Vi Nhi bên cạnh. Kiều Vi Nhi kỳ quái nhìn đại ca, không hiểu được. Kéo Khương Phàm đi, giả vờ giả vịt. Kiều Thiên Mạch nhỏ giọng nhắc nhở. A, gương mặt xinh đẹp của Kiều Vi Nhi chợt ửng đỏ, tiểu hồ ly phóng tới trên vai. Bước nhanh đuổi theo Khương Phàm, hơi chần chờ, e lệ kéo Khương Phàm lại. Chớ khẩn trương, xem ta là ca ca là được. Khương Phàm thấp giọng an ủi Kiều Vi Nhi. Tiểu hồ ly đứng trên vai Kiều Vi Nhi, vỉnh lên đầu tràn đầy phấn khởi nhìn trai thanh gái lịch bên trong Thanh Bình Uyển, hai con mắt cũng tỏa ánh sáng. Bởi vì trường sinh đại điển chuẩn bị kết thúc, nó cũng không có chuyện gì làm, đêm nay cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, quá đáng giá. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước. Kiều Thiên Mạch đang muốn dẫn bọn người Khương Phàm đi vào trong góc, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đột nhiên đi nhanh mấy bước, tới đón. Tộc nhân Hoàng Phủ ra đuổi theo sát, khí thế hùng hổ. Thanh Bình Uyển đang muốn khôi phục náo nhiệt lại lần nữa an tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Trò hay sắp diễn ra sao? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền làm rất tốt, không có để bọn hắn đợi lâu. Bọn thị vệ bên trong Thanh Bình Uyển khẽ nhíu mày. Trước đó khi vào cửa đều đã cam đoan không được nháo chuyện, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đây là muốn làm gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trực tiếp đi đến trước mặt Khương Phàm, trên dưới dò xét vài lần. Tối nay là yến hội hoàng thất, những người tới đều là con em quý tộc, người mặt bộ màu áo đen là đến đưa thọ. Người có biết nói chuyện hay không? Kiều Linh Vận tức giận. Khương Phàm ngăn lại nàng, thản nhiên nói. Nguyệt Thiền cô nương hỏa khí thật là lớn. Nguyệt Thiền là để ngươi gọi. Cút về, thay y phục khác, nếu như Kiều gia không có tiền mua, ta thưởng ngươi mấy bộ. Khương Phàm nhìn nữ tử ở gần ngay trước mắt, ha ha cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền vừa muốn chất vấn, Khương Phàm liền vung lên một bàn tay, quất vào trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hung hăng quăng qua một bên, thân thể cũng đều lảo đảo mấy bước. Thanh Bình Uyển triệt để an tĩnh, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Mặc dù rất chờ mong có trò hay diễn ra, nhưng không nghĩ tới lại có thể bạo như vậy. Người của Hoàng Phủ ra ngây ngẩn cả người,
người của Kiều gia cũng trừng to mắt. Khương Phàm, ngươi dám ở hoàng cung đánh người. Hỗn đản không có giáo dưỡng, ngươi phách lối cũng phải phân trường hợp. Người của hoàng phủ gia giận tím mặt, đỡ lấy hoàng phủ Nguyệt Thiền chỉ vào Khương Phàm la mắng. Ta đây là đang giúp các ngươi. Khương Phàm lung lay tay, cười lạnh. Các ngươi không phải là đang kìm nén lửa trong lòng, muốn gây chuyện à? Bắt y phục của ta để nói đúng là quá ngây thơ, ta thẳng thắn tạo cho các ngươi một cơ hội. Một bàn tay đủ không, không đủ còn có thể lại đánh. Khương Phàm, ngươi muốn chết. Hoàng phủ Nguyệt Thiền căm tức nhìn Khương Phàm, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh. Thương thương thương. Toàn bộ người của hoàng phủ gia đều kích phát linh văn, giằng co với Khương Phàm. Bọn người Kiều Linh Vận lập tức bước về phía trước, đứng bên cạnh Khương Phàm cường thế giằng co. Tất cả dừng tay. Bọn thị vệ hoàng thất ở các nơi quát tháo. Các ngươi đã quên bảo đảm trước khi tiến cung rồi sao? Đại hoàng tử dáng dấp hiên ngang, có kỳ quang vòng ở quanh người, bước đi oai vệ, tự mình đi tới. Điện hạ, Khương Phàm vô cớ đánh người, tổn hại hoàng uy, còn xin nghiêm trị. Tộc nhân hoàng phủ gia lập tức bẩm báo. Đại hoàng tử cảnh cáo. Khương Phàm, nơi này không phải diễn võ trường, đêm nay cũng không cần có biểu diễn luận võ, quản tốt tay của ngươi. Nếu như không quản được, người của Kiều gia giúp đỡ, người của Kiều gia làm không được, thị vệ hoàng cung có thể giúp một tay. Kiều gia chúng ta rất nguyện ý tuân thủ hoàng cung quy củ, cũng hy vọng có thể giữ gìn tốt hình tượng, nhưng một số gia tộc còn giống như đắm chìm bên trong ân oán thi đấu bài vị, cũng xin mời đại hoàng tử cảnh cáo bọn hắn. Đại hoàng tử thực sự không yên lòng về chúng ta, có thể an bài mấy vị thị vệ làm bạn toàn bộ hành trình. Nếu như Kiều gia có bất kỳ hành vi khiêu khích đối với bất kỳ người nào, Kiều gia nguyện ý công khai xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt cần thiết. Nhưng, nếu có ai đó cố ý khiêu khích, Kiều gia tuyệt đối không nuông chiều. Khương Phàm mỉm cười, thanh âm trong sáng, làm rõ thái độ. Tối nay là tiệc ăn mừng, nơi này không có ân oán, cũng không có khiêu khích. Đều nghe rõ cho ta. Đại hoàng tử nhìn Khương Phàm, cũng nhìn quanh toàn trường, cảnh cáo Tô gia và các gia tộc. Tô gia, Đường gia, còn có Trung Ly gia đều âm trầm sắc mặt. Gia hỏa này xác thực không dễ chọc, vốn nghĩ sẽ thay phiên kích thích nhục nhã, không nghĩ tới vừa đi lên liền cho hoàng phủ Nguyệt Thiền một bàn tay. Mọi người tiếp tục. Các tộc nhân hoàng thất nhắc nhở ở các nơi. Thanh Bình Uyển dần dần khôi phục náo nhiệt. Chỉ là ánh mắt của rất nhiều người vẫn tấp nập nhìn về phía nơi này. Vốn cho rằng nương theo một cái tát kia của Khương Phàm sẽ có trò hay diễn lên, kết quả lại kết thúc như thế. Khương Phàm mang theo người của Kiều gia lách qua hoàng phủ Nguyệt Thiền đang tức giận, đi đến con đường nhỏ trong Thanh Bình Uyển. Bọn người Kiều Thiên Mạch theo ở phía sau, bỗng nhiên có chút bội phục Khương Phàm. Mặc dù làm người làm việc đều giống như rất dầm dĩ, nhưng kỳ thật lại rất khôn khéo cay độc. Am hiểu chủ động xuất kích hơn. Đại hoàng tử cực lực mời Khương Phàm đến, rất có thể muốn hắn kéo tới nơi này, mặc cho các tộc nhục nhã khiêu khích, kết quả một bàn tay liền giải quyết xong. Khương Phàm đi đến thạch đình trong rừng trước mặt, nhìn đình viện náo nhiệt, thuận miệng nói. Nhớ kỹ một câu, ác nhân đều là sợ người quen đi ra. Chim sẻ tuy nhỏ, còn có đủ can đảm, huống chi Kiều gia chúng ta. Nhưng... làm bất cứ chuyện gì đều phải rõ ràng mình đang làm cái gì, muốn đạt tới mục đích, đừng mù quáng trương dương. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng can đảm đều đủ. Kiều Thiên Mạch và mấy vị nam tử Kiều gia nhẹ giọng mặc niệm, lời đơn giản, lại cho bọn hắn một loại lực lượng, mang đến một loại xúc động. Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi tỏa sáng cả mắt, chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao lại không giống như vậy chứ? Thân phận của Đông Hoàng Như Ảnh tại Thiên Cung là gì? Khương Phàm ngồi xuống bên cạnh bàn đá, chỉ vào thân ảnh yêu nhã trong thạch đình nơi xa kia. Đông Hoàng Như Ảnh là nữ nhi cung chủ Thiên Cung, dung mạo cực đẹp, khí chất yêu nhã. Chỉ là nàng quá cao quý, tựa như tiên tử trong Thiên Cung để tất cả nam tử ngưỡng mộ chùn bước. Kiều Linh Vận nói xong, còn cố ý liếc mắt nhìn Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam im lặng, cũng bởi vì năm trước có nói qua Đông Hoàng Như Ảnh xinh đẹp, chuyện này phải nhớ cả đời. Linh văn của nàng thì sao? Nàng chưa từng biểu hiện ra ở bên ngoài, nhưng dựa vào địa vị của nàng tại Thiên Cung đến xem, tuyệt đối là vô cùng mạnh. Mà, linh văn cung chủ Thiên Cung thứ 9 là, hư thiên, linh văn, có thể khống chế không gian. Rất có thể nàng sẽ truyền thừa linh văn, chỉ là không biết truyền thừa đến trình độ nào.
linh văn loại không gian, hẳn là linh văn cấp bậc thiên phẩm. Khương Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể trấn thủ một thiên cung, nhất định phải có năng lực phi phàm, còn phải có linh văn cường đại. Thiên phẩm linh văn. Bọn người Kiều Linh Vận, Kiều Thiên Mạch đều toát ra vẻ mặt hâm mộ, mặc dù có thể thức tỉnh thánh linh văn đều đã rất kiêu ngạo, nhưng nhớ tới loại linh văn có thể bước lên tới thánh nhân kia thì vẫn rất khát vọng từ trong lòng. Chỉ là, đời này bọn hắn vô duyên. Tựa như lục phẩm linh văn thì không thể nào lại tiến đến thánh phẩm. Thánh phẩm linh văn cũng không có hy vọng tiến vào thiên phẩm. Một thế lực muốn bao trùm trên chúng sinh, tôn vị hoàng tộc, có thể tiếp tục bồi dưỡng được thiên linh văn hay không chính là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Phượng Bảo Nam cũng rung động, trước đó tại Hoang Mã Nguyên luôn cảm giác thánh linh văn đã xa không thể chạm vào, đến nơi này mới biết được phía trên thánh phẩm còn có thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn. Bây giờ Khương Phàm là chí tôn thánh văn, sau đó sẽ trùng kích lên thiên phẩm linh văn. Nhưng, từ đại thừa đến chí tôn đã vô cùng gian nan, muốn thăng hoa đến thiên phẩm trong mắt người thường chính là, không thể nào, không biết cần kinh nghiệm bao lâu, lại cần cơ duyên như thế nào. Cũng may tình huống của hắn rất đặc biệt, có phương hướng cố gắng. Đó chính là thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, dùng hết khả hướng biến đổi chu tước. Đại hoàng tử là thiên phẩm linh văn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau hắn sẽ tiếp nhận vị trí nhân hoàng. Kiều Thiên Mạch kính sợ đại hoàng tử là có nguyên nhân. Thay đổi hoàng vị sợ nhất chính là, trưởng nhược ấu cường, chủ nhược bàng cường, nếu như linh văn hoàng trưởng tử không đủ mạnh, ngược lại là hoàng tử khác, hoặc là chi thứ tử tôn sinh ra linh văn càng mạnh, chắc chắn sẽ dẫn phát ra cạnh tranh thảm liệt. Đại hoàng tử là đệ nhất đại tân sinh hoàng thất, trực tiếp thức tỉnh thiên linh văn. Tương đương với việc triệt để kết thúc hy vọng của các thành viên hoàng thất khác, cũng kích thích bọn hắn kiên định chen chúc đến bên cạnh hắn. Cho nên từ khi đại hoàng tử bắt đầu thức tỉnh linh văn đã được hoàng thất toàn lực ủng hộ cùng bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Khương Phàm hỏi, hoàng thất có mấy vị thiên linh văn? Kiều Linh Vận nói, một, chính là đại hoàng tử. Cổ Hoa Hoàng thành có rất nhiều thánh văn, nhưng thiên linh văn chỉ có thể miễn cưỡng có thể bảo đảm đời đời đều có. Tình huống sinh ra hai vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Hoa dừng bước tại hoàng tộc, bất lực khiêu chiến hoàng đạo. Kiều Thiên Mạch lại nói, Cổ Hoa hoàng thất có năng lực sinh ra thiên linh văn, có năng lực bồi dưỡng thiên linh văn hơn, cái này rất mạnh mẽ. Mà mỗi đời thiên linh văn cơ bản đều được trưởng thành đi lên, tuổi thọ cũng đều có thể cam đoan, cho nên địa vị hoàng tộc của Cổ Hoa hoàng thành không thể lay động. Lúc này, hai huynh đệ Mục Vân Phi cùng Mục Vân Hải đi tới. Chúng ta không có ác ý. Mục Vân Phi đi đến trước thạch đình, trước tiên giơ tay lên một cái, lúc này mới mỉm cười đi tới. Chúng ta cũng không phải dã thú, mời ngồi. Ấn tượng của Kiều Thiên Mạch đối với huynh đệ Mục gia coi như không tệ. Trước tiên xin chúc mừng Kiều gia, vinh đăng vị trí đầu tiên, còn lấy được Thao Thiết Thánh Pháp. Mục Vân Phi ngọc thụ lâm phong, anh tư bừng bừng phấn chấn. Cả người mặc trường sam màu trắng, ở viền áo thêu áng mây vàng, giản lược lại không mất quý khí, vừa vặn hợp khí chất phong giật của hắn. Thao Thiết Thánh Pháp là bí thuật truyền thừa của thượng cổ hung thú, thể chất càng mạnh, thi triển ra uy lực càng bá đạo. Nếu như có thể đạt tới thể chất yêu thú, uy lực tuyệt đối cường hãn. Mục Vân Hải cũng đi theo Mục Vân Phi ngồi xuống. Khương Phàm nói, hai vị tới dưới tình huống này, không sợ bị gia tộc khác xa lánh. Mục Vân Phi cười nói, Mục Vân Phi ta là trưởng tử Mục gia, lại là thánh linh văn, có hai điều kiện này, ta liền có tư cách làm chuyện ta nghĩ mà không cần để ý tới cái nhìn của người khác. Ta có thể gọi ngươi một tiếng Khương huynh không? Khương Phàm mỉm cười. Không được. Mục Vân Phi cũng không giận. Ngươi chuẩn bị rời khỏi hoàng thành lúc nào? Ai nói ta muốn rời khỏi? Cách ngươi làm việc cũng không giống như muốn thường ở Cổ Hoa. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ tùy tiện tâm sự, yến hội, chính là trò chuyện kết bạn cho hết thời gian. Các tộc đều lom lom mắt nhìn chằm chằm ta, nếu như ta rời khỏi hoàng thành, chỉ sợ cũng phải chết tại núi hoang rừng hoang nào đó. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ngươi còn sợ chết. Ta sống lớn như vậy không dễ dàng, đương nhiên sợ chết. Mục Vân Phi cười nói. Nếu quả thật các gia tộc Cổ Hoa muốn ám hại ngươi, trong thành hay ngoài thành cũng không có gì khác biệt. Mục Vân Hải cũng nói, rừng rậm trong Cổ Hoa hoàng thành so với bên ngoài còn nhiều hơn, bọn hắn lại quen thuộc hoàn cảnh. Tin tưởng ta,
chỉ cần bọn hắn muốn động thủ, ở trong thành lại càng dễ. Khương Phàm đụng đụng phía trước. Ta thỉnh giáo một vấn đề. Mục Vân Phi cười nói. Đừng có khách khí như vậy, tùy tiện nói chuyện phiếm, giết thời gian mà thôi. Khương Phàm cũng lộ ra mấy phần cười. Nếu như ngươi là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, hoặc là Tô Nhã, lại hoặc là Đường Tư Đồ những người kia, muốn trả thù ta, sẽ làm như thế nào? Cái này sao? Chớ khẩn trương, tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Ta ngẫm lại xem. Mục Vân Phi trần chờ một lát, cũng nhích lại gần về phía trước, hạ giọng. Nếu như ta là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, người giết chết anh ruột ta, cướp đi trượng phu ta, còn suýt chút nữa hại ta chết trên lôi đài, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, không có bất kỳ chỗ trống lượn vòng nào. Vì sao? Bởi vì ta là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ta là trưởng nữ đầu tiên của các đại gia tộc cổ Hoa, ca ca ta là Chí Tôn Thánh Văn, nam tử của ta là Đại Thừa Thánh Văn, ta lại là Thánh Văn, ta hẳn là tôn quý như một công chúa, được vạn người kính sợ, làm sao có thể chịu loại nhục nhã này? Khương Phàm, ngươi làm ra mọi chuyện tương đương với hủy hết thảy mọi thứ của ta. Cho nên mặc kệ gia tộc làm quyết định ra sao, ta đều sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, hung hăng trả thù ngươi, thậm chí trả thù người bên cạnh ngươi. Thủ đoạn nha, biện pháp bảo đảm nhất là liên hệ ác nhân cốc. Trực tiếp tìm tới ác nhân vương, mở ra giá trên trời, xin mời đỉnh cấp sát thủ nơi đó, để cho ngươi biến mất không còn bóng dáng. Ngoại trừ ác nhân cốc, còn có thủ đoạn gì nữa? Thi đấu bài vị vừa kết thúc, nếu như các gia tộc phải xử lý ngươi, chẳng khác nào mạo phạm hoàng thất, cho nên Hoàng Phủ Nguyệt Thiền không dám dùng lực lượng gia tộc. Ác nhân cốc chính là lựa chọn tốt nhất, mà bên trong ác nhân cốc có rất nhiều sát thủ quỷ dị, coi như ngươi có ở tại Kiều gia cũng có thể giết chết ngươi. Hoàng Phủ gia tộc không có lực lượng bí ẩn khác. Khương Phàm không sợ ác nhân cốc, kiêng kỵ là biết lực lượng bí ẩn mà ai cũng không. Bởi vì trước khi yến hội bắt đầu, Kiều Vạn Niên đã phái người đi đưa tin tức cho ác nhân cốc. Nếu có người mở ra điều kiện săn giết người Kiều gia, không nên gấp gáp nhận, trước tiên chào hỏi cùng Kiều gia nguyện ý ra giá cả gấp 2. Ác nhân cốc nhận tiền không nhận người, hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc, huống chi đây là ân oán giữa các đại gia tộc, nếu quả thật ác nhân cốc muốn nhúng tay, rất dễ dàng tự rước lấy họa. Mục Vân Phi ý vị sâu xa cười nói. Cái này ngươi phải hỏi Kiều gia có lực lượng bí ẩn hay không, Kiều gia có, Hoàng Phủ gia tộc đương nhiên có, Kiều gia không có, Hoàng Phủ gia tộc cũng sẽ không có. Khương Phàm nhìn bọn người Kiều Linh Vận bên cạnh nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đây chính là người đứng xem thái độ, Đường gia và Trung Ly gia hẳn sẽ nhịn mấy ngày trước, nhưng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Tô Nhã thì sẽ không nhịn được, nhất là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, mấy ngày nay sẽ động thủ. Bọn người Kiều Thiên Mạch gật đầu, trước đó cảm giác các gia tộc hẳn là sẽ ước thúc những người Hoàng Phủ Nguyệt Thiền kia, nhưng Mục Vân Phi phân tích cũng không sai, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, rất dễ dàng mất lý trí. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn hắn phải cẩn thận. Tựa như thời điểm tới đây Khương Phàm đã an bài, đêm nay sau khi trở lại Kiều gia toàn bộ đều theo hắn ở đến phía sau núi, trước tiên bế quan nửa tháng. Lúc này, số lượng lớn thị nữ hoàng cung bưng rượu trái cây cùng linh quả, từ sâu trong vườn ngự uyển đi tới, xen kẽ trong đám người, bắt đầu điểm tâm cho tân khách trước trong tiệc tối. Trong đó một vị thị nữ không để lại dấu vết đã liếc mắt nhìn bọn người Khương Phàm ở nơi này. Mục Vân Phi nói, người đã nhắc đến nơi này, vậy ta nhiều lời một chút. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, câu này tục ngữ ai cũng hiểu, nhưng đụng phải liền thật muốn mệnh. Nếu quả thật Hoàng Phủ Nguyệt Thiền muốn tránh khỏi gia tộc, trả thù ngươi trong âm thầm, khẳng định sẽ dùng chút thủ đoạn âm u lại cực đoan. Nếu như ngươi không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, tốt nhất là làm chút thỏa hiệp thích hợp, ví dụ như giao Lý Tịch cho nàng, dù sao Lý Tịch cũng là sư đệ của ngươi, sau khi khôi phục ký ức, cũng phải về Hoàng Phủ gia tộc nhận thân. Khương Phàm nói, đối đãi người hiểu chuyện, khả năng nhượng bộ sẽ được tôn trọng. Nhưng đối đãi một số người, nhượng bộ sẽ chỉ mang tới là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Vân Phi chậm rãi gật đầu. Ta rất đồng ý câu nói này. Nhưng, tình huống bây giờ là ngươi đã chọc phải tứ đại gia, ngươi giao Lý Tịch về đi, không chỉ trấn an Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, cũng sẽ để Tô gia, Trung Ly gia, Đường gia, đều biết ngươi nguyện ý hòa giải, tránh cho bọn hắn ám hại ngươi. Khương Phàm cười nhạt. Các ngươi tới là làm thuyết khách cho Hoàng Phủ gia.
nếu quả thật Mục Vân Phi ta bị người khác nhờ vả, không đến mức che giấu. Ta chỉ cảm giác ngươi rất có ý tứ, không hy vọng ngươi là phù dung sớm nở tối tàn trong cổ hoa hoàng thành này. Ngươi cảm thấy, ta đáng chết sao? Sao? Mục Vân Phi khẽ giật mình, ngay cả bọn người Kiều Thiên Mạch đều từ bên cạnh nhìn Khương Phàm. Khương Phàm hỏi lại, nếu ngươi thoải mái thẳng thắn như thế, vậy thì nói cho ta nghe một chút đi, có phải ta đáng chết hay không? Mục Vân Phi mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, một hồi mới nói. Từ khi ngươi bắt đầu đến cổ hoa cho tới bây giờ, mỗi hành động đều là muốn để trấn khí thế Kiều gia, điểm xuất phát không có sai, biểu hiện tư thái, kỳ thật cũng không sai. Đánh giá khách quan, ngươi thậm chí làm rất đặc sắc, toàn bộ quá trình đều khống chế quyền chủ động. Nhưng vì sao lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí cảm giác ngươi đáng chết, nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì phách lối hơn so với chúng ta? Ngươi dựa vào cái gì cường đại hơn chúng ta? Ngươi dựa vào cái gì lại là chí tôn thánh văn? Ngươi dựa vào cái gì có thể thay Kiều gia nói chuyện? Hết lần này tới lần khác ngươi còn càng ngày càng phách lối, càng ngày càng cường đại, cho nên nha, ngươi đáng chết. Khương Phàm cười. Xem ra tử đệ cổ hoa, tất cả cũng không phải đều là vểnh mũi lên trời không coi ai ra gì. Cái này có liên quan cùng tập tục gia tộc, cũng có liên quan tới không đếm xỉa đến. Nếu như ngươi vào thành giết đệ đệ ta, vậy ta có thể tỉnh táo không được, ta cũng sẽ cảm giác. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cũng đã nói, có liên quan tới gia phong, vậy với gia phong mục gia ngươi, thì đệ đệ ngươi có nhất định sẽ chạy đến chỗ cửa thành đoạt nữ tử không? Ha ha, Mục Vân Phi cởi mở cười to. Đám người nơi xa hai mặt nhìn nhau, rất không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chỗ thạch đình của Khương Phàm. Tên lớn lối này lại còn có thể giao lưu với người bình thường, xem ra còn đang chuyện trò vui vẻ. Bọn người Đường Tư Đồ thì chau mày, mặc dù không nghe thấy nơi đó đang nói cái gì, nhưng xem ra Mục Vân Phi đã chuẩn bị, ôm ấp yêu thương, muốn cùng Kiều gia kết giao. Mục Vân Phi nói, ta còn chưa nói xong, trước khi thi đấu bài vị, ngươi làm rất đặc sắc, tư thái thủ đoạn đều không có gì đáng trách. Nhưng thi đấu bài vị công nhiên giết bọn hắn, ta thật không hiểu được. Ngươi đừng giải thích, cho ta đoán xem, nguyên nhân có khả năng nhất, chính là trước đó ta có nói, ngươi không có ý định ở lâu tại cổ hoa, càng không nghĩ đến sẽ sinh sống đến già ở chỗ này. Cái thứ hai là như rất nhiều người đoán, ngươi phải dùng thủ đoạn cực đoan, triệt để đánh ra khí thế Kiều gia, giải quyết đỉnh cấp linh văn của các tộc, vững chắc địa vị Kiều gia. Cái thứ ba nha, ta chỉ là suy đoán, đoán sai coi như ta nói bậy. Ngươi, chính là tới giết người. Khương Phàm nhìn chằm chằm Mục Vân Phi, cười nhạt nói. Tử đệ cổ hoa cũng có người thông minh. Mục Vân Phi hơi kinh ngạc, hắn không có phản bác. Điều thứ ba này rõ ràng là thăm dò, Khương Phàm không có phản bác lại còn thừa nhận, mà cảm giác hoàn toàn không cần thiết phải giải thích, chính là nói bậy nói bạ. Tuy nhiên hắn rất sáng suốt không có đang dây dưa, bật cười lớn. Chuyện Kiều gia các ngươi, ta không nên phỏng đoán thêm. Nói chút chuyện khác. Ngươi chuẩn bị thành thân cùng Kiều Vi Nhi lúc nào? Kiều Vi Nhi ngồi bên cạnh Khương Phàm ửng đỏ cả mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, xoa hồ ly che giấu sự xấu hổ. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt, nhà đầu này là của ta. Khương Phàm nói. Vi Nhi còn nhỏ, qua mấy năm lại nói. Kiều Vi Nhi là lục phẩm thú linh văn, ngươi là chí tôn thú linh văn, cũng đều là hỏa điểu, hài tử tương lai của hai người các ngươi, chắc hẳn cũng sẽ là thánh phẩm linh văn. Tha thứ ta mạo muội, thú linh văn của ngươi là phần thiên tước. Khương Phàm không có giấu giếm, cũng đúng lúc mượn miệng Mục Vân Phi, truyền linh văn của hắn đi, miễn cho các tộc nghĩ lung tung chuyện không nên nghĩ. Phần thiên tước, trách không được có thể chống lên chí tôn thánh phẩm. Mục Vân Phi mặc dù chưa từng nghe qua, càng không hiểu rõ, nhưng cái tên đã rất bá khí, hẳn là giống như hỏa điểu cấp bậc yêu vương, mà vô cùng hiếm thấy. Võ pháp ngươi tu luyện đều là ngươi vị sư phụ kia truyền thụ cho. Mục Vân Hải thuận Mục Vân Phi hỏi. Khương Phàm và Hoàng Phủ Chính Thiên đều là chí tôn thánh văn, thiên phú không kém bao nhiêu. Mà Hoàng Phủ Chính Thiên là thiên tài đệ nhất gia tộc cổ hoa toàn lực bồi dưỡng, tu luyện võ pháp hẳn là mạnh hơn Khương Phàm. Kết quả vậy mà Khương Phàm lại ngược Hoàng Phủ Chính Thiên. Khương Phàm nói. Chúng ta còn không có thân mật đến mức nghiên cứu thảo luận chủ đề này.
Mục Vân Hải ngượng ngùng cười một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Mục Vân Phi lại hàn huyên vài câu, đứng lên nói. Vẫn phải nhắc nhở các ngươi vài câu, qua đêm nay, chú ý an toàn, tốt nhất là có thể ở nhà mấy tháng. Khương Phàm đưa tay, ra hiệu tiễn khách. Bên trong phòng nhã các. Sau khi nhân hoàng trình diện, các gia tộc bắt đầu lấy hoàng phủ gia tộc cầm đầu, kịch liệt công kích lên án Kiều gia. Nơi này không có người ngoài, đều là gia chủ và thành viên chủ yếu của các gia tộc, đều hiểu rõ lẫn nhau, nói chuyện không kiêng nể gì cả. Chỉ là trong lòng Kiều Vạn Niên đã có tính toán, từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc cho người mắng lật trời, đều lười mở miệng. Kiều Vạn Niên, người không lời nào để nói, hay là không muốn nói chuyện cùng các gia tộc. Nhân hoàng đều tức giận, uy nghiêm nhìn Kiều Vạn Niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Thời điểm trước kia, vị trí này đều là hoàng phủ gia ngồi. Hoàng thất chướng mắt Kiều gia như vậy. Kiều Vạn Niên thản nhiên nói. Kiều Vạn Niên, lúc nói chuyện chú ý cúi đầu rủ mắt xuống. Gia chủ Tô gia chỉ vào Kiều Vạn Niên quát tháo. Kiều Vạn Niên thờ ơ. Kiều gia đã mạo phạm qua ai, đã làm sai điều gì? Nhân hoàng vậy mà tùy theo các nhà nhục mạ. Nhân hoàng không ngăn cản, chỉ sợ sẽ là thái độ tương tự, chúng ta còn phải giải thích à? Tô gia chủ vỗ lên bàn. Ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc? Ngươi chống đối nhân hoàng tại thi đấu bài vị, còn nhao nhao náo loạn thật lớn, không tính mạo phạm à? Kiều Vạn Niên chống người lên, chắp tay hành lễ với nhân hoàng. Nhân hoàng, ngài thật sự muốn thần giải thích, hay chỉ muốn nhìn thấy thần quỳ xuống xin lỗi? Cho ta lời giải thích, cho các nhà lời giải thích. Nhân hoàng uy nghiêm, sắc mặt âm trầm. Hắn đêm nay muốn điều tiết ân oán các tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để Kiều gia giải thích rõ ràng chuyện tùy tiện ban ngày, nhất là mạo phạm nghiêm trọng đối với hắn. Vậy thì tốt, nhân hoàng, các vị, đắc tội. Kiều Vạn Niên liền đợi đến một khắc, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn quanh toàn trường. Chúng ta tới vuốt một vuốt, không nói những năm dĩ vãng kia trước, nói mấy ngày trước mắt nay. Trường sinh đại điển đối với Kiều gia quan trọng bao nhiêu, các ngươi đều vô cùng rõ ràng, lại liên hợp lại phong tỏa luyện đan sư, cưỡng ép ngăn cản trường sinh đại điển. Lý do lại là vì chúng ta không phân trường sinh đan cho qua các ngươi. Các ngươi không cần mặt sao? Các ngươi có bệnh sao? Mỗi lần trường sinh đại điển đến Kiều gia đều phải chuẩn bị trên trăm năm, tốn hao vô số tâm huyết, còn muốn nhắc lên nguy hiểm thất bại. Chúng ta luyện được trường sinh đan, chính là bảo vật chấn tộc của Kiều gia, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Sao không lấy chí bảo chấn tộc của gia tộc của các ngươi ra chia sẻ? Kiều gia đã từng muốn qua sao? Kiều gia chúng ta điệu thấp, không muốn gây sự, cho nên lựa chọn chủ động thỏa hiệp, hướng hoàng thất thỉnh cầu rời khỏi thi đấu bài vị, cam nguyện đứng thứ 9, không cạnh tranh với các ngươi. Kết quả, đều đã là loại tư thế này, các ngươi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục phong tỏa luyện đan sư, còn tấp nập phái người khiêu khích. Càng làm cho ta khó có thể tin hơn chính là, hoàng thất lại thờ ơ, làm bộ không biết. Nhân hoàng, cho Kiều Vạn Niên ta không khách khí nói một câu. Thần rất thất vọng đau khổ, Kiều gia đều rất thất vọng đau khổ. Ngài, thậm chí là hoàng thất, căn bản là không có tôn trọng Kiều gia chúng ta. Kiều Vạn Niên ngôn ngữ mát lạnh, ánh mắt lăng lệ, giận dữ chỉ trích mỗi một người trong phong nhã các. Các nhà gia chủ khẽ nhíu mày, lại há hốc mồm nhưng lại không có phản bác, cũng không người có ý múa phản bác. Dù sao, bọn hắn xác thực đã liên hợp phong tỏa Kiều gia, mà hoàng thất lại càng ngầm cho phép loại hành vi này. Ta rất tức giận, rất khuất nhục, Kiều gia vậy mà lại lưu lạc đến tận đây. Nhưng ta có đi tìm hoàng thất sao, thần có đi đến hoàng thất náo qua sao? Không có. Ta biết đại biểu phương Bắc lần lượt vào thành, nếu như náo lớn sẽ ảnh hưởng mặt mũi hoàng thất. Nhưng, ta cho hoàng thất mặt mũi, hoàng thất lại giống như căn bản không quan tâm Kiều gia chúng ta. Bất đắc dĩ, ta thả Khương Phàm ra, để hắn khiêu chiến các tộc. Ngươi thả Khương Phàm ra. Khương Phàm đã sớm. Hoàng phủ thừa viễn vừa muốn chất vấn, lại bị Kiều Vạn Niên quát tháo. Im miệng. Ngươi. Hoàng phủ thừa viễn tức giận, lại bị nhân hoàng ngăn lại. Khương Phàm mặc dù cường thế, nhưng từ đầu đến cuối vẫn khống chế phân tắc, chuyện kéo ở trên người hắn, nhưng đại hoàng tử lại xử lý lạnh nhạt, còn đồng ý với Khương Phàm dùng luận võ quyết định lý tịch thuộc về ai. Đây là trợ giúp. Cho ta không khách khí nói một câu nữa. Đại hoàng tử cũng không có để Kiều gia vào mắt. Ý vị hoàng thất bây giờ,
hoàng thất tương lai đều nhận định Kiều gia này là gia tộc thứ 9, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta vô cùng tức giận, không trải qua chuyện này, ta cũng không biết thái độ hoàng thất đã đối với Kiều gia là như thế. Chẳng lẽ, nhất định phải gặp được ủy khuất liền đi hoàng thất lên án, gặp chuyện cường thế bá đạo mới đáng để hoàng thất coi trọng. Thứ ba, cái chết của bọn người hoàng phủ chính thiên, nguyên nhân không tại chúng ta. Trước khi tranh tài là bát đại gia tộc liên danh đề nghị thay đổi quy tắc, Kiều gia ta chỉ đồng ý mà thôi, cuối cùng vỗ bản cũng là nhân hoàng ngài. Kết quả đây, Kiều gia thắng, các ngươi không vui mừng rồi. Kiều gia đáng chết sao? Kiều gia chết rồi, coi như thuận lợi. Kiều gia không chết, coi như ngoài ý muốn. Nhân hoàng, ngài có để Kiều gia thần vào mắt sao? Ngài thật sự xem Kiều gia như cửu đại gia sao? Ngữ khí Kiều Vạn Niên nghiêm khắc, càng ngày càng kích động, âm thanh vang vọng trong cung điện thật lâu. Bầu không khí tại Phong Nhã Các dần dần kiềm chế. Đám người cau mày, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Kiều Vạn Niên đối với nhân hoàng nói. Đây chính là ngài muốn giải thích, thần đã cho ngài. Thần để ngài mất thể diện, là ngài, là hoàng thất, là các đại gia, là các ngươi ép ta. Sắc mặt nhân hoàng càng khó coi hơn, lại bị chỉ vào mũi mà mắng mỏ. Nhưng, cuối cùng đã hiểu tại sao Kiều Vạn Niên muốn bạo phát, nguyên nhân vẫn là ở Trường Sinh Đại Điển, cũng là trải qua thời gian dài kiềm chế tức giận. Chỉ là tại sao Kiều Vạn Niên muốn bộc phát? Vẫn là cần lực lượng. Nếu không, không có lực lượng, coi như tức giận đi chăng nữa, cũng không dám công nhiên đối nghịch. Lực lượng đến từ chỗ nào? Làm ưng khuyển cho hoàng thất. Gia chủ Tô gia lập tức phản kích. Làm thần tử chịu chút ủy khuất thì làm sao, liền muốn mưu phản cổ hoa. Ha ha, Kiều Vạn Niên nhìn hắn cười lạnh hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Gia chủ Tô gia nhìn hằm hằm. Cười đầu ngươi quá phẳng, nếu ta thật muốn mưu phản cổ hoa, ta sẽ đứng ở trước mặt toàn thành hô to. Kiều Vạn Niên nói ra lời này, sắc mặt nhân hoàng nơi đó rốt cuộc cũng có chỗ hỏa hoãn. Hắn tức giận nhất vẫn là chuyện Kiều Vạn Niên ở trước mặt mọi người muốn mưu phản cổ hoa, để hắn mất hết thể diện, nhục nhã. Tuy nhiên, hắn đột nhiên bị Kiều Vạn Niên đề tỉnh, nếu quả như thật sự muốn phản bội, khẳng định sẽ bí mật bố trí, tiếp tục yếu thế, làm sao có thể tuyên dương ở trước mặt tất cả mọi người. Càng là hô to như thế, càng là không thể nào làm như vậy. Nhân hoàng nhìn về phía Kiều Vạn Niên, ánh mắt đã không còn lăng lệ. Tộc trưởng các tộc vừa mới trắng trợn chỉ trích Kiều Vạn Niên muốn phản bội cũng á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên cảm giác gương mặt mình đều đang nóng lên. Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa cười lạnh trong lòng, đây là thời điểm ba huynh muội bọn hắn suy nghĩ đối sách, nghĩ đến phần tinh hoa nhất. Một câu nói kia liền có thể triệt để bỏ đi lo lắng trong lòng nhân hoàng. Lại phụ trợ thêm lời kế tiếp, đơn giản hoàn mỹ. Nhân hoàng nhấc nhấc tay, xưng hô cũng thay đổi. Vạn Niên, ngươi ngồi xuống trước, là hoàng thất có một số việc xử lý thiếu thỏa đáng, để Kiều gia bị ủy khuất. Nhưng sau này có chuyện gì, cứ đến hoàng cung tới tìm ta, phải chú ý trường hợp, chú ý phân tắc. Các tộc trưởng trao mày, xong việc rồi. Nhân hoàng không tức giận. Kiều lão quỷ thật khôn khéo, nhìn thấu tâm tư nhân hoàng. Nhân hoàng lại nói, ta có thể tha thứ Kiều gia hôm nay mạo phạm, nhưng Khương Phàm sát hại bọn người hoàng phủ chính thiên, cần phải có cái bàn giao. Là chúng ta bàn giao nội bộ, sẽ không công khai với bên ngoài. Bọn người hoàng phủ Thừa Viễn thoáng ngồi thẳng người, chuẩn bị kỹ càng đàm phán cùng Kiều Vạn Niên. Nhi tử của bọn hắn tuyệt đối không thể chết vô ích như vậy. Kiều Vạn Niên nói, nhân hoàng để hắn bồi tội xin lỗi. Khương Phàm giết bọn hắn, liền phải xin lỗi. Nếu như bọn hắn giết Khương Phàm thì sao, nhân hoàng sẽ quan tâm sao? Gia chủ Mục Gia ra mặt nói. Bất kể nói thế nào, Khương Phàm săn giết bọn người hoàng phủ chính thiên, ít nhiều đều có chút tính toán, nói xin lỗi đi. Kiều Vạn Niên lắc đầu. Hắn sẽ không nói xin lỗi, ta không quản được hắn. Người đường đường là gia chủ, không quản được con rể ngươi. Hắn không chỉ là con rể ta, hắn còn có một sư phụ. Là vị cao nhân nào? Nhân hoàng tự mình hỏi thăm. Cường giả ẩn thế bồi dưỡng truyền nhân. Vậy mà có thể săn giết truyền nhân các đại gia tộc bọn hắn bồi dưỡng, thực lực vị cao nhân này khẳng định vô cùng mạnh, cũng là có thể để Kiều Vạn Niên dám không kiêng nể gì mà phát tiết cảm xúc. Hoàng phủ Thừa Viễn có chút nhíu mày, ác nhân cốc sao?
hắn còn đang chuẩn bị sau đó sẽ bẩm báo với nhân hoàng. Kiều Vạn Niên cố ý do dự rất một hồi, mới phun ra một chữ. Thánh! Thánh! Đám người hơi biến sắc, có ý gì, thánh nhân sao? Hắn muốn một viên trường sinh đan, bảo vệ Kiều gia 30 năm. Kiều Vạn Niên cố ý nói mập mờ. Đầu tiên là cam đoan Kiều gia không có ý làm phản, lại mịt mờ nhắc nhở Kiều gia có thánh nhân. Cứ như vậy, lập tức có thể triệt tiêu cảnh giác của hoàng thất đối với Kiều gia, càng có thể hoàn mỹ che giấu thân phận Khương Phàm, lại còn có thể trấn nhiếp suy nghĩ trả thù của các tộc, thậm chí còn có thể làm cho hoàng thất thoáng kiêng kỵ Kiều gia. Một công nhiều việc. Đây chính là đối sách mà huynh muội nghĩ tới bọn họ. Thanh Bình Uyển. Sau khi Mục Vân Phi đứng dậy rời khỏi, Kiều Linh Vận ở bên cạnh nói. Mục Vân Phi rất có phong phạm phụ thân hắn, so với truyền nhân gia tộc khác, tính cách, mưu trí là toàn thắng. Kiều Thiên Mạch ho nhẹ vài tiếng. Cũng bao gồm ta. Mình không có điểm số đây. Kiều Linh Vận liếc nhìn hắn một cái. Gương mặt Kiều Thiên Mạch cứng đờ. Kiều Vô Song tiến tới, kéo lại đại ca cười nói. Đại ca, huynh kỳ thật vẫn rất ưu tú, cũng không biết vì sao, vừa so sánh với Khương Phàm và Mục Vân Phi, lại kém một đoạn như vậy. Một đoạn, không phải một chút. Một đoạn, một mảng lớn. Tới muội, đừng nản chí nha, huynh còn nhỏ, còn có không gian trưởng thành. Kiều Vô Song nói, lại nháy mắt với đại ca. Kiều Thiên Mạch đẩy Kiều Vô Song ra, tiến đến bên cạnh Khương Phàm. Lúc nãy ngươi nói là, chúng ta về đến nhà liền đi đến phía sau núi. Các ngươi đều về phía sau núi bế quan, mặc kệ Hoàng Phủ Nguyệt Thiền có thể đùa ám chiêu hay không, để bọn hắn tự mình trở lấy đi. Nếu đến phía sau núi, có phải sẽ thuận tiện dạy cho chúng ta mấy chiêu hay không? Nhìn tình huống đã. Kiều Thiên Mạch kích động, quay đầu chớp mắt với Kiều Vô Song. Mục Vân Phi vừa rời khỏi không bao lâu, bên trong thạch đình nơi xa, Đông Hoàng Như Ảnh khách sáo hai câu với tân khách bên cạnh, dáng dấp yểu điệu đi tới nơi này. Kiều Linh Vận chú ý tới, tiến đến phía sau Khương Phàm, nói khẽ. Hình như Đông Hoàng Như Ảnh muốn tới nơi này. Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, nói với Kiều Vi Nhi. Nữ tử của ta và nam tử của muội dán gần như vậy, muội có cảm tưởng gì? Kiều Vi Nhi dở khóc dở cười. Tỷ phu, đã thành thục. Kiều Vô Song cũng lại gần, hì hì cười nói. Đúng đấy, đã thành thục. Phượng Bảo Nam nhấc cánh tay lên. Các ngươi cũng kéo ta lại, an ủi một chút. Không được. Kiều Vi Nhi bĩu môi quay đầu, ôm chặt hồ ly trong ngực. Quá lúng túng. Phượng Bảo Nam quơ cánh tay, đưa đến bên cạnh Kiều Vô Song một chút. Kiều Vô Song liếc qua hắn một hồi mới cười hì hì kéo lại, còn tựa đầu ở trên vai hắn. Ai, còn có cô em vợ tốt đây. Kiều Linh Vận không để ý bên cạnh đang hồ nháo, nàng ngồi ở phía sau Khương Phàm, nhìn Đông Hoàng Như Ảnh đi tới. Lúc này, một vị thị nữ nâng ngọc bàn đi đến bên trong thạch đình bọn hắn, chậm rãi hành lễ, theo thứ tự lấy xuống rượu, trái cây cùng linh quả phía trên, tỉ mỉ dọn xong. Bọn người Khương Phàm đang nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, có người bị dáng người và khí chất mê người của nàng hấp dẫn, có người suy đoán nàng muốn tới làm gì. Bọn hắn ai cũng không có nhìn thị nữ bên cạnh, thậm chí đều có chút không nhìn nàng. Xin mời dùng từ từ. Thị nữ cất kỹ ngọc bàn, lần nữa hành lễ. Nhưng, lúc thị nữ hành lễ đứng dậy, trong chốc lát, đáy mắt nàng đột nhiên hiện lên kỳ quang. Khương Phàm đột nhiên cảnh giác, vô ý thức liếc mắt nhìn thị nữ, đối đầu cùng với cặp mắt kia của nàng. Nhưng, đã chậm. Oanh! Lôi chiều cuồng bạo trong chốc lát được phóng thích. Không có bất kỳ dấu hiệu gì. Cường quang nở rộ, đâm rách màn đêm, chiếu thấu Thanh Bình Uyển. Lôi chiều cuồng kích, xé rách tám phương, trong chốc lát đã phá hủy thạch đình, che mất Khương Phàm và tất cả mọi người Kiều gia. Khương Phàm đứng mũi chịu sào, bị lôi đình cuồng liệt va chạm, huyết nhục văng tung tóe, trùng kích kinh khủng xốc hắn bay lên, đụng bay Kiều Linh. Vận ở sau lưng, Phượng Bảo Nam, Kiều Thiên Mạch, Kiều Vô Song, Kiều Vi Nhi, cùng các tộc nhân Kiều gia khác, không có chút nào chuẩn bị, bọn hắn đang cười đùa, nhìn qua trước mặt, đều không đã hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị lôi điện dày đặc nóng nảy đánh rách thân thể, ánh sáng chói mắt nương theo thân thể thịt nát bay ra mấy trăm mét. Lôi đình bạo hưởng, mặt đất lay động, tất cả mọi người trong Thanh Bình Uyển vô ý thức rút người lại, kinh hãi kích hoạt linh văn, nhìn khắp nơi. Ngay sau đó,
hơn ngàn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía đầu nguồn bạo tạc. Khương Phàm, bọn người Kiều Linh Vận toàn bộ đều bị đánh bay vào trong cánh rừng, máu thịt be bét, thân thể tán loạn. Bụi đất tung bay, điện quang lấp lóe, tràng diện kinh khủng khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. Khương Phàm đau nhức, gian nan chống người lên, đầu ong ong loạn hưởng. Trận bạo tạc đột nhiên lại khủng bố, hắn còn đứng chịu mũi xào, thân thể bị xé rách mảng lớn, cũng may có bát hoang chiến trụ giao hòa cùng thân thể, không có thương tổn đến nội tạng hay xương cốt. Nhưng trùng kích mãnh liệt và tiếng vang vẫn chấn động ý thức, đầu đau muốn nứt. Khương Phàm cua đầu, đang muốn đứng lên, lại một tay đè xuống, tập trung nhìn vào, vậy mà lại là một thân rách dưới. Bên cạnh còn rơi một khối xương hông, liên tiếp nửa cái chân. Vi Nhi. Khương Phàm kinh ngạc nhìn xương hông cùng chân, phía trên váy hoa vỡ vụn, là chiếc váy màu xanh Kiều Vi Nhi mặc, đang thấm đẫm máu tươi. Đêm nay Kiều gia chỉ có y phục của nàng là màu xanh ngọc. Khương Phàm lại nhìn bên cạnh, lại là một cái chân, cũng là váy xanh nhuốm máu. Cách đó không xa, cũng có nửa cái tay, trên cổ tay mang theo vòng ngọc màu đỏ tươi. Vô Song. Khương Phàm ngưng tụ con ngươi, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Thân thể của Kiều Vô Song. Khương Phàm bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nhìn về phía xung quanh, không tìm được đầu Kiều Vô Song, lại thấy được Kiều Thiên Mạch rách mướp ở phía trước, không nhìn rõ hình người. Kiều Thiên Mạch mặc nhuyễn giáp, bảo vệ lồng ngực, nhưng tứ chi không có, nửa bên mặt không có, lệch qua nơi đó hấp hối. Vi Nhi, Vi Nhi. Phía sau truyền đến tiếng Kiều Linh Vận hét thê lương, nàng chính quỳ ở nơi đó, run rẩy nhìn Kiều Vi Nhi chỉ còn đầu cùng nửa lồng ngực. Kiều Linh Vận trước đó là ở sau lưng Khương Phàm, bị Khương Phàm ngăn trở lôi chiều, không có bị thương tổn, nhưng vừa mới đứng dậy, tràng diện trước mắt đã để nàng gắt gao trừng tròng mắt, sụp đổ phát điên. Cách đó không xa, Phượng Bảo Nam biến thành mảnh vỡ, thân thể tan nát, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Kiều Vô Song trước đó kéo hắn cách đó không xa, còn đang ôm một cánh tay của hắn, nhưng nàng chỉ bảo vệ được bên trái, thân thể nửa bên phải bị xé nát hầu như không còn, nội tạng chảy ngang, đầu rách dưới. Còn có bốn vị tộc nhân khác cũng đều tản mát các nơi, vô cùng thê thảm, có chỉ còn lại cái đầu. Đầu Khương Phàm ong ong nổ tung, lảo đảo đi tới, khung cảnh đầy máu hung hăng trùng kích hai mắt, toàn thân không cầm được run rẩy. Chết rồi. Đều đã chết. Ai, ai làm, vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Phàm phù phù quỳ ở nơi đó, thì thào khẽ nói. Giống. Trong sương mù phát ra tiếng giống giận, tiểu hồ ly bị đánh bay lo lắng xông về đến, nhìn sau khi thấy Kiều Vi Nhi trước mặt Kiều Linh Vận, nó phát ra tiếng gào thét đầy tức giận. Thanh Bình Uyển yên tĩnh như chết, tất cả mọi người kinh hãi đứng tại nguyên chỗ, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được mà nhìn thảm kịch đột nhiên phát sinh. Ai tập kích người Kiều gia? Đây là muốn một mẻ hốt gọn sao? Ai làm? Ai dám làm càn tại hoàng cung như vậy? Cứu người! Xa xa, đại hoàng tử đột nhiên hét lớn, âm thanh chấn động Thanh Bình Uyển, gương mặt hắn bỗng nhiên dữ tợn, tức giận không kiềm chế được. Ai dám làm càn tại hoàng cung? Ai dám làm sằng làm bậy như vậy tại yến hội của hắn? Cứu người! Nhanh cứu người! Bọn người Đông Hoàng như ảnh liên tiếp bừng tỉnh. Vội vàng chạy tới chỗ người của Kiều gia. Đan dược, nhanh nhanh nhanh, đan dược. Mộc Linh Văn, ai là Mộc Linh Văn, nhanh đi. Các cường giả Thiên Lân Thánh Địa, Trục Lộc Thư Viện cũng kịp phản ứng. Đệ tử các tộc hít vào hít một hơi, toàn thân ớn lạnh, có mấy nữ tử còn bị dọa ngất đi. Thật ác độc, ai làm? Nơi này chính là Hoàng Cung, lại còn là tiệc tối ăn mừng sau khi thi đấu bài vị vừa kết thúc. Điên rồi sao? Phong tỏa Thanh Bình Uyển, phong tỏa Thanh Bình Uyển cho ta, ai thả đi một người, ta tru toàn tộc kẻ đó. Đại hoàng tử, giận dữ mắng mỏ thị vệ hoàng thất ở các nơi. Phong tỏa Thanh Bình Uyển, bọn thị vệ hoàng thất điên gầm thét, tranh nhau chen lấn nhào về phía tường viện. Ai cũng đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây, ta giết các ngươi. Khương Phàm đột nhiên hét lên, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, cường quang bộc phát. Sâu trong khí hải, linh vũ khổng tước nở rộ, đâm rách huyết nhục, phóng lên tận trời. Cường quang ngũ sắc bộc phát, xua tan màn đêm, rọi khắp nơi hơn phân nửa hoàng cung, liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một con khổng tước ngũ sắc, sôi trào liệt diễm vô biên, hung uy mãnh liệt, bế nghệ toàn trường, uy hiếp tất cả cường giả.
Ngọa tào, Khổng Tước ngũ sắc. Khí tức thật mạnh. Tại sao Khương Phàm có thể có vũ khí mạnh như vậy? Chú ý nhìn đỉnh đầu Khổng Tước, ánh sáng nơi đó có vả linh vũ là thịnh nhất. Đây là Khổng Tước linh vũ biến thành. Các tộc đều rất khiếp sợ. Ai cũng đừng tới đây. Hai mắt Khương Phàm phiếm hồng, nhìn hằm hằm toàn trường. Mặc dù hoảng loạn, kinh sợ, nhưng không có ngốc. Tập kích tới quá đột ngột, không phân rõ địch bạn, nếu như hung thủ yên lặng trà trộn vào đến, lại thêm một trận bạo tạc, tất cả bọn hắn đều phải chết. Linh vận, nhanh cho bọn hắn ăn huyết đan, nhanh, nhét vào trong miệng, dùng linh lực độ hóa. Khương Phàm triệu toàn bộ huyết đan trong thanh đồng tiểu tháp ra, vùng đi qua phía đám người Kiều gia. Huyết đan, huyết đan. Kiều Linh vận luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian cầm lấy huyết đan, sợ hãi run rẩy đưa vào trong miệng bọn hắn. Nhưng, thân thể rách dưới có chỉ còn đầu, nàng đưa vào căn bản không có phản ứng, nàng run rẩy, kêu khóc, sụp đổ. Khương Phàm, ngươi tỉnh táo đi, chúng ta là muốn giúp đỡ. Đông Hoàng Như Ảnh khiếp sợ hư ảnh Khổng Tước đột nhiên hiện ra. Ai cũng đừng tới đây, một đám xúc sinh, giở trò chơi đến nơi đây, chơi đến trên đầu Khương Phàm ta. Ta bất kể là ai, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, đều nghe rõ cho ta, ta muốn các ngươi chôn cùng, chôn cùng. Khương Phàm gầm thét, sát khí cuồn cuộn, con mắt phiếm hồng căm tức nhìn tất cả mọi người. Khương Phàm, tỉnh táo, ta đi đến, để cho ta đi đến. Đại hoàng tử vào tới phía trước, chỉ vào Khương Phàm quát tháo. Cút, cút cho ta. Khương Phàm lên cơn giận dữ, gào thét như nổi điên. Phụ thân, phụ thân. Kiều Linh Vận đột nhiên đứng dậy, hướng phía cung điện xa xa hét thê lên đầy lương. Bên trong phòng nhã các, khi Kiều Vạn Niên đang cố gắng hỏa hoãn, nhân hoàng rốt cuộc cũng bưng chén rượu lên với hắn, lộ ra mấy phần nụ cười. Kết quả, bên ngoài đột nhiên truyền đến oanh minh kịch liệt, ngay sau đó là các tiếng vang hỗn loạn. Khi Kiều Linh Vận tiếng hét lên, bọn người Kiều Vạn Niên vừa vặn vọt tới nơi này. Phụ thân, mau tới đây. Kiều Linh Vận ôm thi thể rách dưới của Kiều Vi Nhi, sụp đổ gào thét. Ầm ầm. Kiều Vạn Niên phóng lên tận trời, đập xuống trong cánh rừng, nhìn thi hài đầy đất, như bị sét đánh. Thiên mạch, vô song, Vi Nhi, đây là thế nào? Ai làm, là ai làm? Kiều Vạn Niên cuồng nộ gào thét, muốn rách cả mí mắt, trái tim hung hăng núp đập mạnh. Vĩnh Nghĩa, con của ta, con của ta. Kiều Vạn Sơn quỳ trên mặt đất, ôm lấy cái đầu trước mặt. Đây là con của hắn, Kiều Vĩnh Nghĩa. Chỉ còn một cái đầu rách dưới. T. Bọn người Hoàng Phủ Thừa Viễn liên tiếp đuổi tới, lại đều hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ai làm, điên rồi sao? Nhân Hoàng giáng lâm, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Hắn thật vất vả mới trấn an cảm xúc của các tộc, vậy mà lại xuất hiện thảm kịch như vậy. Ai to gan như vậy, dám ở Hoàng Cung giết người, dám trả thù cùng ngày kết thúc thi đấu bài vị, lại còn là ở ngay trước tất cả tân khách phương Bắc. Đây là muốn nhắc lên nội loạn sao? Nhất định phải để các tộc cổ hoa bất hòa sao? Là ai? Nhân Hoàng đưa ánh mắt bén nhọn quét về phía tộc trưởng Hoàng Phủ, Tô Gia, còn có Trung Ly. Chúng ta đi, đi mau. Linh Vận, đến đây cho ta, nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm lấy đi Linh Vũ, dùng thanh đồng tiểu tháp nhận lấy tất cả tàn chi mảnh vỡ, thu nạp lấy huyết đan tàn mát. Nơi này nguy hiểm. Hắn xem ai cũng giống như hung thủ. Rời khỏi nơi này trước, rời khỏi Hoàng Cung. Chúng ta đi, chuyện đêm nay, Kiều gia tuyệt đối không bỏ qua. Kiều Vạn Niên ta lấy danh nghĩa Kiều gia thề, truy xét đến đáy. Kiều Vạn Niên dữ tợn, tức giận gào thét. Toàn thân hắn giấy lên liệt diễm, mang theo Khương Phàm phóng lên tận trời. Kiều Phương Hoa giữ chặt Kiều Vạn Sơn, cuốn đi mấy ngàn mét cánh rừng xung quanh, theo sát đại ca phóng tới không trung. Thanh Bình Uyển yên tĩnh. Kiềm chế, tất cả mọi người vẫn còn đang nhíu mày. Mặc dù trước khi đến đều mong mỏi có trò hay, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là ngoài ý muốn như thế này. Lôi đình. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, bởi vì khi đó nàng đang muốn đi qua, cũng chỉ có nàng ngay lúc ấy đối mặt với tòa thạch đình kia, thấy rõ ràng chuyện trải qua. Một thị nữ đi tới nơi đó, bày xuống rượu trái cây. Sau đó, lôi chiều nổ tung. Trước tiên mặc kệ thị nữ là thật hay giả, tuy cảnh giới cũng không cao,
nếu không rất dễ dàng khiến cho cuồng nhân chiến đấu như Khương Phàm kia cảnh giác. Thị nữ cũng không thể nào là thả ra võ pháp, nếu không từ lúc kích hoạt linh văn đến diễn biến võ pháp, quá trình này cũng dễ dàng để cho Khương Phàm cảnh giác. Chỉ có thể là dùng vũ khí nào đó. Ví dụ như, lôi đình chi nộ, thiên cung bọn hắn luyện chế. Có thể uy hiếp được linh hồn cảnh, tất nhiên là chủng loại đẳng cấp cao như lôi đình chi nộ kia, giá cả vô cùng đắt đỏ, mà cấp cho số lượng có hạn. Đông Hoàng như ảnh nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Không sai, rất có thể chính là lôi đình chi nộ cấp cao. Thị nữ chỉ cần là linh nguyên cảnh sơ kỳ đã có thể kích hoạt nó trong thời gian rất ngắn. Mà uy lực rất mạnh, ngay cả linh hồn cảnh nhị trọng thiên đều có thể oanh sát. Từ tình huống lúc đó đến xem, mục tiêu hàng đầu là Khương Phàm. Kết quả Khương Phàm không chết. Hẳn là có vũ khí phòng hộ đặc biệt nào đó. Nhưng cũng chính là có Khương Phàm đứng mũi sào ngăn cản. Để Kiều Linh Vận vừa vặn đến phía sau hắn may mắn thoát khỏi, nếu không Kiều gia sẽ phải tuyệt hậu. Thật ác độc. Là ai nghĩ tới độc kế như thế này? Là ai lại nghĩ tới sẽ động thủ hoàn cảnh đặc thù trong như thế? Trước khi chuyện chưa mất khống chế, có ai nguyện ý thừa nhận? Cũng hoan nghênh người trong tộc báo cáo tộc trưởng của mình. Tộc trưởng có thể nghĩ ra loại chủ ý ngu xuẩn này, ta thấy đã không cần thiết làm tộc trưởng nữa. Nhân hoàng ngữ khí coi như bình tĩnh. Nhưng thanh âm có chút rung động, biểu hiện ra vị chủ nhân hoàng tộc này đang cực lực đè nén lửa giận đang muốn dâng lên. Hết lần này đến lần khác, mặt mũi hắn đều mất hết, trong mắt các tộc có còn nhân hoàng hắn đây hay không? Thật vất vả mới làm yên lòng Kiều gia, bây giờ. Hắn đã có thể tiên đoán được một trận đại loạn. Nhân hoàng, ta cam đoan, hoàng phủ gia tộc tuyệt đối không có bố trí loại hành động này. Hoàng phủ Thừa Viễn lập tức hướng về phía trước. Cao giọng tỏ thái độ. Đường gia, Tô gia, Trung Ly gia, cùng với các nhà khác, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, thậm chí lấy danh nghĩa tổ tông gia tộc ra mà thề. Bọn hắn coi như tức giận đi chăng nữa, cũng không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vậy thì tốt, xin mời tộc trưởng các tộc lập xuống huyết thư, cam đoan không liên quan với việc này. Nếu như Kiều gia không có chứng cứ, tự dưng chỉ trích trả thù, do ta ra mặt, tự mình trấn áp. Nhưng nếu như Kiều gia có chứng cứ, có thể xác định là do gia tộc nào đó làm. Như vậy, mặc kệ Kiều gia làm chuyện gì, trả thù tới trình độ nào, hoàng thất tuyệt đối không nhúng tay. Nhân hoàng đưa tay, tự mình kéo xuống vải từ trên trường bào, ném cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử cắn nát tay mình, viết xuống nội dung cam đoan, giao cho trước mặt hoàng phủ Thừa Viễn. Xin mời hoàng phủ tộc trưởng, viết xuống tên. Hoàng phủ gia tộc. Thật không liên quan gì tới việc này. Hoàng phủ nhận cắn ngón tay, nhắc đến liền muốn ở phía sau viết chữ, nhưng lông mày bỗng nhiên đẩy một cái, liếc mắt nhìn Hoàng phủ Nguyệt Thiền xa xa. Gia chủ Tô gia, Trung Ly gia tộc, còn có gia chủ Đường gia, cũng khẽ nhíu mày, riêng phần mình liếc nhìn hài tử Tô Nhã đang chờ mình. Hoàng phủ tộc trưởng, có gì có thể do dự sao? Đại hoàng tử giơ lên huyết thư, tỏ rõ với tộc trưởng các tộc. Tự mình làm hay không đều không rõ ràng. Làm, thì thừa nhận cho ta. Không có làm liền làm tốt cam đoan. Hoàng phủ Thừa Viễn nhìn Hoàng phủ Nguyệt Thiền. Hoàng phủ Nguyệt Thiền lại buông thõng tầm mắt, khóe miệng ôm lấy một đường cong, không đối mặt với hắn. Hoàng phủ Thừa Viễn có dự cảm không tốt, nhưng vẫn cắn răng, viết xuống tên mình. Gia chủ Tô gia nơi đó cũng có mấy phần bất định, bởi vì trước khi đến, Tô Nhã đã từng đề cập tới mấy thủ đoạn tà ác. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể thừa nhận. Theo tộc trưởng các tộc viết xuống huyết thư, đại hoàng tử cũng viết xuống tên mình, cam đoan với nhân hoàng. Chuyện xảy ra tại Thanh Bình Uyển, nhi thần không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nhi thần cũng có thể cam đoan, không phải thành viên hoàng thất làm. Nhân hoàng cố nén lửa giận, nói với Thiên Lân Thánh Địa và các tân khách phương Bắc. Đêm nay ra lại nấy chảy ra chuyện ngoài ý muốn, để các vị chê cười, tiệc tối dừng ở đây. Tân khách các tộc liên tục hành lễ, sau khi khách sáo hàn huyên vài câu thì được thị vệ hoàng thất dẫn đầu rời khỏi. Náo nhiệt thật, thi đấu bài vị năm nay thật là náo nhiệt. Cái này đã không còn là mất thể diện, mà thật sự là có khả năng dẫn phát nội loạn. Phải nhìn hoàng thất đối phó thế nào. Kiều Vạn Niên trực tiếp hóa thân thành lục dực kim kiêu, chở Khương Phàm và tất cả mọi người, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt, chạy tới Kiều gia. Ai còn sống? Nói cho ta biết, ai còn sống?
Kiều Phương Hoa lo lắng lại tức giận, nàng không có chọn rể, toàn bộ tinh lực đều hiến cho Kiều gia, cũng xem bọn người Kiều Linh Vận như con mình nuôi. Phóng xuất ra, ta xem một chút, nhanh phóng xuất ra cho ta. Trong mắt Kiều Vạn Sơn chứa đều là mắt, hắn muốn điên lên. Thanh đồng tiểu tháp là không gian ổn định, ở bên trong an toàn hơn. Cho ta đan dược chữa thương, các loại đan dược chữa thương, có bao nhiêu cho ta bấy nhiêu. Khương Phàm cau mày, định thần cảm nhận tình huống trong thanh đồng tiểu tháp. Kiều Thiên Mạch bởi vì mặc nhuyễn giáp, bảo vệ lồng ngực, nhưng toàn bộ tứ chi đã nát, bộ mặt rách dưới, đã hấp hối. Kiều Linh Vận đang lệ rơi đầy mặt nhét huyết đan vào trong miệng hắn, hỗ trợ luyện hóa, duy trì lấy nhịp tim yếu ớt. Phượng Bảo Nam tình huống lại có chút cổ quái, trước đó vốn đã thấy hắn bị phá thành mảnh nhỏ, giống như đã chết. Nhưng, vào giờ khắc này, linh văn trên trán của hắn vậy mà lại đang nở rộ lên tia sáng yếu ớt, chỗ nứt các nơi trên toàn thân vậy mà đang lan tràn từng đường màu máu tinh mịn. Thân thể tản mát nhưng cũng có tình huống tương tự, cành tăng sinh, im ắng lan tràn, quấn quanh lấy từng khối vụn kéo dài tới thân thể nơi đó. Kiều Vô Song bởi vì lúc ấy đang ôm cánh tay Phượng Bảo Nam, được Phượng Bảo Nam ngăn trở có một số lôi chiều, chỉ còn phân nửa bên trái, phía bên phải cơ hồ đã mất giáo. Nhưng theo cánh tay kia khuếch tán cành, vậy mà thân thể của nàng cũng được bao vây lại. Thân thể Kiều Vi Nhi chỉ còn nửa khúc trên, đầu và lồng ngực, đã mất. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khí tức yếu ớt, con người đang tan rã. Nhưng, thời khắc xảy ra chuyện, Tặc Điểu vừa vặn nằm nhoài trong ngực của nàng, giật mình phát hiện nguy hiểm trong chốc lát đã lập tức bành trướng thân thể. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng tốt xấu cũng đã che lại lồng ngực cùng đầu cho nàng, nếu không trận lôi chiều kia thật đủ để hủy diệt linh hồn cảnh, tuyệt đối có thể phá tan nàng thành từng mảnh. Tiểu hồ ly đang tự mình canh giữ ở bên cạnh nàng, kích thích đan dược hóa thành dược dịch, dẫn vào trong miệng nàng. Về phần Kiều Vĩnh Nghĩa các chi thứ, ba người đều đã chết, không có bất kỳ hy vọng gì. Kiều Vĩnh Đạt là bởi vì lúc ấy đang đứng tại nơi hẻo lánh, lôi chiều chỉ đánh rách lồng ngực, nát nội tạng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Kiều Phương Hoa lo lắng nắm lấy tay Khương Phàm. Nói chuyện đi, rốt cuộc là thế nào rồi? Mau trở lại gia tộc, nói không chừng còn có thể cứu. Khương Phàm khẩn trương chú ý tình huống Phượng Bảo Nam, đầu đều bị xé mở, lại còn có thể quấn quýt nhau, đây chính là chỗ thần kỳ của Phượng Vũ Thánh Văn. Nhưng, thương thế của hắn vẫn quá nặng, cần Kiều gia trợ giúp. Rốt cuộc Kiều Vô Song sống hay chết, khả năng cũng phải ỷ vào bí mật của Phượng Bảo Nam. Toàn thân Kiều Vạn Niên sôi trào lên liệt diễm, chấn kích sáu cánh, đánh nát trời cao. Dùng nhanh nhất tốc độ về tới Kiều gia. Trường sinh đan. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Trường sinh đan, đúng đúng, trường sinh đan. Khương Phàm nghĩ tới, trường sinh đan chính là thánh phẩm đan dược, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, có thể khởi tử hồi sinh. Mặc kệ thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần còn hơi thở thì sẽ có thể hoàn chỉnh cứu trở về. Mau lấy trường sinh đan ra. Khương Phàm trở lại đỉnh núi. Trước tiên phóng xuất thịt nát trong thanh đồng tiểu tháp ra, bày khắp đại điện. Tràng diện thảm liệt để bọn người Kiều Vạn Niên cơ hồ muốn sụp đổ, cũng làm cho các tộc lão vội vã chạy đến lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi. Khương Phàm nửa quỳ ở trước mặt Phượng Bảo Nam, lo lắng hô to. Trường sinh đan, đều điếc sao? Trường sinh đan, lấy trường sinh đan tới đây. Trường sinh đan còn không có thành hình. Cưỡng ép kết thúc. Cho ai ăn? Toàn bộ bọn hắn. Tiểu tổ, chúng ta rất nguyện ý dùng trường sinh đan cứu bọn nhỏ, nhưng vật liệu trường sinh đan vô cùng quý giá, lấy uy lực Kiều gia trăm năm mới có thể miễn cưỡng gom góp, vẫn là cho các lão tổ tông. Lấy ra, trường sinh đại điển bị cưỡng ép kết thúc. Lão tộc trưởng Kiều Anh Tung tự mình tiếp dẫn dược dịch đang áp xúc, đi thẳng đến đỉnh núi. Trường sinh đan mặc dù còn chưa có bắt đầu thành hình, nhưng tinh hoa đều đã rèn luyện chiết xuất, mênh mông khí tức sinh mệnh nồng đậm. Kiều Vạn Niên, ngươi làm ăn như thế nào vậy? Ngươi muốn để Kiều gia tuyệt tử tuyệt tôn sao? Kiều Anh Tung cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy tôn nhi của hắn bị tàn phá tứ chi tàn mát trong điện, hắn vẫn suýt chút nữa đã sụp đổ. Bọn hắn còn có thể cứu. Kiều Vạn Niên không lo được cãi nhau, vội vàng trợ giúp khống chế dược dịch trường sinh đan. Niết bàn cảnh, toàn bộ ở lại. Những người khác, đều đi ra ngoài cho ta. Kiều Anh Tung cưỡng ép sự tức giận. Cùng bọn người Kiều Vạn Niên phối hợp dần dần phóng thích, dược dịch hóa thành mê vụ nồng đậm, bao phủ thi thể rách dưới trong cả điện.
Trường sinh đan là đỉnh cấp thánh đan, có năng lực khủng bố hướng lên trời sống tạm bợ, cũng có công hiệu cùng loại với khởi tử hồi sinh. Chỉ là, thương thế của bọn hắn quá nặng. Ai cũng không xác định có nhỏ hay không, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đây cũng là hy vọng duy nhất có thể cứu vớt bọn họ. Bọn người Khương Phàm đứng ở bên ngoài, chờ đợi lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không? Hai mắt Kiều Linh Vận đẫm lệ mông lung, sắc mặt tái nhợt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh đẫm máu. Trận phát sinh ngoài ý muốn này quá đột nhiên, đến bây giờ nàng vẫn không biết lôi triều là tới thế nào, là ai tập kích bọn hắn. Một thị nữ, tự bảo. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm, vốn cho rằng mục tiêu sẽ là hắn, hắn thậm chí chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, cố ý ra bên ngoài đi dạo, phối hợp lực lượng bí ẩn của Kiều gia, câu dẫn, các tộc ra tay. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lớn mật đến đêm nay liền động thủ, vẫn tại Hoàng Cung. Càng không có nghĩ tới, mục tiêu vẫn là toàn bộ đại tân sinh của Kiều gia. Thị nữ tự bảo, ai có thể khống chế thị nữ trong Hoàng Thất? Kiều Linh vẫn nghĩ tới. Lúc ấy tựa như có một thị nữ tới tặng rượu trái cây. Không phải tự bạo, hẳn là mang theo vũ khí gì đó. Khương Phàm lắc đầu, nếu như uy lực thị nữ tự bạo có thể thương tổn được toàn bộ bọn hắn, cảnh giới hẳn là tại linh hồn cảnh nhị trọng thiên trở lên, chỉ cần điều động năng lượng phóng thích võ pháp, hắn hẳn là sẽ có cảnh giác. Kiều Linh Vận bỗng nhiên nghĩ đến. Lôi phù, chẳng lẽ là lôi đình chi nộ của thiên cung? Tại cổ Hoa Hoàng Thành chỉ có linh phù của thiên cung mới có thể uy hiếp được linh hồn cảnh, mà không cần năng lượng đặc biệt cường đại nào kích thích. Nhưng, giá cả rất đắt đỏ, số lượng không nhiều. Thiên cung. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, không có hoài nghi thiên cung, một là không có lý do, hai là coi như ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng chính vũ khí của bọn hắn. Hắn ngược lại hoài nghi đại hoàng tử. Thi đấu bài vị kết thúc vào buổi chiều, yến hội lại bắt đầu vào ban đêm. Người ngoài không có năng lực chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi lại có thể nghĩ đến chủ ý tàn nhẫn như vậy, còn sâu chuỗi cùng cung thị nữ trong hoàng, để thị nữ trực tiếp đi tự bạo. Nhưng, đại hoàng tử giống như rất coi trọng mặt mũi hoàng thất, coi trọng đánh giá của các phương đối với hoàng thất, coi như muốn động thủ, cũng không nên động thủ tại địa bàn nhà mình. Ngoại trừ đại hoàng tử, còn có thể là ai? Hoàng phủ gia, Tô gia, Đường gia, Trung Ly gia, chỉ có thể là một trong bốn nhà này. Hoàng phủ Nguyệt Thiền, khả năng lớn nhất, nhưng nàng sao có thể khống chế được thị nữ trong cung? Tô Nhã, Tô gia rất thân thích cùng hoàng thất, lại càng dễ ra vào hoàng cung. Khương Phàm đứng trước cửa điện đang đóng chặt, cẩn thận phỏng đoán kẻ địch. Trong đại điện, mùi thuốc phiêu đãng, khí tức sinh mệnh hòa với các loại năng lượng kỳ diệu, không ngừng liên tục rót vào trong thân thể rách dưới của bọn người Kiều Vi Nhi. Bọn người Kiều Anh Tung cau mày, hết sức chăm chú. Cẩn thận khống chế, xảo diệu dẫn dắt, so với luyện chế đan dược còn phải cẩn thận hơn. Dần dần, nhịp tim Kiều Thiên Mạch bắt đầu khôi phục bình thường, vết thương chậm rãi khép lại, sinh trưởng phát triển xương cốt cùng huyết nhục mới. Sau đó không lâu, cơ thể lạnh toát của Kiều Vi Nhi cũng đã bắt đầu chủ động tiếp nhận khí tức sinh mệnh tầm bổ. Bởi vì đầu và trái tim vẫn hoàn chỉnh, kỳ thật nàng cũng không có chết hoàn toàn, dưới năng lượng, sống tạm bợ, mạnh mẽ của trường sinh đan. Cuối cùng bàn chân đã bước qua quỷ môn quan của nàng đã bị cưỡng bức túm trở về. Trái tim mệt mỏi đã bắt đầu nhảy lên. Tình huống của hai người bọn họ để bọn người Kiều Anh Tung kích động đỏ đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn còn có Phượng Bảo Nam và Kiều Vô Song nghiêm trọng hơn. Sau khi xác định ba người Kiều Vĩnh Nghĩa chết, bọn hắn dưng dưng từ bỏ, cũng chuyển rời toàn bộ tinh lực đến trên thân bốn người Kiều Thiên Mạch. Khắp cơ thể Phượng Bảo Nam lan tràn vô số sợi đằng, quấn quanh lấy mình. Cũng quấn quanh lấy Kiều Vô Song, mặc dù nhìn giống như rất có hy vọng, kỳ thật càng giống là đang chuyển đổi đến cây cối. Nói cách khác, bọn hắn muốn biến thành cây, cũng chính là phải chết. Kiều Anh Tung không thể không tự mình khống chế, dùng càng nhiều dược dịch trường sinh đan đưa vào trong cơ thể Phượng Bảo Nam. Rốt cuộc cũng. Sau khi kéo dài 5 tiếng nghĩ cách cứu viện, Kiều Thiên Mạch, Kiều Vi Nhi đều đã phát triển ra thân thể hoàn toàn mới, ngực yếu ớt chập trùng. Hô hấp dần dần đều lên. Mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Phượng Bảo Nam rốt cuộc cũng đã ngăn chặn lại biến đổi, dây leo bắt đầu rút về trong da thịt, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thật giống như phá kén trùng sinh sinh mệnh hoàn toàn mới. Ngay cả Kiều Vô Song cũng đều, phá kén, mà ra,
mọc ra xương thịt hoàn toàn mới. Bọn người Kiều Anh Tung mệt mỏi ngồi liệt ở nơi đó, yên lặng nhìn an tĩnh bốn người đang mê man, đều cảm thấy thật sâu may mắn. Nhiều lần thoát chết, không chỉ là công lao của trường sinh đan, còn cùng với tổn hại khí quan, và liên quan tới Linh Văn Phượng Bảo Nam. Cũng chính là, trong bất hạnh có vạn hạnh. Chỉ là bọn người Kiều Vĩnh Nghĩa không có may mắn như vậy. Khương Phàm và Kiều Linh Vận tiến đến, nhìn bốn người đang mê man, đều chân mày cũng đã hơi giãn ra, con mắt đều ẩm ướt. Sống lại. Kỳ tích. Vậy mà đã sống lại thật. Kiều Anh Tung lắc đầu nói. Đưa Vi Nhi và bọn hắn đi, cố gắng điều dưỡng. Những người khác, chôn đi. Khương Phàm nói. Đưa bọn hắn đến phía sau núi, người biết bọn hắn sống lại càng ít càng tốt. Tuyên bố với bên ngoài, đều đã chết. Đã nghĩ được là ai làm sao? Cho đến bây giờ Kiều Vạn Niên vẫn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên là đuổi cùng giết tận rồi. Vì, đồ sát, tử đệ Kiều gia, lại không tiếc động thủ tại Hoàng Cung ngay trong đêm. Thật không biết nên nói người kia là khôn khéo, hay là ngu xuẩn. Khương Phàm giới thiệu sơ lược một hồi, nói. Người biết chỉ có người thị nữ kia, đáng tiếc cô ta đã trực tiếp nổ chết. Tính toán hoàn mỹ, hành động hoàn mỹ. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, thời cơ và nơi được chọn đều tuyệt diệu. Mà mục tiêu hàng đầu hẳn là hắn, chỉ là không có tính tới hắn có bát hoang chiến trụ. Bằng không có thể hắn sẽ bị mất mạng tại chỗ, bọn người Kiều Linh Vận cũng đều là may mắn thoát khỏi. Hoàng Phủ gia, Trung Ly gia, Tô gia, Đường gia, chỉ có thể là tứ đại gia bọn hắn. Nhưng ta cảm giác, không phải là do tứ đại gia chủ an bài. Làm như vậy chỉ có thể giết các ngươi, nhưng hậu quả mang tới lại sẽ là Kiều gia trả thù, Hoàng Thất tức giận. Một khi truy xét đến trên đầu bọn hắn, Hoàng Thất sẽ không dễ dãi như thế đâu. Kiều Vạn Niên là gia chủ, rõ ràng nhất gia chủ các gia tộc. Chuyện này nhìn từ vấn đề nào đó, đều là cực kỳ tuyệt diệu, nếu lại mở từ vấn đề khác, quả thực là ngu không ai bằng. Khương Phàm nói. Muội muội Hoàng Phủ Chính Thiên, Hoàng Phủ Nguyệt Thiên, muội muội Tô Cao Nghĩa, Tô Nhã, đệ đệ Trung Ly Dịch, Trung Ly Khuê và Đường Tư Đồ của Đường gia. Bốn người bọn họ có khả năng lớn nhất. Kiều Phương Hoa đào 3.000 mét cánh rừng đào từ Thanh Bình Uyển ra bỏ vào trên quảng trường trước điện. Mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt, những vết máu nhìn thấy mà giật mình để bọn hắn trong nháy mắt kéo về một khắc kinh hồn kia. Khương Phàm nghiêm mặt đi đến cánh rừng, đi tới trước thạch đình vỡ nát. Lôi đình chi nộ mặc dù đắt đỏ, nhưng các gia tộc hẳn là đều có mấy cái, từ chỗ này sẽ không tra được cái gì. Muốn truy tra, vẫn phải tra thị nữ. Không cần tra xét manh mối từ thị nữ này. Hoàng thất mặc dù rất tức giận, nhưng hẳn là sẽ chủ động thanh lý manh mối trong hoàng cung. Một là phủi sạch liên quan, để tránh liên lụy hoàng thất. Hai là, mặc dù bọn hắn tức giận, nhưng cũng không hy vọng chúng ta tra được chứng cứ, nếu không liền mang ý nghĩa hai tộc sẽ khai chiến. Kiều Vạn Niên quá rõ ràng nhân hoàng, mặt mũi trí thượng. Bây giờ tức giận không kiềm chế được, ngày mai đã có thể nghĩ hết biện pháp bình phục phong ba. Mà, người thị nữ này có thể bình tĩnh đi qua, trực tiếp dẫn bạo, không có bất kỳ vấn đề gì, không có chút do dự nào, ta hoài nghi cô ta có thể là bị năng lượng nào đó cho khống chế, mà không phải bị uy hiếp, cũng không phải làm giao dịch gì với ai. Khương Phàm nhíu lông mày lại. Khống chế tinh thần. Kiều Vạn Niên nói, cũng có thể là bí thuật con rối. Khương Phàm trầm mặc một lát, nói, các ngươi nói thế nào với nhân hoàng? Hẳn là đã loại bỏ được lo lắng trong lòng hắn. Cổ Hoa muốn trấn nhiếp phương Bắc, ngoại trừ thực lực của bản thân ra, quan trọng nhất chính là cửu đại gia tộc toàn lực ủng hộ. Như thế này có thể để các phương nhận định Cổ Hoa cường đại lại đoàn kết, không thể thừa cơ hội, không gì phá nổi. Một khi xuất hiện nội loạn, chắc chắn sẽ kích thích dã tâm các tộc phương Bắc. Nguy hiểm nhất chính là bộc phát chiến tranh, coi như không bộc phát chiến tranh, cũng sẽ gây nên các phe điên cuồng thẩm thấu, quấy loạn cục diện Cổ Hoa. Cho nên trước tiên chúng ta đã hung hăng kích thích Hoàng Thất trên thi đấu bài vị, khiến cho các phương oanh động, sau đó lại biểu đạt ủng hộ, Hoàng Thất liền sẽ cảm giác nhẹ nhàng thở ra, từ trên tâm lý bắt đầu coi trọng Kiều gia, cũng chiếu cố Kiều gia. Lúc này lại nhắc ra, thánh nhân, Hoàng Thất sẽ càng ỷ vào Kiều gia, cũng có thể trấn nhiếp các tộc khác, không còn dám quá phận khiêu khích. Kiều Vạn Niên cau mày, nếu như chuyện phát triển dựa theo tính toán của hắn, bắt đầu từ đêm nay, chẳng khác nào Kiều gia đã dứt bỏ trói buộc,
sau này sẽ thỏa thích hiện ra cường thế cùng huyết tính. Đừng nói 20 năm, chừng 10 năm là hắn có thể cho Khương Phàm câu trả lời chắc chắn hài lòng. Nhưng đột nhiên xảy ra một trận bạo tạc, triệt để làm rối loạn bố trí của hắn. Một khi Kiều gia điên cuồng triển khai trả thù, liền lập tức gây nên chiến tranh, hoàng thất bên kia cũng có thể sẽ lần nữa trở mặt, toàn bộ cổ hoa đều sẽ gió nổi mây phun. Khương Phàm cũng nhíu mày. Trước tiên điều tra hung thủ. Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ Thừa Viễn đưa Hoàng phủ Nguyệt Thiền đến thư phòng, trầm mặt hỏi. Nơi này không có người khác, nói cho ta biết, có phải là con làm hay không? Mặc dù nữ nhi cảm thấy rất thoải mái, nhưng không phải con. Con hãy nói thật cho ta, rốt cuộc có phải con làm hay không? Chuyện này chính con gánh không được, gia tộc sẽ cùng tiến lùi với con. Con đã nói, thật không phải là do con. Nữ nhi chỉ muốn đến trả thù Khương Phàm, lăng nhục Kiều Vi Nhi. Không muốn đánh chết bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên, nhìn toàn thân bọn họ rách dưới nằm ở nơi đó, nữ nhi thật hả dạ. Thề cho ta. Hoàng phủ Thừa Viễn nhìn chằm chằm mắt Hoàng phủ Nguyệt Thiền. Hoàng thất kiêng kỵ Hoàng phủ gia bọn hắn đã rất nhiều năm, nếu thật là đã mạo phạm Hoàng thất như vậy, vô cùng có khả năng Hoàng thất sẽ đứng bên Kiều gia, hung hăng ép Hoàng phủ gia tộc bọn hắn một chút. Nữ nhi xin thề, thật không phải con. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nhấc tay động thân. Vẻ mặt Hoàng phủ Thừa Viễn hơi chậm lại. Mấy ngày nay con hãy ở nhà, không được đi đâu hết. Hiểu chưa? Phụ thân, bọn hắn chết mấy người. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nhớ tới cảnh tượng lúc đó thật hưng phấn. Kiều Vi Nhi, Kiều Vô Song, Phượng Bảo Nam, Kiều Vĩnh Nghĩa khẳng định là đã chết. Kiều Thiên Mạch không thấy rõ ràng. Kiều Linh Vận không chết, thật là đáng tiếc. Còn có Khương Phàm, khoảng cách gần như vậy. Lại đứng chịu mũi sao, vậy mà hắn không bị nổ chết. Tính cả Khương Phàm, đại tân sinh Kiều gia chỉ còn thừa 2-3 người. Không có Kiều Thiên Mạch, chỉ sợ Kiều gia sẽ phải tuyệt hậu. Hoàng phủ Thừa Viễn không còn khẩn trương, chỉ cần không phải nữ nhi của hắn làm, chuyện này sẽ không liên quan tới Hoàng phủ gia bọn hắn. Sau đó cứ an vị chờ Kiều gia và các gia tộc khác chém giết đi. Ngài nói, sẽ là ai làm, vậy mà lại dám chọn Hoàng cung. Chọn ngay đêm nay. Thời điểm Hoàng phủ Nguyệt Thiền đang tính toán nhưng đều không có nghĩ đến đêm nay. Bất kể là ai làm, hắn đều đã gây họa. Hoàng phủ Thừa Viễn không muốn nhiều lời, tuy nhiên lại hơi trầm mặc, vẫn nói một câu. Không có giết chết Khương Phàm, quá thất bại. Kiều Linh Vận còn sống, cũng rất thất bại. Tuy nhiên, cuối cùng là đã thay ta hả giận. Hoàng phủ Nguyệt Thiền hừ lạnh vài tiếng, đứng dậy rời khỏi. Nhớ kỹ. Mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, nếu như Khương Phàm không tìm thấy hung thủ, rất có thể sẽ bắt con đi. Hoàng phủ Thừa Viễn nhắc nhở xong, lại gọi thị vệ phía ngoài. Tăng số người phòng thủ, coi chừng nàng, mặc kệ nàng nói gì, làm gì, đều phải khống chế nàng ở trong viện. Trung Ly gia tộc, tộc trưởng Trung Ly Nguyên Thanh âm trầm sắc mặt nhìn đám con cháu phía dưới. Là ai làm? Một đám tộc nhân toàn bộ đều lắc đầu. Ta hỏi lại một lần nữa, là ai làm? Trung Ly Nguyên Thanh tản ra khí thế cường đại, thương vân linh văn khiến cho không gian vặn vẹo mãnh liệt. Ta có từng nghĩ qua, nhưng ta không làm. Trung Ly Khuê vẫn lắc đầu, hắn xác thực nghĩ tới muốn trả thù, cũng nghĩ qua phải động thủ tại Hoàng cung ngay đêm nay, bởi vì bắt đầu từ ngày mai Kiều gia khẳng định sẽ có đề phòng, Khương Phàm còn có thể trốn ở Kiều gia mấy tháng không ra khỏi cửa. Nhưng, biện pháp này mặc dù ra tay bất ngờ, nhưng hậu quả quá nghiêm trọng. Chúng ta đương nhiên muốn giết chết Khương Phàm, nhưng chúng ta không ngu xuẩn đến mức lại đến Hoàng cung ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp nổ chết Khương Phàm. Mặc dù, ha ha, rất thoải mái. Quá thảm rồi, suýt chút nữa toàn nổ chết. Ha ha, kẻ cuồng tự có trời thu, Kiều gia thành thành thật thật đứng ở thứ 9 của bọn hắn không tốt sao, không phải Trương Dương. Đây chính là đại giới. Sao Khương Phàm lại không có nổ chết? Có phải tên kia mặc hộ giáp đặc biệt gì hay không? Thật là đáng tiếc, kẻ lẽ ra phải chết nhất hẳn là hắn. Đáng thương cho Kiều Vi Nhi, ta vẫn rất muốn có nàng, kết quả lại bị nổ chết. Lần này trực hệ chi thứ Kiều gia đều đi hết, tận diệt, thật tốt. Con cháu Trung Ly gia càng nghị luận càng hưng phấn, trước đó đều kìm nén oán khí, muốn báo thù cho Trung Ly Dịch, không nghĩ tới lại có người thay bọn hắn ra tay, phương thức lại còn đặc sắc như vậy. Trung Ly Nguyên Thanh và những tộc lão khác trao đổi ánh mắt, thoáng thở phào.
chỉ cần không phải bọn hắn, chuyện sẽ không có liên quan gì tới bọn họ. Bọn hắn có thể gối cao không lo xem kịch. Nhưng, rốt cuộc là ai làm? Đường ra. Không phải ta, ta cam đoan không phải ta. Cũng không phải ta, đều nhìn ta làm gì. Ta còn không có ngu đến mức chạy tới hoàng cung dẫn bạo lôi phù. Ta mặc dù muốn giết Khương Phàm, nhưng ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Đây quả thực là ném gia tộc tới trên đống lửa nướng, quá không lý trí. Bọn người Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Bá đối mặt chất vấn của trưởng bối, lắc đầu liên tục. Đường Tư Thượng, ngươi làm sao đấy? Tộc trưởng Đường Chính Sơ đột nhiên tiếp cận Đường Tư Thượng, rất nhiều các tộc lão cũng đều rời ánh mắt xuống trên người hắn. Ta, Đường Tư Thượng có chút tâm thần bất định, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh. Bành, Đường Chính Sơ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận chỉ Đường Tư Thượng. Nói, ngươi đã làm gì? Bọn người Đường Tư Đồ đồng loạt nhìn về hướng Đường Tư Thượng, mặt mũi tràn đầy giật mình, lại có chút khẩn trương. Là hắn làm. Vì để giết Khương Phàm, triệt để chọc giận Kiều gia, còn đắc tội hoàng thất. Trí thông minh để chó ăn rồi sao? Mấu chốt là còn không có giết sạch sẽ. Đường Tư Thượng tâm thần bất định bất an. Ta trước khi trời tối, đã phái người đi ác nhân cốc một chuyến. Ác nhân cốc, tên hồn đản ngươi. Loại chuyện này sao có thể liên hệ ác nhân cốc, người không sợ để lộ tin tức. Nói, sau đó thì sao? Ta không biết. Cái gì gọi là ngươi không biết? Ta chỉ phái người đến đó, hỏi thăm tình hình. Nếu như giết Khương Phàm, giá cả bao nhiêu, nơi đó có tiếp hay không? Còn có cái gì? Còn có, nếu như giết sạch tất cả đại tân sinh Kiều gia, sẽ là giá bao nhiêu? Ta, chỉ là, hỏi một chút. Đường Tư Thượng run rẩy, hắn là sợ thật. Toàn thể tộc lão Đường gia đều đứng dậy, căm tức nhìn Đường Tư Thượng. Người phái ai đi, giao bao nhiêu tiền đặt cọc? Đường Tư Thượng toàn thân như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống. Thân tín của ta, thị vệ của ta, thế nhưng, ta không cho hắn tiền. Hắn ở đâu? Không có trở về, ta đuổi hắn đi trước khi đến Thanh Bình Uyển, đến bây giờ còn không có trở về. Phụ thân! Ta thật sự chỉ đi nghe ngóng tình huống, ta, xác định không cho hắn tiền. Xác định, vạn phần xác định. Sắc mặt Đường Chính Sơ hơi hòa hoãn lại chút, chỉ cần không có giao tiền đặt cọc, ác nhân cốc cũng không có khả năng trực tiếp động thủ. Không phải ác nhân cốc. Các tộc lão lần lượt ngồi xuống, ác nhân cốc từ trước đến nay đều lấy tiền làm việc, không thể nào khẳng khái, làm việc trước lại lấy tiền sau như thế, huống chi lại là đồ sát tộc nhân Kiều gia tại Hoàng Cung. Đường Tư Đồ đột nhiên nói, từ lúc chúng ta đi qua, lại về đến nhà, cho đến bây giờ là khoảng chừng 6 giờ. Vì sao tên thị vệ kia của ngươi còn chưa trở lại? Đường Tư Thượng nhìn sắc mặt mọi người đã chuyển biến tốt đẹp, cũng thở phào. Sẽ trở về nhanh thôi. Đường Tư Đồ nghiêm túc. Phụ thân, sao hài nhi lại có dự cảm không tốt? Ác nhân cốc có thể động thủ trước, sau đó bắt được thị vệ Tư Thượng, đến áp chế chúng ta hay không? Sắc mặt mọi người lại lần nữa khó nhìn. Đường Tư Đồ nói, ác nhân cốc cũng không phải loại lương thiện, loại chuyện này, bọn hắn hoàn toàn có thể làm trước, lại mở giá. Mà, hoàn toàn có thể tùy tiện ra giá. Tô gia, mẹ kiếp, người nói lại cho ta nghe xem. Tô Thiên Can đằng đằng sát khí, giơ lên tay phải lên căm tức nhìn Tô Nhã Quỳ ở trước mặt. Cả người xương cốt đôm đốp loạn hưởng, yêu khí cuồn cuộn. Phảng phất tùy thời muốn biến thành bạo phong cự hổ. Khí thế kinh khủng khuấy động đại điện. Tộc gia điện Lý cùng gia tộc đám tử đệ quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn kinh hãi lại khiếp sợ, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhã ở phía trước. Ta làm. Tô Nhã ngửa đầu, nghiêm mặt, không sợ hãi chút nào. Ngươi điên rồi sao? Tô Thiên Can tức giận không kiềm chế được, tay phải run rẩy hận không thể đập vào trên người nàng. Ta muốn thay đại ca của ta báo thù, ta làm không đúng sao? Tô Nhã nhìn các tộc lão xung quanh, hừ một tiếng. Đều nhìn ta làm gì? Tô gia chúng ta có hoàng thất làm chỗ dựa, tại sao phải sợ Kiều gia bọn hắn? Ngươi biết ngươi đã gây ra họa bao lớn không? Trên đường trở về Tô Thiên Can còn tưởng rằng là do Hoàng Phủ Nguyệt Thiền làm, không nghĩ tới lại là nữ nhi bảo bối của hắn. Các ngươi sợ cái gì? Ta làm việc không chút sơ hở. Kiều gia sẽ không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì. Tô Nhã nhíu mày, rất không hiểu phản ứng của người nhà,
không phải hẳn là nên khen nàng thông minh lại dũng cảm sao, làm sao từng kẻ lại đều như sợ vỡ mật. Vì sao ngươi không thương lượng với chúng ta? Tô Thiên Can cưỡng ép đè lại lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Ta sợ các ngươi lộ ra sơ hở, chính ta làm. Tô Nhã đều bội phục mình có thể nghĩ ra quyết định tinh diệu như vậy, tự tay báo thù cho ca ca. Chỉ là thật đáng tiếc, không có nổ chết hai tên quan trọng nhất là Khương Phàm và Kiều Linh Vận kia. Tuy nhiên bọn người Khương Phàm khẳng định sẽ còn trở ra, chỉ cần bị nàng tiếp cận, nàng còn có thể chế tạo, lôi đạn thịt người, khác, tiếp tục nổ. Nói, rốt cuộc là ngươi đã làm thế nào? Nói toàn bộ quá trình. Tô Thiên Can phất tay, nhấc lên khí lãng, cưỡng ép đóng cửa điện lại. Tộc lão Tô gia cuối cùng cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bọn hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ đến, Tô Nhã lại có thể làm ra chuyện xúc động như vậy. Đây nào chỉ là chọc giận Kiều gia, đây là còn muốn nhấc lên chiến tranh, càng là hung hăng đánh vào mặt hoàng thất. Đầu tiên là thi đấu bài vị, giờ lại là thảm án tại hoàng cung, chuyện này lại biểu hiện ra ở trước mặt tất cả tân khách, Cổ Hoa đã có xu thế nội loạn. Bây giờ khẳng định nhân hoàng đều có lòng muốn giết người. Tô Nhã ngẩng đầu lên. Khôi lỗi phù cùng lôi đình phù, khống chế thị nữ, dán lên cái lôi đình phù, đi đến Kiều gia trực tiếp nổ. Ra tay bất ngờ, là trước kia đại ca dạy ta. Chính là quá đáng tiếc không có nổ chết Khương Phàm và Kiều Linh Vận kia. Ta đã lưu ý nhìn kỹ, trên người hắn giống như có mặc áo giáp nên đã gánh vác được. Nếu không phải vậy thì hắn chắc chắn phải chết. Nàng nơi này nói nhẹ nhõm, sắc mặt người của Tô gia lại đang rất nghiêm túc. Chuyện này quá nghiêm trọng, quá ác liệt. Nhất định phải phong tỏa tin tức. Chết cũng không thể nào thừa nhận. Tô Thiên Can liên tiếp hít một hơi, cưỡng ép ổn định cảm xúc. Nghiêm túc chút cho ta. Nói rõ chi tiết, nói toàn bộ quá trình. Ta đều đã nói rồi đấy. Chết tiệt, ngươi nói hết toàn bộ cho ta. Tô Thiên Can lại lần nữa gầm thét. Hắn muốn nhìn xem có để lại sơ hở hay không, trước khi chuyện mất khống chế phải tận hết khả năng xử lý sạch sẽ. Tô Nhã bất mãn. Các ngươi sợ cái gì? Coi như Kiều gia muốn khai chiến, vậy thì cứ mở đi. Phía sau chúng ta có hoàng thất cơ mà. Thiên cung. Chớ nóng vội công bố thân phận Khương Phàm, chúng ta cứ xem kịch vui trước. Lan Nặc cảm giác mình có cần phải ở chỗ này một thời gian. Lấy tính cách Khương Phàm. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua chuyện này. Mà huyên náo càng hung, người chết phải càng nhiều. Đến lúc đó, nàng lại công bố thân phận Khương Phàm liền có thể để cho toàn Cổ Hoa lên án, Cổ Hoa hoàng thất cũng sẽ trực tiếp bắt lấy Khương Phàm, chém đầu bình ổn sự tức giận của dân chúng. Mà, không có thế lực Thiên Lân Thánh Địa, cũng không có người nào có thể can thiệp hoàng thất. Khương Phàm chắc chắn phải chết. Để hắn phách lối, báo ứng sẽ tới thôi. Lan Nguyệt không nghĩ tới yến hội đêm nay quá kích thích, trực tiếp lấy người làm lôi đạn, suýt chút nữa nổ chết hết người của Kiều gia. Lan giận nói, người nghĩ ra chủ ý này càng phách lối, dám quấy rối tại hoàng cung, lại còn ở ngay trước mặt tân khách các phương. Lan Nặc lộ ra nụ cười thản nhiên. Mặc kệ chuyện của chúng ta, huyên náo càng oanh động, đối với chúng ta càng có lợi. Lan Nguyệt cũng hưng phấn nói, lấy tính cách táo bạo của Khương Phàm. Hắn khẳng định sẽ không quan tâm gì mà nổi điên. Hắc hắc, hắn chính là kẻ lỗ mãng. Có tộc nhân nói. Ta rất hy vọng Khương Phàm buông tay buông chân đại sát tứ phương, tốt nhất là huyên náo oanh oanh liệt liệt, sau đó chọc giận hoàng thất, chọc giận các tộc. Chúng ta đợi đến thời khắc mấu chốt, vừa để tin tức xuống, Khương Phàm sẽ không thoát khỏi cái chết. Lan giận nhắc nhở. Cũng đừng kéo quá lâu. Các tộc đều đang điều tra thân phận Khương Phàm. Mặc dù trong chốc lát sẽ tra không được Nam Bộ, nhưng nếu giữa thiên cung có liên hệ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ biết thân phận thật sự của Khương Phàm. Lại có tộc nhân khác hỏi. Các ngươi không nghi ngờ tại sao Khương Phàm lại ở chỗ này sao? Khương Phàm lại làm thế nào khống chế được Kiều gia? Lan Nặc trầm ngâm một lát, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ sợ là có liên quan với lão yêu khổng tước kia. Linh vũ khổng tước không phải lông vũ bình thường. Tượng trưng cho thân phận, địa vị, cùng tôn nghiêm. Tuyệt đối không thể nào tùy tiện tặng cho người khác. Vậy mà Khương Phàm lại có linh vũ khổng tước. Tất nhiên là lão yêu khổng tước bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn cho. Nhưng, vì sao? Chẳng lẽ có liên quan với việc Khương Phàm đến phương Bắc? Lão yêu khổng tước có thể đưa tin tức vạn linh huyết thụ ra tới hay không? Nếu thật là như thế này,
nàng chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Ác nhân cốc, tầng cao nhất trong cung điện xa hoa, đã không có bóng dáng bọn thị nữ. Khương Diễm mặc áo khoác màu đen, đứng ở phía trước nhất, cao lớn thẳng tắp, ánh mắt lăng lệ, tà khí lẫm nhiên. Ở hai bên sau lưng gạt ra 6 người, có nam có nữ, khí thế khác nhau, đều mặc y phục màu máu. Đều đến đông đủ. Kiều Vô Hối tóc trắng phơ, nhìn rất tiều tụy, hô hấp vừa chậm chạp vừa thô nặng, giống như lão nhân gần đất xa trời, nhưng cặp mắt kia lại có đôi khi bắn ra ý lạnh làm cho người ta phải hồi hộp. Ác nhân vương và 12 huyết sát thăm viếng lão tổ. Khương Diễm hành lễ, 12 huyết sát sau lưng cúi đầu, biểu đạt kính sợ. Giọng Kiều Vô Hối khô khốc khàn khàn. Chuyện tứ đại gia tộc, đều an bài xong xuôi rồi. Sau khi nhận được chỉ lệnh của lão tổ, ta đã tự mình làm an bài. Trước Hừng Đông sẽ có hung thủ trực tiếp đưa đến trước cửa Kiều gia, xin mời Kiều gia tự xử lý. Ngoài ra, trực hệ Đường gia, Đường Tư Thượng vào lúc trước khi trời tối đã từng phái người đến ác nhân cốc, hỏi thăm tình huống săn giết Khương Phàm, cũng nhắc đến như thế nào để toàn diệt tử đệ Kiều gia. Ta đã sai người giữ lại. Ác nhân cốc đều có bố trí bí mật tại các đại gia tộc, có chút bố trí đều đã kéo dài mấy trăm năm. Chỉ cần có thể gánh vác lên việc nguy hiểm bại lộ, điều tra hung thủ sẽ dễ như trở bàn tay, trực tiếp mang đi đều không phải việc khó. Kiều Vô Hối nhấc mí mắt già nua lên nhìn Khương Diễm, thật lâu vẫn không nói gì. Lão tổ, người đều đã tập hợp đủ, thần chủ ngài nói ở đâu? Trước đó Khương Diễm vẫn cho rằng cái gọi là thần chủ là giả, là lão tổ dùng để uy hiếp hắn, không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có. Nhưng, thần chủ, chủ tử, Khương Diễm chưa từng nghĩ tới phải thần phục với ai. Thiên hạ này, có thể làm cho hắn thần phục, chỉ có chính hắn. Bất kể người khác là ai, có thực lực gì, có bối cảnh lai lịch gì, cũng đừng nghĩ sẽ khống chế được hắn. 12 huyết sát cũng đều nhìn thẳng Kiều Vô Hối, chờ đợi hắn dẫn đi. Nhưng, trong ánh mắt bọn hắn đều có mấy phần ý lạnh. Mỗi người ở đây đều là chút người kiệt ngạo bất tuần, lúc trước nguyện ý tiếp nhận lời mời chào của lão tổ gia nhập ác nhân cốc, cũng đứng hàng 12 huyết sát, chỉ là bởi vì tổ chức này rất đặc thù, rất tự do, vô câu vô thúc. Tính tình hung hăng cuồng bạo không biết phục tùng. Có thể để cho bọn hắn tự do đi săn thiên hạ, cũng có thể để bọn hắn gặp chuyện đều có thể được che chở. Thần chủ, bọn hắn biết có cái tồn tại như thế. Nhưng, xưng hô thế này, một mực để bọn hắn phản cảm, mâu thuẫn. Ác nhân cốc từ lúc sáng tạo đến nay đã 800 năm. Trước sau trải qua 5 đời ác nhân vương, thay đổi 63 vị huyết sát. 500 năm trước, ác nhân cốc tập trung phát triển ở cổ Hoa Hoàng Thành, sau 300 năm, mở rộng ra phương Bắc. Mỗi một vị ác nhân vương, đều là đệ tử ta tự mình bồi dưỡng. Mỗi một vị huyết sát, đều là ta tự mình mời chào, bồi dưỡng 10 năm trở lên. Đều là đệ tử của ta, cũng là con của ta. Giọng Kiều Vô Hối khàn khàn trầm thấp quanh quẩn trong cung điện xa hoa rộng rãi. Khương Diễm có chút rủ mắt xuống, 12 huyết sát liên tiếp cúi đầu. Trong lòng bọn hắn đều có đội ơn, cũng có kính sợ đối với lão tổ. Mang ơn là, ơn lão tổ đã hiểu và giúp đỡ, dưỡng dục. Kính là, lão tổ đã cho bọn hắn cảm giác thần bí khó lường, cùng với thực lực sâu không lường được. Mà, mặc dù lão tổ chưa từng nhúng tay vào quá trình trưởng thành cùng hành động của ác nhân cốc, nhưng lại giống như bóng ma một mực tồn tại ở từng cái vấn đề của ác nhân cốc. 800 năm, ác nhân cốc đã trải qua rất nhiều nguy cơ, cũng bỏ ra qua rất nhiều cái giá, nhưng chung quy vẫn là chiếm cứ cắm rủi một chỗ ở thế giới dưới đất tại phương Bắc. Ta cho các ngươi kiêu ngạo, càng kiêu ngạo hơn chính là, mỗi một người mà ta bồi dưỡng, đều có thể thủ vững lấy lý niệm ác nhân cốc, thiện ác tùy tâm, không do người. Mệnh ta do ta, không do trời. Kiều Vô Hối chắp tay sau tấm lưng còng, chậm rãi đi tới trong điện. Nhưng, dần dần, chỗ hắn đi qua lại đều để lại từng dấu chân quỷ dị. Dấu chân khuếch tán ra hoa văn phức tạp, dâng lên u quang thần bí, chiếu ánh âm khí âm u trong đại điện tráng lệ. Mà những dấu chân này lại vây bọn người Khương Diễm lại. Khương Diễm và 12 huyết sát cũng hơi nhíu mày. Làm sát thủ, bọn hắn rất mẫn cảm phát giác được mấy phần nguy hiểm. Hôm nay lão tổ muốn làm gì? Không phải muốn giới thiệu thần chủ à? Kiều Vô Hối trở lại trước mặt bọn hắn, trong tay có thêm một cây quải trượng, nhẹ nhàng xử trên mặt đất. Bành! Thanh âm trầm thấp, giống như trống im lìm,
quanh quẩn ở trong đại điện. 36 dấu chân, 36 đường vân, trong chốc lát dâng lên ánh sáng màu máu, xen lẫn lên trần cung điện, hóa thành huyết hoàng, gáy to bay lên không. Bọn chúng hoa lệ tà ác, dâng lên huyết quang đầy trời, chiếu ánh cung điện. Mỗi phía dưới dấu huyết hoàng đều liên tiếp xông ra quan tài đen kịt, nặng nề giá lạnh, dày đặc khí lạnh. Bọn người Khương Diễm có chút biến sắc, càng thêm cảnh giác. Lão tổ, ngài đây là... Bên tay phải Khương Diễm chính là vị nữ tử yêu mị kia, nàng cũng là một trong 12 huyết sát, bài vị thứ hai, tên là An Minh Hề. Ta có rất nhiều truyền nhân để cho ta kiêu ngạo, bọn hắn cam nguyện hiến thân cho ác nhân cốc, sinh cũng thế, chết cũng thế. Giọng Kiều Vô Hối lại tiếp tục quanh quẩn trong cung điện, hắn nhấc lên quải trượng, lần nữa gõ nhẹ mặt đất. Một tiếng vang trầm, truyền khắp cung điện. 36 huyết hoàng dương cánh gáy to, âm thanh rung động đại điện, như có thể xé rách linh hồn. 36 quan tài oanh minh, nắp quan tài mở ra, đập xuống đất. Trong quan tài đen kịt, u quang lượn lờ, huyết khí cuồn cuộn, từng thi thể tái nhợt sắc mặt bất chợt chậm rãi mở mắt ra. Khương Diễm và những huyết sát đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là những ác nhân vương và huyết sát đã từng trước đây. Bọn hắn làm sao? Ta tin tưởng các ngươi thiện ác, tin tưởng các ngươi trung thành. Nhưng, liên quan đến thần chủ, ta không thể không cẩn thận. Đêm nay, các ngươi cần làm ra lựa chọn liên quan đến quãng đời còn lại của các ngươi. Hoặc là, các ngươi tiếp nhận vận mệnh, hoặc là, Kiều Vô Hối ta, thanh lý môn hộ. Kiều Vô Hối giơ quải trượng lên cao, gõ lên trên mặt đất, trong chớp mắt, một đường vân quỷ dị khổng lồ nổ tung quét sạch mặt đất. 36 quan tài lay động, 36 bộ thi thể cất bước đi ra. 36 huyết hoàng cuồn cuộn, hung hăng đánh tới thi thể. 36 bộ thi thể run rẩy kịch liệt, hài cốt toàn thân răng rắc giòn vang, giống như là linh hồn thức tỉnh sau cơn ngủ say, lần nữa sống lại. Đây là bí thuật truyền thừa cao nhất của Bất Diệt Thiên Hoàng, Bất Tử Diễn Thiên Thuật. Vẻ mặt bọn người Khương Diễm trở nên nghiêm trọng, cảnh giác lại khiếp sợ. Phía trước nói coi bọn hắn như hài tử. Phía sau ngay sau đó lại muốn thanh lý môn hộ. Vận mệnh cái gì, vận mệnh ai? Vị thần chủ kia, rốt cuộc là ai? Có huyết sát dùng sức nắm chặt nắm đấm, kích hoạt lên linh văn. Nhưng, huyết sát bên cạnh trong nháy mắt đã ném đi ánh mắt. Vị kia huyết sát lập tức cúi đầu, hành lễ với lão tổ. Lão tổ, xin mời. Khương Diễm đưa tay ra hiệu huyết sát phải tỉnh táo. Hắn tin tưởng lão tổ chỉ là đang đề phòng, cũng không phải xử lý bọn hắn thật. Không làm rõ ràng nguyên nhân trước, bọn hắn không thể không kính. Mà, coi như cuối cùng không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh, cũng không thể nào ra tay với lão tổ. Nếu không, chính là giết sư, chính là giết phụ thân. Bọn hắn có thể tà, có thể hung ác, có thể trương dương, có thể kiệt ngạo, nhưng không thể bất trung bất nghĩa. Lão tổ, mời ngài. 12 huyết sát thoáng tản ra, hướng về Kiều Vô Hối quỳ một chân trên đất. Thương Huyền Đại Lục, tung hoành trăm vạn dặm, sinh linh vạn ức, bộ tộc, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Trong đó thánh địa bảo vệ dân chúng, tổng cộng có 26. Hoàng tộc thống ngự tám phương, tổng cộng có 29. Trong hoàng tộc, 12 hoàng đạo là hoàng tộc số 1, cộng chủ 12 vực địa Thương Huyền. Loại cục diện này bắt đầu kéo dài từ vạn năm trước đến nay. Trong lúc đó số lượng thánh địa, hoàng tộc có hơi thay đổi, nhưng vẫn một mực ổn định. Địa vị hoàng đạo, lại không thể lay động. Kiều Vô Hối ung dung mở miệng, muốn công bố bí mật phụ thân trong đêm nay, cũng chỉ dẫn bọn người Khương Diễm triệt để quy thuận. Bọn người Khương Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, những chuyện này ai cũng hiểu, tại sao lại muốn nói những này, chẳng lẽ thần chủ của bọn hắn là trong hoàng đạo. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn hắn có hơi rung nhẹ. Loại vấn đề kia đã vượt lên trên chúng sinh, là độ cao mà bọn hắn không cách nào đụng vào. Đây chỉ là lịch sử thế nhân lưu truyền, nhưng trên thực tế, có một đoạn sử thi kịch biến đã bị vùi lấp. Ngàn năm trước, từng có thần triều quật khởi, lấy tên hoàng đạo đầu tiên, uy áp 29 hoàng tộc Thương Huyền, cuối cùng cũng thống ngự trăm vạn dặm sơn hà Thương Huyền, danh xưng chủ nhân Thương Huyền. Thần triều, tên là Vạn Thế Thần Triều, chủ nhân thần triều, tôn vị thần hoàng. Là phần thiên thần hoàng. Vương hầu, chiến tướng dưới trướng có tới trăm vị. Phần thiên thần hoàng anh hùng cái thế, thần uy ngút trời, thống ngự thần triều trước sau chinh chiến bách tộc chiến trường 98 lần, huyết chiến bát châu thập tam hải,
vì Thương Huyền chính danh hướng Thương Thiên chứng đạo. Chính danh, làm cho danh và thực thống nhất với nhau. Nhưng bọn hắn quật khởi đánh vỡ bố cục thế giới, xúc phạm lợi ích các phương. Các nơi ở Thương Huyền đều cuồn cuộn sóng ngầm, Bát Châu thập tam hải, khí thế hung hung. Phần Thiên Thần Hoàng đứng trước hai lựa chọn, hoặc là ngồi đợi trong ngoài liên thủ xé nát hắn, hoặc là buông tay đăng thiên kiều đánh cược một lần, lấy thân phận đế quân thứ 9, triệt để trấn áp Thương Huyền, cùng đế quân 8 phương cộng chủ thiên hạ. 1017 năm trước, đế quân 8 phương chứng kiến, bách tộc thiên hạ chú ý, Phần Thiên Thần Hoàng một mình đi đến đăng thiên kiều, tuyên chiến Thương Thiên. Nhưng bách tộc nghịch hành, vây bắt thần triều, Phần Thiên Thần Hoàng thời khắc sống còn nhận chí mạng quấy nhiễu, đang biến đổi đế khu thì bị Thương Thiên diệt sát. Cuộc chiến xưng đế cuối cùng thảm bại, Phần Thiên Thần Hoàng thần hồn câu diệt. Thần triều thất bại lui đi, dưới sự thống ngự của thiên hậu chạy ra bách tộc chiến trường. Sau đó, 12 hoàng đạo Thương Huyền liên thủ giết vào thần triều triệt để hủy diệt. Đoạn lịch sử này, cũng bị các phương liên thủ mai táng. Giọng Kiều Vô Hối trầm thấp tại cung mang theo bi phẫn, mang theo sùng bái, khiến cho mỗi người tại đó đều xúc động. Bọn hắn chấn kinh. Thương Huyền vậy mà lại từng phát sinh qua một đoạn lịch sử như thế này. Lại là còn ở ngàn năm ngắn ngủi trước đó. Phần Thiên Thần Hoàng, Vạn Thế Thần Triều, tư chất ngút trời như thế nào mới có thể khai phá thần triều? Thực lực kinh khủng như thế nào mới có thể phong vị chủ nhân Thương Huyền? Hào hùng như thế nào mới dám nghênh chiến Thương Thiên? Khí phách như thế nào mới có thể 98 lần chinh chiến bách tộc chiến trường, huyết chiến Bát Châu thập tam hải? Một mình chiến thiên. Một mình, dám đối địch cả thiên hạ. Bọn hắn khiếp sợ, toàn thân cũng bất chợt nóng lên. Bọn hắn nhìn có chút ngẩng đầu, lão tổ đang hồi ức về những chuyện đã từng, cũng giống như bị kéo đến đoạn lịch sử huy hoàng ầm ầm sóng dậy kia. Ngay cả Khương Diễm cũng đều hoảng hốt. Không biết vì sao, nhịp tim hắn bắt đầu tăng tốc, toàn thân căng cứng, lại có một xúc động kỳ lạ nào đó. Thật giống như, đoạn lịch sử kia để cho hắn hướng tới. Đó mới là nhân sinh, đó mới là hào hùng. Thật giống như, đoạn lịch sử kia có liên quan với hắn, mông lung lại quen thuộc lại rõ ràng. Kiều Vô Hối hít thở thật sâu, bình phục tâm tình của mình, đưa tay chỉ Khương Diễm. Lão Tổ, ngài có ý gì? Khương Diễm hoàn hồn từ trong hoảng hốt, nhưng phần xúc động kia vẫn còn xoay quanh ở trong lòng. Lúc đầu khi ta gặp được ngươi, chỉ là coi trọng thiên phú của ngươi, coi trọng tính cách của ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ có liên quan tới chuyện này. Trong mấy trăm năm qua, Kiều Vô Hối thường xuyên yên lặng du tẩu phương Bắc, tìm kiếm những hài tử có linh văn đặc biệt, thân thế đặc biệt, yên lặng bồi dưỡng. Khương Diễm chính là một trong số đó. Đồng thời bắt đầu liền bồi dưỡng về phía ác nhân vương. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, thuận lợi tiếp quản ác nhân cốc, cũng được 12 huyết sát ủng hộ. Kiều Vô Hối làm thế nào cũng đều không có nghĩ đến. Phụ thân lại dùng phương thức, huyết thai, để luân hồi, Khương Diễm chính là con rối, phân thân, của phụ thân. Nhưng, bộ thân thể này là thân thể phụ trợ, linh hồn bên trong lại không phải. Nếu như Khương Diễm nguyện ý tiếp tục thần phục, cũng tuyên thể hiệu chung với phụ thân nơi đó, Kiều Vô Hối nguyện ý tiếp tục giao ác nhân cốc cho hắn. Nếu như Khương Diễm không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể trở về bản thể, hiến tế hắn cho phụ thân. Khương Diễm nghênh tiếp ánh mắt phức tạp của Kiều Vô Hối. Xin lão tổ hãy nói rõ, có liên quan gì với ta? 12 huyết sát cũng rất bất ngờ, có liên quan cùng thần triều. Không phải thần triều đã bị hủy diệt sao, không phải thần hoàng đã thần hồn câu diệt sao? Sau khi thần triều hủy diệt, người sống sót không có hoàn toàn biến mất, mà là tập kết khí vận thần triều, nghịch loạn M Dương, tiếp dẫn thần hoàng một lần nữa luân hồi. Vì thân thể luân hồi tái hiện thần uy năm đó, bọn họ đã dùng huyết nhục thần hoàng, tạo nên kim thai. Cách mỗi 10 năm, kim thai thai nghén, lấy tân sinh mệnh, xúc động, con đường luân hồi, tiếp dẫn thần hoàng luân hồi. Nếu như thần hoàng chân chính luân hồi, kim thai chính là thần hoàng chuyển thế. Nếu như không thể luân hồi, chẳng khác nào thất bại. Thời gian qua đi ngàn năm, thần hoàng đã luân hồi trở về. Nhưng, không phải ngươi. Giờ khắc này. Chỉ lệnh của ác nhân cốc đã bí mật truyền vào Hoàng Phủ gia tộc, Trung Ly gia tộc, Đường gia, cùng Tô gia. Người mà bọn hắn bố trí tại các gia tộc đều giấu vô cùng sâu. Có một số là quản sự mấy đời, có một số là con rể rất nhiều năm trước,
thậm chí có một số đã ở đó một thời gian rất dài, lấy thân phận con nuôi tiến vào bên trong. Bọn hắn đã sớm dung nhập gia tộc, cũng đã sinh sôi mấy đời thậm chí mười mấy đời. Trong những hậu đại này có chút không biết thân phận thật sự của mình, có chút lại tiếp nhận ý nguyện tổ tông, duy trì bí mật liên hệ cùng ác nhân cốc. Khi mệnh lệnh truyền đến trước mặt bọn hắn rất nhanh đã triển khai hành động có thể thực hiện, dùng cách của riêng mình, quan sát gia tộc của bọn hắn, điều tra chân tướng mọi chuyện. Tô gia, Tô Thiên Can vì để phong tỏa tin tức, lúc ấy toàn bộ con cháu trong điện đều bị giam lỏng trong đình viện của mình, cũng tạm thời tạm giam bọn thị vệ lúc ấy ở ngoài điện nghe được chân tướng. Hắn thì mang theo các trưởng bối trong tộc đến mật thất, tiếp tục thương lượng đối sách. Tô Thiên Can cố ý liên hệ cùng Hoàng Thất, lấy quan hệ thân mật giữa hai bên, Hoàng Thất nhiều nhất chỉ cửa trách hai câu, sau đó liền sẽ phối hợp xử lý vết tích. Chờ tương lai ngày nào đó, thời điểm Kiều gia thật tra được Tô gia, Hoàng Thất nơi đó cũng sẽ có thể giúp đỡ. Nhưng, chuyện này quá ác liệt, Hoàng Thất lại đang nổi nóng, bây giờ đi qua thông báo, thực sự không dám hứa chắc Hoàng Thất sẽ làm ra trừng phạt gì. Cho nên Tô Thiên Can rất thận trọng, rốt cuộc có nên đi hay không, nếu như không đi, tương lai phải đối phó thế nào, nếu như đi, lúc nào đi. Nhưng, Tô Thiên Can đang lo lắng, Tô Nhã lại không coi người trong cuộc là gì, nàng trở lại chỗ ở của mình thoải mái ngâm vào trong ao ấm. Thật là đáng tiếc, sao lại không nổ chết được Khương Phàm chứ? Sớm biết thế đã dùng hai thị nữ, hai mặt tiến tới, cùng một chỗ nổ. Tô Nhã rất hài lòng kế hoạch mình, bây giờ suy nghĩ tới thể hiện của từng gương mặt trong Thanh Bình Uyển lúc ấy một chút, còn cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là tiếc nuối vì không có đạt tới hiệu quả. Đại ca, huynh cứ chờ xem, muội nhất định có thể báo thù cho huynh. Khương Phàm phải chết, Kiều Linh Vận cũng phải chết. Hừ, ta muốn để tất cả mọi người đều biết Tô Nhã ta lợi hại. Tô Nhã nằm bên cạnh ao, nhẹ vỗ về da thịt trơn bóng của mình, đột nhiên nghĩ đến Phượng Bảo Nam. Đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp kia, tuy nhiên ta không chiếm được, Kiều Linh Vận cũng đừng hòng có được. Tô Nhã, ngâm trong bồn tắm sao? Một người phụ nữ xinh đẹp dáng dấp yểu điệu, từ trong bóng tối nơi hẻo lánh phòng tắm đi ra. Ai? Tô Nhã tranh thủ thời gian bảo vệ trước người, cảnh giác nữ tử đột nhiên xuất hiện. Đừng khẩn trương, là ta. Nữ tử không tính xinh đẹp, nhưng vóc người nóng bỏng, mặt trắng môi đỏ, từ trong ra ngoài tản ra khí tức yêu mị. Tô Thiến, ai cho ngươi vào đây, tại sao trước khi vào không thông bẩm, có hiểu quy củ hay không? Tô Nhã bất mãn răn dậy, lại chìm vào trong nước, giấu thân thể trắng nõn. Ngươi phải gọi ta là tiểu cô. Tô Thiến nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ao, thản nhiên cười. Tiểu cô, ha ha, thật cho mình mặt dài. Tính từ trên bối phận, ngươi thực sự nên gọi ta một tiếng tiểu cô. Tô gia coi trọng bối phận, nhưng không phải người nào cũng đều có được bối phận. Tô Nhã hừ lạnh, rất là khinh thường. Tô gia là gia tộc thế lực, coi trọng nhất chính là truyền thừa, cho nên nam cưới vợ rất được coi trọng, nữ càng là tuyệt đối không gả ra ngoài. Hậu đại ra đời chỉ có, Hổ Văn, mới là chính thống, có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, địa vị cao hơn. Linh văn khác tự động thuộc vào, nhân vật dâu Ria. Nếu như phẩm cấp linh văn của, nhân vật dâu Ria, mạnh hơn một chút, còn có thể được bồi dưỡng, linh văn kém một chút thì có thể không được, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là làm người hầu. Linh văn Tô Thiến hơi mạnh, nhưng nàng là, người của biên giới, không có tư cách bàn bạc bối phận. Tô Thiến ngồi xổm ở bên cạnh ao, đầu ngón tay khẽ trêu tóc dài của Tô Nhã. Xuất thân thật là một thứ tốt nha. Có ít người sinh ra mà ti tiện, liền phải cúi đầu sinh sống, có ít người sinh ra mà cao quý, có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi làm gì, biết mình ti tiện, còn dám đụng ta? Ngươi tới nơi này làm gì, tố khổ với ta sao, ta không hứng thú, biến ra ngoài mà làm tốt vị trí của ngươi đi. Tô Nhã hất tay của nàng ra, bơi vài mét tới phía trước, đứng ở trong hơi nước. Tô Thiến đưa tay vẫy lấy ao nước ấm áp. Ta vừa mới nghe ngươi nói thầm. Người dùng thị nữ nổ chết Khương Phàm. Người có bệnh sao? Nơi này là nơi người có thể tới sao? Ai muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, cút ra ngoài. Người vẫn là nên nói rõ ràng đi. Người làm gì? Người đâu, đều chết ở đâu rồi? Ha ha, sao Tô gia lại bồi dưỡng được một tử tôn như ngươi thế này? Suốt ngày ngoại trừ ngang ngược càn rỡ răn dạy tộc nhân, chính là tùy tiện hưởng lạc, còn đùa bỡn nam tử. Đừng nói Tô gia.
toàn hoàng thành đều không có mấy kẻ như ngươi thế này. Ngươi mỗi ngày bị chúng tinh phùng nguyệt phục dịch, có phải cảm giác rất được người khác tôn trọng hay không? Người ta đó là sợ ngươi, buồn nôn ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Tô Nhã ta đến phiên ngươi đánh giá sao? Ta nói lại một lần cuối cùng, ra ngoài, nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cút ra khỏi Tô gia. Tô gia, ha ha, ngươi thật coi ta muốn ở nơi này. Ngươi kiêu ngạo vì mình sinh ra ở Tô gia, Tô Thiến ta cũng cảm thấy sỉ nhục. Sắc mặt Tô Thiến dần dần lạnh lên. Tốt cuộc Tô Nhã cũng cảm giác không đúng, một bên cảnh giác lui lại, một bên hô to với phía ngoài. Người đâu, đều cút ra đây cho ta. Ngươi không phải thích được người chú ý tới sao, ta thành toàn cho ngươi. Tô Nhã đột nhiên đưa tay, hung hăng đặt trên mặt ao. Ao nước ấm áp nhanh chóng đông kết, tầng băng rét lạnh thấu xương dần dần bao phủ tới phía Tô Nhã. Ngươi đang làm gì, a? À. Tô Nhã kêu lên đầy sợ hãi, vô ý thức muốn kích phát linh bảo trên cổ, lại đột nhiên bừng tỉnh, tất cả mọi thứ trên người đều đã đặt ở bên cạnh ao. Răng rắc, Tô Nhã bị hàn băng bao phủ, đông kết ở trong ao. Thời gian ương ngạnh trương dương của ngươi, đã chấm dứt. Tô Thiến thu Tô Nhã vào nhẫn không gian, liếc mắt nhìn đống trang sức xinh đẹp bên cạnh, thuận tay lấy đi. Bên ngoài phòng tắm rất an tĩnh, thị vệ đã bị bí mật giải quyết, chôn ở phía dưới đại thụ trong sân nhỏ. Tô gia, tạm biệt. Tô Thiến đi ra khỏi phòng tắm, ngắm nhìn đình viện lịch sự tao nhã, cười lạnh, sau đó rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tất cả chi thứ tử đệ trực hệ Tô gia bị giao trách nhiệm trở lại trong sân nhỏ của mình, toàn bộ đều bị bí mật bắt đi. Bởi vì nơi này là vị trí cao tầng của Tô gia, ở vào 4.000 mét trở lên, thuộc về khu gia tộc, phú quý, không có người nào nghĩ đến sẽ có người dám xông vào đến nơi đây bắt người. Mà bọn người Tô Thiến lại là thị vệ trong tộc, có thể đi lại bình thường. Khi bọn người Tô Thiên Can còn đang tranh luận làm thế nào để thương lượng phương án giải quyết, đám người Tô Thiến đã mang theo tộc nhân Tô gia bí mật rời khỏi đó, biến mất ở trong màn đêm. Lúc tờ mờ sáng, Tô Nhã và 12 vị tộc nhân Tô gia đang hôn mê bị bầy chỉnh chỉnh tề tề ở trong cánh rừng kiều gia. Tô Nhã, ai mang bọn hắn tới nơi này? Sau khi bọn người Khương Phàm nhận được tin tức liền bước nhanh đuổi tới cánh rừng, cũng giao trách nhiệm cho tộc nhân phong tỏa hiện trường. Chúng ta nhìn thấy có bóng người trong rừng cây, đi tới nhìn một chút, bọn hắn đã được bày ở nơi này. Bọn thị vệ kiều gia thể hiện quái dị, ánh mắt không ngừng ngắm loạn trên người bọn người Tô Nhã, bởi vì toàn thân đám người này trên dưới đều bị lột sạch sẽ, ngay cả nửa điểm che lấp đều không có. Tràng diện nhìn có chút hương diễm. Đây là cái gì? Kiều Linh Vận đang muốn đắp lên bộ y phục cho Tô Nhã, lại chú ý tới một miếng vải mà nàng đang ngậm trong miệng, lôi ra đến xem xét, phía trên thình lình viết, phụng tên ác nhân vương, đưa lên hung thủ Thanh Bình Uyển. Ác nhân vương. Kiều Vạn Niên cầm qua mảnh vải. Tên gia hỏa kia nguy hiểm tại sao lại bận bịu giúp điều tra hung thủ, lại là làm sao tra được. Tô Nhã chính là hung thủ, tiện nhân này. Kiều Linh Vận nhìn Tô Nhã đang mê man, đáy mắt chợt hiện lên ý lạnh. Tay phải hóa thành móng vuốt, bắt xuống mặt của nàng. Khương Phàm ngăn Kiều Linh Vận lại. Trước tiên cứ mang về, làm cho bọn hắn tỉnh lại, cha rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt Kiều Linh Vận đỏ lên, căm tức nhìn Tô Nhã, sau khi run rẩy một lát mới cưỡng ép rút móng vuốt về. Nhưng, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này, vung tay hung hăng quất Tô Nhã 10 bàn tay, đánh đến gò má nàng đều sưng lên, miệng mũi đều chảy máu. Khụ khụ, Tô Nhã bị máu trong miệng mũi sặc tỉnh, khó chịu chống người lên, nhưng không đợi kịp phản ứng, Kiều Linh Vận ở trước mặt nâng một chân, đánh vào trên cằm của nàng. Đầu Tô Nhã bỗng nhiên ngẩng lên, nàng bị đá bay lên đập xuống trên mặt đất. Ai đánh ta, chán sống. Rốt cuộc Tô Nhã cũng bừng tỉnh, nhưng sau khi nhìn đến xung quanh mới lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta đang ngâm trong bồn tắm sao? Ngâm trong bồn tắm. Tô Nhã tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau một khắc, trong cánh rừng mờ tối vang lên tiếng thét xấu hổ giận dữ. A a a, y phục của ta đâu? Các ngươi là bọn lưu manh, xúc sinh, các ngươi chết hết đi cho ta. Y phục, cho ta y phục. Không cho phép các ngươi nhìn, đều không được nhìn. A a a, nhanh cho ta y phục. Những tộc nhân Tô gia khác cũng đều liên tiếp tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Tô Nhã toàn thân thông thấu đang ở kia la to,
còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng sau khi nhìn đến tộc nhân Kiều gia ở trong bóng tối xung quanh, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Mặc dù không rõ tại sao mình lại ở đây, nhưng bọn hắn đã hiểu mình sẽ phải chết. Lấy lửa giận của Kiều gia, thậm chí khả năng bọn hắn sẽ sống không bằng chết. Mang đi. Kiều Vạn Niên phất tay ra hiệu, thị vệ Kiều gia như lang như hổ lập tức nhào tới. Cửa đá nặng nề ầm ầm đóng cửa. 12 vị tộc nhân và Tô Nhã bị Thô Lỗ kéo đi, từ chân núi thẳng tới đỉnh núi 5.000 mét. Tuyệt vọng gào thét, tức giận gào thét, vang vọng khắp cả ngọn núi cao, khiến cho những tộc nhân đang ngủ say đều bừng tỉnh. Khi bọn hắn nhìn thấy là Tô Nhã thì đều rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt được nguyên nhân. Thì ra kẻ cầm đầu là Tô gia. Rất nhanh, trong đại điện tại đỉnh núi Kiều gia vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Bắt đầu từ Tô Nhã, mỗi người đều hứng chịu chiếu cố rất nhiệt tình, bị tra tấn sống không bằng chết. Tô gia. Kiều Vạn Niên đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn ngọn núi nguy nga ngoài 50 dặm kia. Nghĩ tới Tô gia, lại rất không hy vọng là Tô gia. Tô gia không chỉ là một trong cửu đại gia tộc, càng là ưng khuyển trung thành nhất của Hoàng thất, là thông gia đời đời của Hoàng thất. Nếu như là Hoàng phủ gia, Hoàng thất thậm chí sẽ nguyện ý cùng Kiều gia bọn hắn hung hăng mấy trận. Nhưng nếu như là Tô gia, Hoàng thất chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ. Kiều gia muốn tuyên chiến với Tô gia thì sẽ triệt để đắc tội Hoàng thất. Kiều Vạn Niên nhìn về phía Khương Phàm, trong lòng có chút khẩn trương, nếu như tiểu tổ khăng khăng phát tiết lửa giận, hắn sẽ mang theo Kiều gia nghênh đón, nhưng hậu quả khó liệu. Nhất là thời khắc trước mắt, các tộc phương Bắc còn chưa có rời khỏi, nếu như nhấc lên chiến tranh giữa các thế tộc, lại liên lụy đến Tô gia, rất có thể Hoàng thất sẽ thẹn quá hóa giận, cũng triệt để diệt trừ Kiều gia, dùng chuyện này để chứng minh cường quyền của Hoàng thất với các tộc phương Bắc, cùng Hoàng thất đoàn kết quyết tâm bảo vệ Hoàng thành. Chúng ta muốn báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Giọng Khương Phàm trầm thấp, lộ ra ngoan khí. Kiều Vạn Niên khẽ run trong lòng, nhưng vẫn động thân lĩnh mệnh. Kiều gia tùy thời có thể khởi xướng báo thù, nếu muốn làm liền làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất, hừng đông ngày mai, chúng ta kéo lấy bọn người Tô Nhã đến Hoàng cung, ngay trước mặt Hoàng thất, ngay trước mặt đại biểu các tộc phương Bắc, ngay trước mặt con dân toàn thành, chém đầu. Trước hừng đông Tô gia hẳn là đã có thể phát giác được bọn người Tô Nhã mất tích, tất nhiên sẽ đến Hoàng thất bẩm báo. Chúng ta có thể thả chậm tốc độ ở nơi đó, chém giết từng kẻ, hấp dẫn càng nhiều người của Tô gia chạy tới Hoàng cung. Mượn cơ hội này, để toàn thể lão tổ Tô gia xuất quan, thừa dịp bất ngờ, tấn công mạnh Tô gia. Hai tay Khương Phàm nắm chặt, nhưng không có nói tiếp, mà là buồn bã nói. Sau đó thì sao? Kiều Vạn Niên chi tiết nói. Hai tộc khai chiến, Hoàng thành tối kỵ, sẽ để cho Hoàng thất hổ thẹn. Vì để cứu danh dự, cứu vãn lực ảnh hưởng, sau đó Hoàng thất sẽ tiêu diệt toàn bộ Kiều gia. Kiều gia hoặc là nâng nhà thoát khỏi, hoặc là toàn bộ chiến tử. Khương Phàm trầm mặc, thật lâu vẫn không nói gì. Kiều Vạn Niên cúi đầu, chờ đợi Khương Phàm đáp lại. Thật lâu, Khương Phàm nhìn về phía Tô gia ở phương xa. Chúng ta phải báo thù, nhưng không phải muốn tự sát. Kiều gia không thể nào bởi vì hành vi ngu xuẩn của một nữ tử ngu xuẩn mà chôn vùi. Tiểu tổ, xin ngài phân phó. Kiều Vạn Niên thở phào. Nếu như Kiều gia thật sự kéo lấy đám người Tô Nhã đứng ở trước mặt Hoàng cung ngay sáng sớm ngày mai thì thật sự là, mấy nhà ưu sầu, mấy nhà vui vẻ. Ưu sầu là Hoàng thất và Tô gia, vui vẻ chính là các nhà khác. Bọn hắn giơ tay chém xuống, chính là đầu Tô Nhã, lại gõ chuông tang của chính mình. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sáng tàn nhẫn. Thù, nhất định phải báo. Đám người Tô Nhã, ai cũng không thể sống. Tô gia cũng phải đào lớp ra bọn hắn. Ý tiểu tổ là, cho Hoàng thất mặt mũi, cũng cho Hoàng thất một cây đao. Sáng sớm ngày mai, người tiến cung hiến đao, xin mời nhân hoàng lột da hổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thiên Can đi ra khỏi mật thất, rốt cuộc cũng đã làm ra quyết định. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, Hoàng thất sớm muộn cũng sẽ tra được. Tô gia cố ý giấu giếm không nổi, tất nhiên sẽ chọc giận Hoàng thất. Mà, Tô gia lại là gia tộc được Hoàng thất tin cậy nhất trong cửu đại gia tộc, nếu như khăng khăng giấu giếm chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên. Tô Thiên Can phân phó nhị đệ Tô Thiên Nguyên nói. Ta đến Hoàng cung bái kiến nhân hoàng, ngươi tự mình đến chỗ Tô Nhã điều tra thêm,
nhắc nhở nàng lần nữa phải thành thành thật thật mà đợi, không cho phép rời khỏi sân nửa bước. Ai dám làm loạn, trực tiếp bắt lấy, giam lại. Tô Thiên Nguyên nói, đại ca yên tâm, bọn nhỏ đều hiểu nặng nhẹ. Ta chỉ sợ Tô Nhã hổ nháo, ngươi tự mình đi nhìn. Tô Thiên Can quá rõ ràng tính tình nữ nhi của mình, nếu thật là náo lên, không có mấy người có thể quản được. Nếu như lại vụng trộm đi ra ngoài đánh lén, Tô gia sẽ phải hủy ở trên tay nàng. Tô Thiên Nguyên nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi, thị vệ thiếp thân của bọn hắn đều đổi thành người của chúng ta. Như thế này càng tốt hơn. Tô Thiên Can đắp kín áo choàng, chuẩn bị đơn độc đi hoàng cung một chuyến. Bây giờ các tộc đều rất khẩn trương, nhất là Kiều gia, khẳng định bọn họ đang nhìn chằm chằm, lúc này hắn tiến cung rất dễ dàng gây nên cảnh giác, vẫn nên bí mật một chút mới tốt. Nhưng, thời điểm Tô Thiên Can sắp đi đến dưới núi, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ lo lắng. Đại ca, khoan đã, đại ca. Tô Thiên Nguyên gầm thét nóng nảy, vén lui mây mù nơi đó, chấn động cả ngọn núi cao. Trong lòng Tô Thiên Can hơi hồi hộp một chút, hắn xốc áo choàng lên, đi ngược lại lên đỉnh núi. Các tộc nhân các nơi trấn thủ ở Tô gia cũng đều nhao nhao kinh động, ngước nhìn đỉnh núi. Tô Thiên Nguyên đi ra từ chỗ Tô Nhã, phóng tới đình viện của các con cháu khác. Tất cả gian phòng đều trống rỗng, bọn con cháu bị giao trách nhiệm đóng chặt lại mất tích toàn bộ. Người đâu? Tô Thiên Nguyên trở lại đình viện của Tô Nhã, dưới sự tức giận, yêu khí cuồn cuộn xé nát cả đình viện, xốc lên đại địa. Đá vụn bắn tung trời, bụi đất tung bay. Đột nhiên, hơi thở hắn run run, ngửi thấy một mùi đặc thù. Khi Tô Thiên Can vội vã vào tới nơi này thời điểm, Tô Thiên Nguyên đang vung lên nắm đấm, nện xuống đất. Ầm ầm tiếng vang, đại địa sụp ra, đá vụn xông loạn. Dưới mặt đất 30 mấy mét chôn lấy hai bộ thi thể tươi mới, đương nhiên đó là thị vệ thiếp thân của Tô Nhã. Sắc mặt Tô Thiên Can trở nên âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Bọn Tô Nhã, Tô Giác mất tích rồi, một người cũng không còn. Tô Thiên Nguyên mò thi thể thị vệ lên, sắc mặt càng khó coi hơn. Thị vệ Tô Nhã bị chôn, chỉ sợ thị vệ của bọn người Tô Giác cũng gặp phải độc thủ. Tô Thiên Can lắc lư ánh mắt, vội vàng phóng tới đỉnh viện Tô Giác và những người khác, sau khi đập ra mặt đất, cũng đều liên tiếp lộ ra thi thể bị chôn sâu. Các tộc lão Tô gia đuổi tới, cũng đều hít một ngụm khí lạnh, toàn thân rét run. Bọn hắn mất tích, đây nhất định là bị bắt đi. Nhưng, ai có thể tại nơi cao hơn 4.000 mét này, bắt người tại nơi đề phòng nghiêm ngặt nhất của Tô gia? Còn nữa, tại sao bọn hắn muốn bắt Tô Nhã, lại còn bắt đi toàn bộ, chẳng lẽ? Là Kiều gia. Làm sao bọn hắn có thể biết nhanh như vậy? Bọn hắn lại là làm sao có thể đến đây bắt người? Tô Thiên Can nghĩ đến một khả năng, có tộc nhân mật báo, thậm chí đã bắt đi đám người Tô Nhã. Nhưng, giờ khắc này không lo được nhiều như vậy, nhất định phải đi Hoàng Cung thông báo. Mở ra pháp trận Tô gia cho ta, mời toàn thể lão tổ xuất quan, nghiêm phòng Kiều gia tập kích. Tô Thiên Can cao giọng thét lên ra lệnh. Dưới sự khó thở phía lại phát ra một tiếng gào thét tức giận đến khàn giọng, hận không thể tự tay chụp chết Tô Nhã. Chuyện này từ đầu đến đuôi sai chính là sai lầm. Tô Thiên Can phóng lên tận trời, bay thẳng đến Hoàng Cung. Mặc kệ Kiều gia làm thế nào phát hiện, lại là làm sao mang người đi, việc cấp bách bây giờ chính là ngăn cản lửa giận của Kiều gia. Tân khách các phương còn chưa có rời khỏi Hoàng Cung, nếu như lúc này bộc phát chiến tranh, tương đương tuyên bố với phương Bắc các tộc. Cổ Hoa hoàng tộc đã chỉ còn là trên danh nghĩa. Nhân hoàng không thể không chém chết tươi hắn. Sau khi Tô Thiên Nguyên hít một hơi vào, lập tức cao giọng ra lệnh. Nhanh nhanh nhanh, đều thất thần làm gì, mở ra pháp trận, toàn tộc đề phòng. Còn có, Lão Tam, người đi đến Kiều gia, lập tức, ngay lập tức. Tô Thiên Cương trừng mắt. Nói đùa cái gì, ta đi Kiều gia, chịu chết sao? Làm yên lòng Kiều gia. Thời điểm như thế này nếu như náo lên, mặt mũi hoàng thất để ở đâu? Ngươi một mực đi mở điều kiện gì cũng đều đồng ý, trước tiên phải ổn định Kiều gia rồi lại nói sau. Cho hoàng thất tranh thủ thời gian, đưa tiễn tân khách các phương. Sau đó đóng cửa thành lại, muốn náo làm sao thì náo, hiểu chưa? Tô Thiên Nguyên tức giận lo lắng, nhưng không có mất lý trí. Nếu quả thật Kiều gia muốn ồn ào, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải tận hết khả năng bảo trụ mặt mũi hoàng thất.
nhị ca nói đúng lắm. Tô Thiên Cương lập tức lên đường, tự mình chạy tới Kiều Gia. Cổng lớn tại Kiều Gia đang đóng chặt, trước cửa quạnh quẽ, chỉ có hai tên thị vệ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ta là Tô Thiên Cương, tới để gặp gia chủ Kiều Gia, Kiều Vạn Niên. Tô Thiên Cương nhìn qua núi cao nguy nga an tĩnh, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lấy sức lực phách lối gần đây của Kiều Gia, nếu thật là đã bắt được Tô Nhã, còn không tranh cãi ngất trời. Vì sao ngược lại lại an tĩnh? Chẳng lẽ không phải Kiều Gia bắt bọn người Tô Nhã đi? Nếu như vậy, mình cũng không cần thiết phải cùng Kiều Gia thương lượng. Tô Tam Gia có chuyện gì? Thị vệ trước cửa rất tùy ý đánh giá Tô Thiên Cương, có thể nói không có chút kính sợ nào. Cũng không có việc lớn gì, chính là, đại biểu Tô Gia, đến thăm hỏi Kiều Gia. Tô Thiên Cương rất khéo léo rời đi chủ đề. Tô Tam Gia có lòng, ngài chính là người đầu tiên tới thăm hỏi. Kiều Gia xảy ra chuyện lớn như vậy, các gia tộc đều sẽ tới thăm hỏi. Ta là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng. Chuyện đột nhiên xảy ra vào tối hôm qua, Kiều Gia lại đi vội vàng, chúng ta còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, không biết bọn người Kiều Linh Vận. Tô Thiên Cương thử thăm dò hỏi. Đại tiểu thư còn sống, cô gia còn sống, Nghĩa Đạt công tử còn sống, những người khác. Nén bi thương nén bi thương. Tô Thiên Cương âm thầm líu lưỡi, nhà đầu Tô Nhã kia thật là hung ác, Kiều Gia chỉ có mấy tinh anh này, đều cho nổ chết hết. Nhưng không có nổ chết Khương Phàm và Kiều Linh Vận. Rất tiếc nuối. Tô Tam Gia đi đến ngồi một chút. Gia chủ của các ngươi bây giờ hẳn là rất đau đớn, ta không đi làm phiền, các ngươi đưa lời ta thăm hỏi đến là được rồi. Chúng ta chỉ là hạ nhân, không muốn cầu Tô Tam Gia. Nhưng nếu ngài đã tới, vẫn là vào xem sẽ thích hợp hơn, nói không chừng. Gia chủ của chúng ta đang chờ ngài đây. Ồ, Tô Thiên Cương giật mình, giống như nghe được trong lời nói của bọn hắn có hàm ý. Chẳng lẽ, Tô Tam Gia chờ một lát, hai vị thị vệ dùng sức gõ gõ cửa phủ nặng nề. Cửa phủ cao 10 mét rộng rãi khí phái, to lớn nặng nề, khắc đầy hoa văn phức tạp, chảy xuôi ánh lửa giống như dung nham, mang đến cho người ta uy thế lớn lao. Tam Gia, Tô Thiên Cương, đến đây thăm hỏi. Hai vị thị vệ hô to với người trong cửa phủ. Trong cửa phủ an tĩnh một hồi, chậm rãi kéo ra một cái khe. Tô Tam Gia, mời đi. Hai vị thị vệ đưa tay mời. Tô Thiên Cương nhìn cửa đá hơi mở, bỗng nhiên có chút bất an, Kiều Gia hôm nay phát ra cảm giác là lạ. Nhưng, nếu như Kiều Gia thật bắt được Tô Nhã, khẳng định sẽ vô cùng tức giận, mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn, ít nhất phải giống như nhị ca nói vậy, ép đến nhân hoàng đưa tân khách các phương ra cửa thành. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, kiên trì đi vào. Mọi thứ đều có thể bàn bạc cả. Mặc dù Kiều Gia rất tức giận, nhưng hẳn là rất rõ ràng nếu thật náo đứng lên ở ngay trước mặt các tộc phương Bắc, hoàng thất sau đó tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Chỉ cần mình mở ra điều kiện mê người, hẳn là có thể hù dọa bọn hắn. Vì gia tộc, hôm nay liền nhấc nguy hiểm lên đi. Tô Thiên Cương dọn xong tư thái, ngẩng đầu đi đến cửa phủ. Nhưng, hắn khẽ chau mày, thật yên tĩnh. Không chỉ có bên ngoài nhìn an tĩnh, bên trong lại càng an tĩnh. Ngọn núi nguy nga cao 5.000 mét, mấy vạn nhân khẩu, hẳn là rất náo nhiệt mới đúng, huống chi đây chính là vào lúc sáng sớm, các tộc nhân nên rời giường tu luyện, bọn thị vệ nên thay phiên tiếp ban. Làm sao lại có cảm giác âm u đầy tử khí thế này? Ầm ầm, cửa phủ sau lưng Tô Thiên Cương khép kín, hai bên trái phải là hai nam tử to con. Kiều Vạn Niên ở trên đỉnh núi. Tô Thiên Cương siết chặt trong lòng. Hai người kia chính là phó thống lĩnh, Kim Kiêu vệ đội của Kiều Gia. Kiều Gia tổng cộng có hai chi vệ đội, một là Kim Kiêu vệ đội, một là Liệp Kiêu chiến đội. Số lượng của Kim Kiêu vệ đội nhiều nhất, trách nhiệm là thủ vệ Kiều Gia. Một vị thống lĩnh, năm vị phó thống lĩnh là Kiều Phương Hoa. Số lượng Liệp Kiêu chiến đội rất ít, tất cả lại đều là tinh anh, phụ trách chấp hành hành động săn giết. Một vị thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh. Thống lĩnh là Kiều Vạn Sơn. Thống lĩnh và phó thống lĩnh ở Kiều Gia đều có được địa vị cực cao, quyền lợi thực tế thậm chí muốn áp đảo những tộc lão kia. Hai vị phó thống lĩnh Kim Kiêu này lại bị an bài làm thủ vệ. Lên đi, đang chờ ngài đấy. Hai vị phó thống lĩnh liếc nhìn hắn, thể hiện lạnh nhạt. Tối hôm qua các ngươi, được rồi.
Tô Thiên Cương trần chờ một lát, vẫn đi đến đỉnh núi. Hai vị phó thống lĩnh chờ sau khi hắn đi đến ngàn mét trở lên liền quay người đối diện cửa phân phó với bên ngoài. Nhớ kỹ, Tô Thiên Cương chưa từng tới Kiều gia, các người càng không gặp qua Tô Thiên Cương. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Sáng nay Kiều gia đóng cửa, ai cũng chưa từng tới. Hoàng cung. Tô Thiên Can tâm thần bất định đuổi tới trước quảng trường Hoàng cung, vậy mà lại không nhìn thấy tràng diện oanh động như trong tưởng tượng. Cái này đã khiến hắn thoáng yên tâm. Chỉ cần Kiều gia còn không có nháo đến nơi này, là hắn có thể sớm cùng Hoàng thất thương lượng xong đối sách. Cùng lắm thì chịu mắng thôi. Dù sao Hoàng thất đều rõ ràng tính nết Tô Nhã, chuyện này cũng là một mình nàng làm. Chỉ cần thái độ hắn bái chính, lại đồng ý hiến chút bảo bối, hẳn là có thể cầu được tha thứ. Nhưng, không đúng, sao Kiều Vạn Niên có thể nhịn được? Hay là đám người Tô Nhã mất tích không liên quan tới Kiều gia? Không phải Kiều gia thì là ai? Chẳng lẽ là ác nhân cốc? Bọn hắn vụng trộm bắt đi Tô Nhã, chuẩn bị cùng Tô gia, hoặc là Kiều gia đàm phán. Tô Thiên Can lắc đầu, bước nhanh đi đến Hoàng cung. Trước tiên cứ gặp nhân hoàng rồi lại nói. Nhưng, Tô Thiên Can vừa mới tiến đến Hoàng cung liền bị ngăn cản. Không có được mời vào sâu trong Hoàng cung, mà là mang theo đi đến cạnh góc Thanh Bình Uyển. Nhân hoàng ở bên trong sao? Đang làm gì? Tô Thiên Can đứng bên ngoài Thanh Bình Uyển, vừa muốn hỏi thăm thị vệ trấn thủ, con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt sáng tỏ cách mảng lớn cánh rừng, thấy được một thân ảnh quen thuộc. Kiều Vạn Niên! Sao hắn lại ở đây? Hỏng! Trong sâu nhất tại Thanh Bình Uyển, ngay khu phế tích tối hôm qua nổ nát vụn bọn người Kiều Vi Nhi kia. Nhân hoàng đang đứng đấy, đưa lưng về phía cửa vào xa xa. Kiều Vạn Niên đứng ở bên cạnh, có chút buông thõng tầm mắt. Hai người đều im lặng không nói gì. Tô Thiên Can xin gặp. Xa xa, thanh âm phá vỡ bình tĩnh ở nơi này. Con người nhân hoàng có chút ngưng tụ, hai tay vác tại sau lưng bỗng nhiên nắm chặt. Tô Thiên Can. Chẳng lẽ kẻ cầm đầu là Tô gia? Sáng sớm hôm nay, Kiều Vạn Niên đột nhiên tới bái phỏng, nhưng cái gì cũng đều không có nói rõ, chỉ là mời hắn tới đây, nói sau khi Hừng Đông hung thủ tự sẽ lộ diện. Nhân hoàng một mực phỏng đoán là hoàng phủ gia tộc, thậm chí đang tính toán có phải nên lợi dụng cơ hội lần này, hung hăng ép hoàng phủ gia càng ngày càng trương dương một chút hay không. Không nghĩ tới, lại là Tô gia. Tô Nhã. Khẳng định là nha đầu điên thiếu quản giáo lại không hiểu tự ái kia. Đúng vậy, giống như cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhân hoàng, hung thủ tới. Kiều Vạn Niên ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tô Thiên Can liên tiếp hít thở 5 lần, mới đè xuống bối rối trong lòng mình, cố gắng bình tĩnh đi đến sâu trong Thanh Bình Uyển. Hắn vẫn ôm mấy phần may mắn, suy đoán Kiều Vạn Niên chỉ là đến thỉnh cầu hoàng thất trợ giúp, cũng không phải đã bắt được Tô Nhã thật. Lý do vẫn là, nếu quả thật Kiều gia đã bắt được Tô Nhã, khẳng định sẽ cãi nhau, thậm chí trực tiếp tấn công mạnh Tô gia. Nhưng, hy vọng của hắn rất nhanh đã tan vỡ. Nhân hoàng quay người, thân thể thẳng tắp tản ra uy thế như núi cao, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ý lạnh thấu xương. Tô Nhã làm như thế là do ngươi chỉ điểm. Tô Thiên Can cuống quýt quỳ xuống, cao giọng nói. Nhân hoàng bất giận, chuyện này tất cả đều là một mình Tô Nhã làm, nàng không hề thương lượng cùng bất kỳ kẻ nào trong gia tộc, cũng không có hợp tác cùng những người khác. Nàng chỉ là lợi dụng thân phận của mình, sớm tiến vào hoàng cung, sau đó dùng khô lỗi phủ cùng lôi đình phủ tính kế Kiều gia. Nàng cũng chỉ xúc động nhất thời, mới làm việc ngốc, tuyệt đối không có cố ý muốn mạo phạm hoàng thất. Quả nhiên là Tô Nhã. Nhân hoàng tăng vọt uy thế, không gian xung quanh đều giống như nhận phải trọng kích mà bò đầy vết nứt. Người gọi cái này là xúc động nhất thời. Đợi ngày nào đó nàng nổ chết hoàng tử công chúa, cũng là xúc động nhất thời. Tô Thiên Can vội vàng nói. Nhân hoàng bất giận, là Tô Thiên Can thần quản giáo không tốt, gây thêm phiền toái cho hoàng thất. Tô gia nguyện ý gánh chịu hậu quả, nguyện ý trả giá đắt. Luôn mồm đều là hoàng thất, Kiều gia chúng ta thì sao? Kiều Vạn Niên buông thõng tầm mắt, ngữ khí lạnh nhạt, đè ép sát ý trong lòng. Nếu Tô Thiên Can thừa nhận, ta cũng không cần phải nhiều lời. Nhân hoàng, hài tử của thần Kiều Thiên Mạch không chống đỡ được, hai nữ nhi vô song cùng Vi Nhi và con rể Bảo Nam của thần, đều chết trên nửa đường về. Còn có bốn chất nhi của thần, chỉ sống mỗi vĩnh đạt,
nhưng khí hải đã nát, đang cứu giúp. Ai? Nhân hoàng thở dài, cũng cảm thấy khổ sở thay hắn. Đại tân sinh Kiều gia chỉ còn một nữ hài tử. Mặc dù còn có con rể, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Vạn Niên, chuyện đã phát sinh. Nhân hoàng đang muốn an ủi, Kiều Vạn Niên lại nói. Nếu như là quyết đấu bình thường, ta có thể chấp nhận bất kỳ kết quả gì. Nhưng bọn hắn đều không có chút nào chuẩn bị đã bị nổ nát vụn như thế, thần thật. Thật, không chấp nhận được. Tối hôm qua khi cha được hung thủ, thần hận không thể giết đến Tô gia, cùng Tô gia đánh nhau sống chết, từ dưới núi giết tới đỉnh núi, giết cho máu chảy thành sông, báo thù cho những hài tử của thần. Trên dưới Kiều gia cũng tức giận không gì sánh được, ngay cả các lão tổ tông đều đã bị kinh động. Nhưng, cuối cùng chúng ta vẫn nhịn được. Đại biểu các tộc phương Bắc cũng đều ở trong hoàng thành, nếu như hai tộc khai chiến, ảnh hưởng quá ác liệt, còn có thể ảnh hưởng đến địa vị cổ hoa tại phương Bắc. Chúng thần nghĩ đi nghĩ lại nhịn, vẫn quyết định tôn trọng hoàng thất, bảo toàn mặt mũi hoàng thất. Cho nên, chúng thần đã không có gây sự, không có náo loạn. Vạn Niên ngươi làm như thế, ta rất cảm động. Hoàng thất trước đó đúng là thua thiệt Kiều gia. Nhân hoàng rất vui mừng. Tối hôm qua bởi vì việc này mà một đêm chưa ngủ, chỉ sợ Kiều gia lại mất lý trí đại náo một trận, càng sợ Kiều gia muốn tại trước khi tân khách các phương còn không có rời khỏi làm ra chuyện vọng động gì đó. Không nghĩ tới vậy mà Kiều gia đã kiềm chế, còn chủ động nguyện ý giải quyết nội bộ. Riêng chuyện này đã để hắn rất vui mừng, cũng rất cảm động, một ít thành kiến hôm qua đối với Kiều Vạn Niên cũng đã biến mất. Tô Thiên Can cũng âm thầm thở phào, lão tặc này vậy mà nhịn được. Xem bộ dáng là lo sẽ làm lớn chuyện, sau đó khiến cho hoàng thất trả thù. Cứ như vậy, hắn hẳn là cũng có thể bảo vệ được bọn người Tô Nhã, cùng lắm thì trả giá một chút. Kiều Vạn Niên thần tôn trọng nhân hoàng, cũng hy vọng nhân hoàng có thể tôn trọng Kiều gia. Kiều Vạn Niên giơ tay lên, nhẫn không gian nở rộ ánh sáng, Tô Nhã và 12 người của Tô gia toàn bộ đều bị ném ra ngoài. Bọn hắn thật sự là ở trong tay ngươi, làm sao ngươi bắt bọn hắn đi được? Tô Thiên Can chấn kinh lại tức giận, chẳng lẽ hỗn đản này đã sắp xếp bí tuyến tại Tô gia? Nhân hoàng cũng đều rất bất ngờ, mới vừa rồi là đang suy đoán Kiều Vạn Niên hẳn là đã bắt được chứng cứ gì, không nghĩ tới lại trực tiếp bắt người lại. Làm sao hắn làm được? Hắn bắt lúc nào? Phụ thân, đại bá, cứu chúng ta. Bọn người Tô Nhã máu me khắp người, bộ dáng thê thảm. Đột nhiên nhìn thấy Tô Thiên Can liền kích động nhảy dựng lên. Nhưng trên người bọn họ đều treo xiềng xích, bị Kiều Vạn Niên ngăn chặn. Kiều Vạn Niên, trước tiên người thả người đi đã, có gì cứ từ từ nói. Tô Thiên Can đứng dậy hô to. Phụ thân, nhanh cứu con, đám hỗn đản này làm nhục nữ nhi, bọn hắn lấy y phục của ta, bọn hắn nhìn hết thân thể của ta, báo thù cho ta, báo thù cho ta. Tô Nhã mang đầy nước mắt, gào thét lên giống như phát điên. Im miệng, nhân hoàng không giận tự uy. Thanh âm giống như trọng chùy vô hình gõ vào trên linh hồn của bọn hắn. Tô Nhã và đám người run rẩy, cuống quýt quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn tấp nập quay đầu nhìn qua Tô Thiên Can. Bọn hắn đều nghĩ là phải chết chắc, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tộc trưởng. Xin mời nhân hoàng, phán quyết. Kiều Vạn Niên lui lại hai bước, hành lễ với nhân hoàng. Tô Thiên Can vội nói. Nhân hoàng, chuyện này chỉ là một mình Tô Nhã làm. Không liên quan tới những hài tử khác. Tô Nhã cũng chỉ là xúc động, thần có thể mang về nghiêm trị. Nhân hoàng, Tô gia nguyện ý bỏ ra những cái giá khác, lắng lại lửa giận của Kiều gia. Chẳng lẽ kẻ cầm đầu là Tô gia? Sáng sớm hôm nay, Kiều Vạn Niên đột nhiên tới bái phỏng, nhưng cái gì cũng đều không có nói rõ, chỉ là mời hắn tới đây, nói sau khi Hừng Đông hung thủ tự sẽ lộ diện. Nhân hoàng một mực phỏng đoán là hoàng phủ gia tộc. Thậm chí đang tính toán có phải nên lợi dụng cơ hội lần này, hung hăng ép hoàng phủ gia càng ngày càng trương dương một chút hay không. Không nghĩ tới, lại là Tô gia. Tô Nhã. Khẳng định là nha đầu điên thiếu quản giáo lại không hiểu tự ái kia. Đúng vậy, giống như cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhân hoàng, hung thủ tới. Kiều Vạn Niên ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tô Thiên Can liên tiếp hít thở 5 lần, mới đè xuống bối rối trong lòng mình, cố gắng bình tĩnh đi đến sâu trong thanh bình uyển. Hắn vẫn ôm mấy phần may mắn, suy đoán Kiều Vạn Niên chỉ là đến thỉnh cầu hoàng thất trợ giúp, cũng không phải đã bắt được Tô Nhã thật. Lý do vẫn là,
nếu quả thật Kiều gia đã bắt được Tô Nhã, khẳng định sẽ cãi nhau, thậm chí trực tiếp tấn công mạnh Tô gia. Nhưng, hy vọng của hắn rất nhanh đã tan vỡ. Nhân hoàng quay người, thân thể thẳng tắp tản ra uy thế như núi cao, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ý lạnh thấu xương. Tô Nhã làm như thế là do ngươi chỉ điểm. Tô Thiên Can cuống quýt quỳ xuống, cao giọng nói. Nhân hoàng bất giận, chuyện này tất cả đều là một mình Tô Nhã làm, nàng không hề thương lượng cùng bất kỳ kẻ nào trong gia tộc, cũng không có hợp tác cùng những người khác. Nàng chỉ là lợi dụng thân phận của mình, sớm tiến vào hoàng cung, sau đó dùng khô lỗi phủ cùng lôi đình phủ tính kế Kiều gia. Nàng cũng chỉ xúc động nhất thời, mới làm việc ngốc, tuyệt đối không có cố ý muốn mạo phạm hoàng thất. Quả nhiên là Tô Nhã. Nhân hoàng tăng vọt uy thế, không gian xung quanh đều giống như nhận phải trọng kích mà bò đầy vết nứt. Người gọi cái này là xúc động nhất thời. Đợi ngày nào đó nàng nổ chết hoàng tử công chúa, cũng là xúc động nhất thời. Tô Thiên Can vội vàng nói. Nhân hoàng bất giận, là Tô Thiên Can thần quản giáo không tốt, gây thêm phiền toái cho hoàng thất. Tô gia nguyện ý gánh chịu hậu quả, nguyện ý trả giá đắt. Luôn mồm đều là hoàng thất, Kiều gia chúng ta thì sao? Kiều Vạn Niên buông thõng tầm mắt, ngữ khí lạnh nhạt, đè ép sát ý trong lòng. Nếu Tô Thiên Can thừa nhận, ta cũng không cần phải nhiều lời. Nhân hoàng, hài tử của thần Kiều Thiên Mạch không chống đỡ được, hai nữ nhi Vô Song cùng Vi Nhi và con rể Bảo Nam của thần, đều chết trên nửa đường về. Còn có bốn chất nhi của thần, chỉ sống mỗi Vĩnh Đạt, nhưng khí hải đã nát, đang cứu giúp. Ai? Nhân hoàng thở dài, cũng cảm thấy khổ sở thay hắn. Đại tân sinh Kiều gia chỉ còn một nữ hài tử. Mặc dù còn có con rể, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Vạn Niên, chuyện đã phát sinh. Nhân hoàng đang muốn an ủi, Kiều Vạn Niên lại nói. Nếu như là quyết đấu bình thường, ta có thể chấp nhận bất kỳ kết quả gì. Nhưng bọn hắn đều không có chút nào chuẩn bị đã bị nổ nát vụn như thế, thần thật. Thật, không chấp nhận được. Tối hôm qua khi tra được hung thủ, thần hận không thể giết đến Tô gia. Cùng Tô gia đánh nhau sống chết, từ dưới núi giết tới đỉnh núi, giết cho máu chảy thành sông, báo thù cho những hài tử của thần. Trên dưới Kiều gia cũng tức giận không gì sánh được, ngay cả các lão tổ tông đều đã bị kinh động. Nhưng, cuối cùng chúng ta vẫn nhịn được, đại biểu các tộc phương Bắc cũng đều ở trong hoàng thành, nếu như hai tộc khai chiến, ảnh hưởng quá ác liệt, còn có thể ảnh hưởng đến địa vị cổ hoa tại phương Bắc. Chúng thần nghĩ đi nghĩ lại nhịn, vẫn quyết định tôn trọng hoàng thất. Bảo toàn mặt mũi hoàng thất. Cho nên, chúng thần đã không có gây sự, không có náo loạn. Vạn Niên ngươi làm như thế, ta rất cảm động. Hoàng thất trước đó đúng là thua thiệt Kiều gia. Nhân hoàng rất vui mừng, tối hôm qua bởi vì việc này mà một đêm chưa ngủ, chỉ sợ Kiều gia lại mất lý trí đại náo một trận, càng sợ Kiều gia muốn tại trước khi tân khách các phương còn không có rời khỏi làm ra chuyện vọng động gì đó. Không nghĩ tới vậy mà Kiều gia đã kiềm chế, còn chủ động nguyện ý giải quyết nội bộ. Riêng chuyện này đã để hắn rất vui mừng, cũng rất cảm động, một ít thành kiến hôm qua đối với Kiều Vạn Niên cũng đã biến mất. Tô Thiên Can cũng âm thầm thở phào, lão tặc này vậy mà nhịn được, xem bộ dáng là lo sẽ làm lớn chuyện, sau đó khiến cho hoàng thất trả thù. Cứ như vậy, hắn hẳn là cũng có thể bảo vệ được bọn người Tô Nhã, cùng lắm thì trả giá một chút. Kiều Vạn Niên thần tôn trọng nhân hoàng, cũng hy vọng nhân hoàng có thể tôn trọng Kiều gia. Kiều Vạn Niên giơ tay lên, nhấn không gian nở rộ ánh sáng, Tô Nhã và 12 người của Tô gia toàn bộ đều bị ném ra ngoài. Bọn hắn thật sự là ở trong tay ngươi, làm sao ngươi bắt bọn hắn đi được? Tô Thiên Can chấn kinh lại tức giận, chẳng lẽ hỗn đản này đã sắp xếp bí tuyến tại Tô gia? Nhân hoàng cũng đều rất bất ngờ, mới vừa rồi là đang suy đoán Kiều Vạn Niên hẳn là đã bắt được chứng cứ gì. Không nghĩ tới lại trực tiếp bắt người lại. Làm sao hắn làm được? Hắn bắt lúc nào? Phụ thân, đại bá, cứu chúng ta. Bọn người Tô Nhã máu me khắp người, bộ dáng thê thảm. Đột nhiên nhìn thấy Tô Thiên Can liền kích động nhảy dựng lên, nhưng trên người bọn họ đều treo xiềng xích, bị Kiều Vạn Niên ngăn chặn. Kiều Vạn Niên, trước tiên người thả người đi đã, có gì cứ từ từ nói. Tô Thiên Can đứng dậy hô to. Phụ thân. Nhanh cứu con, đám hỗn đản này làm nhục nữ nhi, bọn hắn lấy y phục của ta, bọn hắn nhìn hết thân thể của ta, báo thù cho ta, báo thù cho ta. Tô Nhã mang đầy nước mắt, gào thét lên giống như phát điên. Im miệng, nhân hoàng không giận tự uy,
thanh âm giống như trọng chùy vô hình gõ vào trên linh hồn của bọn hắn. Tô Nhã và đám người run rẩy, cuống quýt quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn tấp nập quay đầu nhìn qua Tô Thiên Can. Bọn hắn đều nghĩ là phải chết chắc, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tộc trưởng. Xin mời Nhân Hoàng, phán quyết. Kiều Vạn Niên lui lại hai bước, hành lễ với Nhân Hoàng. Tô Thiên Can vội nói. Nhân Hoàng, chuyện này chỉ là một mình Tô Nhã làm, không liên quan tới những hài tử khác. Tô Nhã cũng chỉ là xúc động, thần có thể mang về nghiêm trị. Nhân Hoàng, Tô gia nguyện ý bỏ ra những cái giá khác, lắng lại lửa giận của Kiều gia. Nhân Hoàng hơi nhíu mày lại, có chút chần chờ. Nếu như là gia tộc khác, hắn không có bất cứ chút do dự nào, mặc kệ hung ác làm sao, nhất định phải nghiêm trị. Dù sao trận bạo tặc kia cơ hồ đã khiến cho Kiều gia tuyệt hậu, còn gây nên thù hận giữa các đại gia tộc, càng làm cho Hoàng thất mất hết mặt mũi ở trước mặt các tộc phương Bắc. Nhưng Tô gia là thông gia của Hoàng thất, thân thích với rất nhiều người của Hoàng thất, dựa theo bối phận mà nói, Tô Nhã vẫn là chất nữ của hắn. Nhân Hoàng nói, Vạn Niên, người có yêu cầu gì, không ngại nói ra. Kiều gia chỉ cầu một cái công chính. Kiều Vạn Niên cũng không nhiều lời, lấy tư thái bình tĩnh nhất, lý trí nhất, bức Hoàng thất nâng đao. Kiều Vạn Niên, ta biết ngươi vô cùng. Tô Thiên Can lập tức muốn cùng Kiều Vạn Niên đàm phán, lại bị Kiều Vạn Niên chặn ngang. Xin Nhân Hoàng thông cảm, thần không muốn nghe giọng Tô Thiên Can, thần sợ ép không được lửa giận, lại làm ra chuyện mạo phạm gì tại Hoàng cung này. Ngươi! Tô Thiên Can cắn răng nhịn xuống. Nhân Hoàng nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta thay ngươi chủ trì công đạo. Một cái công chính. Kiều Vạn Niên vẫn không nói nhiều. Nhân Hoàng trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn Tô Thiên Can ở phía trước mặt mũi vừa đầy chờ mong vừa khẩn trương, cắn răng nói. Tô Nhã giao cho Kiều gia, mặc cho xử trí. Nhân Hoàng. Tô Nhã kêu lên đầy sợ hãi, lại bị ánh mắt sắc bén của Nhân Hoàng cưỡng bức ngăn lại, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía phụ thân, điên cuồng nháy mắt. Nhân Hoàng, xin hãy tha thứ cho Tô Nhã, Tô gia nguyện ý bồi thường tại những vấn đề khác. Tô Thiên Can lần nữa quỳ xuống. Mặc dù Tô Nhã đã làm sai chuyện, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hắn, từ nhỏ đến lớn ngay cả mắng đều không nỡ, làm sao có thể giao cho Kiều gia. Nhân Hoàng nhìn về phía Kiều Vạn Niên. Nhưng Kiều Vạn Niên vẫn cúi đầu, thờ ơ. Nhân Hoàng lại nói. Kiều gia chết 7 người, Tô gia giao ra 7 người. Như thế nào? Không thế nào. Đám con cháu Tô gia sợ hãi lại càng tuyệt vọng hơn, lo lắng nhìn về phía Tô Thiên Can. Bọn hắn đều không muốn chết, càng không muốn chịu chết bởi vì Tô Nhã ngu xuẩn này. Tô Thiên Can rất muốn cứu vãn, nhưng dáng vẻ Nhân Hoàng giống như quyết tâm muốn trừng phạt Tô gia. Bầu không khí thoáng an tĩnh, Kiều Vạn Niên vẫn đứng ở nơi đó, thờ ơ. Tô Thiên Can gầm thét. Kiều Vạn Niên, 7 người còn chưa đủ, ngươi có chừng có mực đi. Kiều Vạn Niên lạnh lùng nói. Bọn người Khương Phàm có thể còn sống, đó là mạng lớn. Tô Nhã làm. Là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhân Hoàng vác hai tay tại sau lưng dùng sức nắm chặt, đây là muốn 12 tộc nhân Tô gia toàn thể chôn cùng. Mặc dù yêu cầu cũng không quá phận, nhưng Tô gia và Hoàng thất lại liên quan về thông gia, nếu như giết hết, hắn rất khó đối mặt với Tô gia, cũng rất khó đối mặt với một ít người của Hoàng thất. Thế nhưng, nếu như không làm như vậy, hắn rất khó trấn an Kiều gia. Kiều Vạn Niên có thể nhìn được lửa giận. Tự mình tới đây đã cho hắn tôn trọng cực lớn, cũng rất có thể là đang thử thăm dò Hoàng thất. Nếu như hắn không dành cho Kiều gia tôn trọng, Kiều gia sẽ triệt để tuyệt vọng đối với Hoàng thất. Nhân Hoàng yên lặng châm trước, cân nhắc nặng nhẹ. Kiều Vạn Niên cúi đầu, chờ đợi Nhân Hoàng quyết định. Hắn muốn Nhân Hoàng tự mình nâng đao xử tử tử đệ Tô gia, như thế này đã có thể khiến cho nội bộ Hoàng cung dung chuyển, cũng có thể khiến cho Tô gia và Hoàng thất mâu thuẫn. Cái này càng thích hợp hơn xa so với việc Kiều gia trực tiếp xử tử bọn người Tô Nhã. Cuối cùng Nhân Hoàng cũng đã làm ra quyết định. Tô Nhã và 12 người, toàn bộ giao cho Kiều gia, mặc cho xử trí. Nhân Hoàng. Tô Thiên Can muốn rách cả mí mắt, toàn bộ. Đây đều là huyết nhục của Tô gia. Tô Cao Nghĩa đã chết, nếu như đám người Tô Nhã lại chết, Kiều gia còn có hậu đại gì nữa đây? Tô gia đời sau sẽ kéo dài như thế nào? Tô Nhã và đám người ngồi liệt trên mặt đất, con mắt trừng lớn, triệt để tuyệt vọng. Mặc cho xử trí. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết? Vì sao chứ? Q
quyết định như vậy đi. Nhân hoàng không để ý đến. Mặc dù đáng tiếc, nhưng không có người sau này còn có thể tái sinh. Hắn vừa vặn có thể nhờ vào sự kiện đó, tuyên cáo các tộc, nếu như mạo phạm hoàng thất, cho dù là Tô gia, cũng phải trả giá đắt. Tô Thiên Can buồn giận đan xen, đáy mắt hiện lên lửa giận, vô ý thức liền muốn nhìn về phía nhân hoàng, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, quay đầu nhìn về hướng Kiều Vạn Niên. Nhưng, Kiều Vạn Niên vẫn giữ im lặng. Còn không hài lòng. Nhân hoàng khẽ nhíu mày. Vạn Niên, người đối với phán quyết này, còn chưa hài lòng. Nhân hoàng phán quyết là một mạng đổi một mạng, rất hợp lý, nhưng thần cảm giác không công bằng. Bọn hắn chủ động mạo phạm, chủ động giết người, còn làm bộ không biết, Kiều gia cần là cái đáp lại công bằng. Cái đáp lại này, không chỉ là xin lỗi, cũng không phải là trao đổi đồng giá. Mà, Tô gia không chỉ có mạo phạm chúng ta, càng mạo phạm hoàng thất. Tại tiệc tối ăn mừng thi đấu bài vị, vậy mà lại làm ra hành vi đổ sát như vậy, mặc kệ là cá nhân Tô Nhã quyết định, hay là ý của Tô gia đều là trách nhiệm của Tô gia. Cá nhân ta cảm giác, nhân hoàng cũng hẳn nên nghiêm trị, dùng chuyện này cảnh cáo các nhà, cũng tỏ thái độ cho tân khách các phương. Rốt cuộc nhân hoàng đã hiểu mục đích của Kiều Vạn Niên. Cái này mặc dù là tôn trọng hoàng thất, xin mời hoàng thất phán quyết, nhưng thứ Kiều Vạn Niên muốn, tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn Kiều gia tự mình hành hình, thậm chí còn nhiều hơn. Kiều Vạn Niên, Tô Thiên Can gắt gao nắm chặt nắm đấm, thân thể hùng tráng đang run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.